Mời các bạn nghe phần 3, Vân Nương rốt đặc cán mai về chuyện triều đình, chỉ biết Bùi An là ngự sử đài đại phu, cụ thể là làm gì, bận rộn việc gì thì hoàn toàn không biết gì cả. Thấy trời đã tối mà người vẫn chưa về, Vân Nương sai Thanh Ngọc treo đèn trước cửa, sợ đêm khuya hắn không nhìn thấy dưới chân, vừa treo đèn lồng lên vừa thấy đồng nghĩa bước vào sân. Phu nhân, ngày mai thế tử phải đi một chuyến xa nhà, làm phiền phu nhân giúp tiểu nhân thu dọn quần áo. Vân Nương nhìn thấy đồng nghĩa còn tưởng rằng Bùi An đã trở về, tuy rằng trong lòng nghĩ thế nhưng không nói chút nữa trời tối hơn lại phải ở chung với y thành thử hơi xấu hổ vội vàng quay mặt đi cuối cùng chỉ có đồng nghĩa bước vào nàng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có phần nghi ngờ sao hắn chưa về vân nương nghe xong lời của đồng nghĩa nàng sửng sốt một chút phản ứng đầu tiên của nàng là chuyện đó cũng không đến mức làm hắn trốn nàng chạy ra ngoài chứ y không say nàng cũng không say cũng không phải một mình hắn xấu hổ lúc sau mới lấy lại tinh thần không dám chậm trễ đứng dậy thu dọn, nhưng nàng không biết quần áo của y ở đâu, đây là ngày đầu tiên nàng gả đến mà, bước chân Vân Nương dừng lại ở đó, sau đó quay lại hỏi Đồng Nghĩa, "Lang quân muốn đi đâu vậy?" Đồng Nghĩa cười nói, dạ là Quả Châu." Vân Nương sửng sốt, "Quả Châu? Là Quả Châu nhà ông ngoại nàng sao?" Đồng Nghĩa vội vàng liếc vẻ mặt nàng một cái, lần này chủ tử đi cũng mất khoảng vài tháng, đến cuối đông mới có thể trở về, cô ý sai tiểu nhân bảo cho phu nhân biết. Trong phủ có chuyện gì không tự quyết định được thì cứ trực tiếp tìm lão phu nhân nếu phu nhân buồn chán thì cứ dẫn hai gã sai và thoải mái ra ngoài đi ra ngoài nhiều cho khuây khỏa vân nương không nghe hắn nói chuyện từ sớm bỗng nhiên ngắt lời hỏi là quả châu bên cạnh phủ trùng khánh sao đúng vậy trên đường chủ tử phải đi qua kiến khang lại phải ngang qua bên cạnh đến quả châu e là phải đi qua cả nửa nam quốc nếu phu nhân có thích cái gì có thể nói trước với nô tài nô tài ghi nhớ trong lòng chờ khi đến nơi sẽ mua về cho phu nhân còn nếu phu nhân không có gì cực kỳ ưa thích thì nô tài sẽ xem tình hình mà làm phía sau kiến khang là một vùng biển lớn giàu có chân trâu nhiều viên còn to bằng cái chén đến lúc đó nô tài sẽ nói với chủ tử mang viên lớn nhất về cho phu nhân lại đi vào trong đó là ngạc châu giang lăng nô tài cũng không biết ở đó có thứ gì tốt nhưng nghe người ta nói mạch núi giang lăng nối liền nhau phòng ốc được xây dựng dưới chân núi non nước tương liên ban đêm nhà nhà bên hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt không kém thành lâm an của chúng ta vân nương nghe tim mình đập loạn nhịp trái tim cũng sắp bay ra ngoài bởi vì lúc trước nàng không nhìn thấy hy vọng nên không dám có ý nghĩ không nên có nhưng bây giờ cơ hội đã đưa đến trước mặt nàng dù sao nàng cũng muốn nắm bắt một lần lang quân đi quả châu là có công vụ sao cũng không hoàn toàn là vì công vụ sau khi hộ tống công chúa đến bắc quốc thì đưa một nhóm phạm nhân đi lưu đày đi quả châu là để thăm dò địa thế tìm hiểu một vòng gì mà công chúa gì mà phạm nhân nàng chẳng quan tâm chút nào nàng chỉ nghe được thứ mình ngóng trông con người vân nương càng ngày càng sáng dứt khoát trực tiếp hỏi vậy trên đường đi còn chỗ trống không có thể mang thêm hai người không chuyến đường này xa xôi nhưng mà vị trí khá rộng rãi phu nhân lo lắng chủ tử muốn mang thêm người sao vân nương gật đầu đúng vậy ngươi nói với chàng có thể mang ta đi theo được không cái này đồng nghĩa sửng sốt vẻ mặt kinh ngạc phu phu nhân muốn đi sao vân nương chờ mong nhìn hắn được không cũng không phải là không thể nhưng nô tài không làm chủ chuyện này được nếu không phu nhân hỏi chủ tử một chút Chủ tử đang ở phòng sách, đang thu dọn đống sách vở buồn tẻ trên đường đi. Gì mà thể diện, gì mà không dám gặp người, nàng đều vứt tất cả ra sau đầu, nếu nàng có thể đi chuyến này với y thì nàng sẽ lấy được cả gốc lẫn lãi trong suốt 5 năm bị giam cầm ấy. Vân Nương không nói hai lời, vội vàng đi theo đồng nghĩa đến phòng sách, vừa bước vào thấy Bùi An đang đưa lưng về phía cửa, đang dọn sách vở trên bàn, nàng vui vẻ gọi một tiếng, "Lang Quân." Giọng nói mềm như bông lọt vào tai, mí mắt Bùi An giật giật, nàng lại uống nữa à xoay người lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười vô cùng tươi sáng con ngươi sáng như viên ngọc khóe miệng cong lên hình như còn có hai bé lúm đồng tiền xinh xinh lúc trước y cũng không chú ý lắm dù sao trước khi thành thân tổng cộng y chỉ gặp nàng ba bốn lần không có cơ hội thấy nàng cười ngược lại đêm qua hai người chung giường cả buổi tối lại chỉ thấy nàng khóc hình như giọng nói khôi phục rồi con ngươi bùi an nhanh chóng thoáng nhìn hỏi nàng làm sao vậy vân nương đứng ở bên cạnh y ôm eo hỏi, lang quân muốn đi Quả Châu sao? Bùi An, ừm. Vân Nương cười nói, nhà ngoại thiếp ở ở Quả Châu. Thật sự trùng hợp. Thiếp vừa mới nghe đồng nghĩa nói, trên đường lang quân còn dư chỗ trống, có thể dẫn thiếp theo cùng không? Vân Nương nói xong, trước khi ánh mắt y nhìn qua, nàng lại vội vàng nói, lang quân yên tâm, thiếp cam đoan mình sẽ ngoan ngoãn. Không gây thêm phiền phức cho lang quân, hơn nữa lần này đi được nửa năm, thiếp là cô dâu mới, vừa mới thành thân một ngày, lại phải ở một mình, không, không được tốt lắm. Vân Nương nhận ra sự kích động của mình. Sắc mặt đỏ lên, lui ra sau hai bước, rũ mắt nói, chắc lang quân không biết. Thiếp từng hứa với mẫu thân sẽ đi quả châu để viếng mộ ngoại tổ phụ. Tất nhiên, nếu lang quân không tiện, vậy lần sau thiếp lại. Đi thu dọn đồ đạc đi, bùi an nghiêng người gọi đồng nghĩa tới đem dương đựng sách lên xe ngựa. Vân Nương sửng sốt, sau khi phản ứng lại trong mắt còn sáng rực hơn đèn bắc ở trong phòng, cảm tạ lang quân. Nói xong vội vàng xoay người, Vừa mới đi ra ngoài hai bước, có lẽ thật sự quá mức kích động nên giống như bị ma ám, đột nhiên dừng chân quay đầu lại, vọt thẳng tới trước mặt Bùi An, cánh tay vươn ra ôm lấy hắn. Bùi An không chuẩn bị trước, đụng phải nàng rồi hơi lui về phía sau, vẻ mặt cứng đờ. Vân Nương ôm xong mới chợt tỉnh lại. Sau khi tâm tư mờ ám đêm qua của hai người bị vạch trần, hai người còn chưa bình tĩnh lại, cái ôm này lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, một lần nữa rơi vào tình cảnh xấu hổ trước đó. Sau khi biết đã làm gì, vân nương lập tức buông ra gương mặt đỏ bừng ta đi thu dọn đồ đạc vân nương vùi đầu chạy ra ngoài gió đêm dưới hành lang thổi qua hơi nóng bên má không chỉ không tan mà còn càng ngày càng nóng đúng là nàng bị hắn mê hoặc tâm trí rồi vừa rồi hắn đồng ý với nàng xong nàng ngước mắt lên nhìn thì cảm thấy gương mặt kia lại đẹp hơn vài phần đúng là đẹp trai đến mức người ta kinh ngạc cảm thán vân nương che mặt bước chân nhanh chóng biến mất ở cửa thư viện trở lại viện lập tức gấp gáp gọi một tiếng thanh ngọc mau thu dọn đồ đạc, được nàng ôm một cái, Bùi An đứng đó giữ người một lát mới từ từ động đậy, quay đầu lại thấy Đồng Nghĩa cười nhếch miệng, sắp đến mang tay rồi cơ. Bùi An hít sâu một hơi, ngươi rảnh quá nhỉ. Đồng Nghĩa vội vàng tỉnh lại, chủ tử, ngươi còn gì dặn dò? Bùi An cạn lời, đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc đi. Nàng mới gả qua đây được một ngày, sao biết được quần áo hắn ở đâu. Vâng, Đồng Nghĩa xoay người lại quay về viện chính. Đồng Nghĩa vừa đi, Vệ Minh tiến vào bẩm báo đã ăn bài thỏa đáng rồi ạ, à, người vừa mới nghỉ ngơi. Ngày mai để hắn đi theo ngươi, nói với bên ngoài hắn là đồng môn của ngươi." Vệ Minh gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Như thế nào hắn cũng không ngờ tới người lôi thôi lếch thách kia là Vương Kinh, là đệ nhất phó tướng dưới phụ thân của phu nhân, nghe đồn có dũng có mưu nhưng hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của hắn. "Có cần gửi thư cho bên Đường Minh Xuân kia hay không? Lần này bệ hạ Triệu Kiến quá vội vàng, hắn lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện bất chắc, đầu kia không kịp tiếp ứng." Bùi An đang muốn nói chuyện này với hắn, lấy bức chân dung hoàng thượng giao cho mình, nói cho Hàn Linh biết. Để cho hắn tìm được Trương Trị, ta sẽ động thủ ở Giang Lăng, ta đánh như thế nào, hắn phản như thế ấy. Trương Trị, một đại phú thương từng ở Lâm An, 11 năm trước Trương gia liên lụy đến một vụ án đúc tiền riêng. Sau đó bị xét nhà diệt tộc, sau khi áp giải vào Đại Lao vài ngày thì bị xử tử, một nhà già trẻ không ai sống sót. Nhưng thế mà hắn có thể sống sót dưới mí mắt hoàng thượng rồi chạy thoát, tất nhiên là sử dụng bản lĩnh lớn mà sau nhiều năm như vậy rồi hoàng thượng vẫn có thể tìm được tung tích của hắn sinh ra sát tâm với một thương nhân tất nhiên không phải chuyện có thể đưa ra ánh sáng nhưng không muốn nhìn thấy ánh sáng cũng không phải do hắn hôm sau sắc trời tờ mờ sáng có mấy chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài phủ quốc công đêm qua đã thu dọn đồ đạc xong xuôi lúc đồng nghĩa đi vào viện mời người vân nương đã đứng chờ ở trước cửa thanh ngọc đứng ở bên cạnh nàng trong tay cầm một tay nải thấy người đến thì vội vàng lôi kéo vân nương đi ra ngoài bùi an đi làm công vụ nên vân nương chỉ dẫn theo nha đầu thanh ngọc liên dĩnh đưa nàng đến trước cửa vẻ mặt lưu luyến không rời khóc lóc nói chủ tử người nhất định phải trở về đó chúng ta khổ lắm mới sống trong một cái viện to thế này hôm qua người còn nói muốn ở nuôi cá trong ao cá con còn chưa mua được ghế trong phòng người cũng chưa ngồi ấm mông người đã phải lưu lạc đất trời trong lòng vân nương đang vui vẻ thấy nàng ấy rơi lệ thì kiên nhẫn chấn an không có việc gì có lang quân bảo vệ ta ta nhất định sẽ bình an còn viện kia, em xem nó như là của em, cứ chăm sóc cho kỹ. Bùi An vừa mới ra khỏi phòng lão phu nhân, đang xuống bậc thang dưới hành lang, trên mặt còn mang theo vài phần mệt mỏi. Đêm qua thu dọn đồ đạc và ở phòng sách cả một đêm, cũng không trở về phòng, tổng cộng chỉ ngủ được một canh giờ. Bình minh yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng ríu ra ríu rít giống như tiếng chim hoàng oanh trong trẻo, rất dễ nghe êm tai, ngược lại cũng cảm thấy có vài phần thú vị, cũng tỉnh ngủ một chút. Vân Nương nhìn thấy y, xoay người chào hỏi y, lang quân đã mang đầy đủ đồ đạc chưa vân nương gật đầu ta đã mang hết rồi đồng nghĩa nói cuối thu mới trở về nàng đem hết tất cả áo quần mới mua gần đây sợ nếu năm nay không mặc thì năm sau phải thay mới hết cũng mang theo một ít áo quần mùa đông nàng sợ lạnh hơn nữa bùi an cũng đầy đất nhét năm sáu cái dương trên xe ngựa cũng sắp không còn vị trí của nàng bùi an ngẩng đầu nhìn thoáng qua đội ngũ nhìn về phía xe ngựa xuất phát vân nương tức thời đi tới một chiếc xe phía sau có đựng dương hành lý Nàng nói không thể quấy rầy hắn nên không được ngồi cùng hắn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, Phúc Mama cầm hộp thức ăn trong tay vội vàng chạy ra, thế tử ra. Phu nhân, lão phu nhân bảo nô đưa cho người một ít, sợ giờ này hai người chưa ăn sáng. Trên xe ngựa nhớ ăn uống một chút, đừng để bụng đói. Nói xong, quay đầu đưa hộp thức ăn cho Vân Nương, phu nhân một đường cẩn thận một chút. Có người bầu bạn với thế tử ra, lão phu nhân cũng yên tâm hơn nhiều. Phúc Mama dặn dò xong vân nương lại có phần khó xử nhìn hộp thức ăn trong tay nếu không cứ đưa hết cho hắn đi nàng không đói bụng vân nương lại nhìn về phía bùi an bùi an cũng liếc nàng một cái vén rèm lên nhưng bước cho nàng lên xe đi vân nương ngồi lên xe ngựa của bùi an thanh ngọc cũng mang tay nải của nàng lên xe hơn phân nửa là đoán được nàng sẽ không xuống đêm qua bùi an không về phòng hai người không ở cùng một chỗ hiện giờ vẫn là không tránh được lúc này sách vở trong xe ngựa còn nhiều hơn lần trước rất nhiều chiếm kha khá vị trí sau khi hai người ngồi xuống xe ngựa cũng vừa di chuyển cánh tay nhau đều đụng vào một chỗ cũng cảm nhận được nhưng không nói gì đợi khi xe chạy vững vàng vân nương mới mở hộp thức ăn trong tay ra bưng một đĩa điểm tâm đưa tới lang quân chàng ăn trưa bùi an duỗi tay thấy hắn ăn xong vân nương cũng bẻ một miếng cho vào miệng hãy nhai bánh hoa quế có thêm hạt mè là khẩu vị nàng thích hôm qua nàng mới nói với bùi lão phu nhân không ngờ tới hôm nay bà đã làm món nàng thích ăn rồi. Hương vị ngọt ngào, chậm rãi lan tỏa đến môi và răng, bỗng nhiên Vân Nương có phần được cưng mà sợ, cũng có một cảm giác thỏa mãn trước này chưa từng có. Trong lòng nàng rất rõ ràng, thật ra nàng gả rất tốt. Phu quân là chức quan tam phẩm, vẻ ngoài đẹp trai, còn tình nguyện đưa nàng ra ngoài ngắm phong cảnh. Lão phu nhân cũng đối xử rất tốt với nàng, nhớ kỹ thứ nàng thích, còn cho nàng một cháp ngân phiếu, nhìn ra được là thật lòng yêu thương nàng. Vừa nhai, khóe môi vân nương cũng vô thức nhếch lên bùi an liếc nàng một cái chỉ ra khỏi nhà một chuyến mà thôi vui vẻ đến vậy sao hình phong không muốn dẫn nàng ra ngoài sao chỉ là một bức tường viện nếu hắn muốn đã mang nàng đi từ lâu rồi hình phong sắp chết chắc là nàng còn chưa biết mặc dù hai người không chọc thủng chuyện nước tranh kia nhưng trong lòng đều như gương sáng nếu lời nói nói lúc không say tất nhiên cũng không xem là lời thật lòng chuyện nàng và hình phong như thế nào hắn cũng chả tò mò làm gì trong miệng hơi khô nên bùi an lấy túi nước bên cạnh mới mở nắp chưa kịp đặt bên miệng thì người bên cạnh giống như bị nghẹn lại cổ họng vẫn liên tục nuốt mặt cũng nghẹn đỏ bùi an đưa túi nước cho nàng vân nương đang vui vẻ không chú ý nên bị nghẹn hơn nữa đây không phải xe ngựa của nàng túi nước của nàng cũng ở chỗ thanh ngọc vốn nàng muốn nhịn xuống đợi đi một đoạn rồi mới bảo hắn dừng xe nàng tìm thanh ngọc lấy túi nước nhưng hình như không nhịn được đang khó chịu thấy hắn đưa túi nước tới trước mặt mình Vân Nương cũng không quản nhiều như vậy, đưa tay nhận lấy rồi ngửa đầu uống vài ngụm. Sau khi hết nghẹn, Vân Nương mới cảm ơn y, cảm ơn lang quân. Bùi An không đáp, cũng không đóng nắp, chỉ ngửa đầu uống nước trong túi nàng vừa uống. Vân Nương thoáng nhìn thấy, vội quay đầu lại, tim đập thình thịch, sắc mặt đỏ lên, sau khi ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, đêm trước hắn trong miệng nàng, quay cuồng như biển động, mùi vị mà gì chưa từng nếm qua. Nhưng mặc dù hai người đã trần truồng đối diện, không có bất kỳ trói buộc nào mà ôm nhau, lúc này đều ngồi im lặng ai cũng không nói gì sau khi dùng điểm tâm xong bùi an đi đọc sách trời còn chưa sáng bên ngoài cũng không nhìn thấy gì vân nương nhàm chán khóe mắt không khỏi liếc sang bên cạnh trong lúc lờ đãng lập tức liếc thấy ngọc bội treo trên thắt lưng hắn hôm nay bùi an có mang ngọc bội đêm trước y nói sẽ trả lại cho mình vân nương không tiện quấy giày hắn đọc sách âm thầm chờ đến khi hắn lật sang trang mới mới lên tiếng lang quân bùi an ngẩng đầu vân nương nhẹ nhàng cười với y cái kia ngọc bùi an theo ánh mắt nàng nhìn thoáng qua bên thắt lưng mình rất tùy ý nói cái này rất tốt không cần đổi sao cơ sao tự nhiên lại không đổi vậy hôm trước hắn cũng không say đã chính miệng đồng ý rồi vân nương tám phần không ngờ bùi an sẽ đổi ý ngơ ngác nhìn hắn không nghĩ rõ tại sao tự nhiên bùi an lại lật lọng lúc trước cho hắn chính nàng không nghĩ nhiều như vậy bùi an tặng quà cho nàng nàng cũng nghĩ không nên chiếm lời của hắn bây giờ nghĩ lại đúng là không nên dù sao cũng đưa cho người ta rồi vân nương không biết bùi an còn nhớ những lời nàng nói đêm qua hay không nhưng nàng không say nàng nhớ tất cả lời hắn nói đêm hôm qua không sai một câu thấy dáng vẻ bùi an thật sự không trả vân nương đành phải lôi những hình ảnh xấu hổ giữa hai người nói lại một lần nữa nhắc nhở hắn lang quân có điều không biết ta từng tặng ngọc bội này cho hình thiếu gia đêm trước ta từng nói với lang quân lang quân cũng đồng ý rồi hắn đồng ý rồi nhưng cũng đổi ý rồi chỉ là một khối ngọc bội thôi Sơ đo làm gì, từng tặng ai cũng không sao cả, không phải bây giờ nó đang ở trong tay hắn sao. Bùi An cần gì phải làm khó nàng tìm một vật đính ước khác. Vẻ mặt Bùi An vẫn bình tĩnh như không, không sao, ta không ngại, Vân Nương, chàng nói dối. Nếu Bùi An không ngại, sao hôm trước lại vòng vo tam quốc tìm hiểu quá khứ giữa nàng và hình phong. Chắc là hắn cho rằng nàng say, nên muốn nàng uống say nói thật. Những chuyện tình cảm nàng đều nói thật, hắn ghét bỏ sao. Bùi An thấy nàng im lặng một lúc lâu, khóe mắt liếc thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, không ngoài việc nói hắn lật lọng đáng ghét. Bùi An giả vờ như không thấy, tiếp tục lật sách. Hơn nửa canh giờ, xe ngựa đến ngự sử đài, sắc trời đã bắt đầu phiếm xanh, ánh sáng của đuốc trước cửa chiếu vào trong xe ngựa, Bùi An khép sách lại, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía nàng. Vân Nương nhận thấy tầm mắt của Bùi An, nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt Bùi An hơi dừng lại, vẫn là dự định hỏi nàng trước, Nàng với Hình Phong có quan hệ như thế nào? Hắn phải nghe lời thật lòng của nàng. Vân Nương chàng lại hỏi. Nàng đã nói rồi, mình không có quan hệ gì Hình Phong, cũng không lấy ngọc bội. Vân Nương hơi thất thần, ta và Hình thiếu gia đã thành quá khứ. Vậy là tốt rồi. Vân Nương không biết lời này của hắn là có ý gì, đang đoán thì xe ngựa ngừng lại, Bùi An lại nói, nửa chén trà sau sẽ xuất phát, nàng có thể xuống đi lại một chút. Nói xong thì chui ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa. Trước cửa không ít người vây quanh. Lâm Nhượng đã chờ trước cửa Ngự Sử Đài, nhìn thấy Bùi An đi xuống thì vội vàng nên đón, "Đại nhân." Bùi An gật đầu, "Mọi người chuẩn bị rồi." "Đại nhân yên tâm, không thiếu người nào, 30 thị vệ đứng đầu, thuộc hạ đã điểm danh đầy đủ, chỉ chờ đại nhân ra lệnh." Lâm Nhượng biết lần này hắn đi sẽ không về sớm được, sợ Bùi An không yên lòng nên chân thành nói, "Ơn cứu mạng ngày ấy của đại nhân, đời này thuộc hạ sẽ không quên, thuộc hạ cam đoan, chỉ cần thuộc hạ còn ở Ngự Sử Đài một ngày, Đợi đại nhân trở về ngự sử đài vẫn vẹn nguyên như cũ. Bùi An cười cười, bước chân đi vào trong, đưa tay vỗ bả vai hắn một cái, vất vả rồi. Trong lòng Lâm Nhượng nóng lên, đi theo phía sau Bùi An, cao giọng phân phó người phía dưới, đại nhân tới rồi, kêu người tới. Phạm nhân bị triều đình lưu đày vừa được đưa ra khỏi nhà lao, còng tay xích chân đầy đủ cả, một thân áo tù xám trắng, bị thị vệ vây quanh ở giữa, chờ Bùi An tự mình nhận mặt xong thì lại nhét vào xe chờ tù. Bùi An đến gần thị vệ dùng tay nâng hàm của mọi người lên, ánh sáng từ những ngọn đuốc chiếu vào mặt những người đó ở khoảng cách gần. Phần lớn đều là tóc tai bù xù, vẻ mặt nghèo túng, vẻ ngăn nắp của mệnh quan triều đình ngày xưa đã biến mất từ lâu. Ánh mắt bùi an dừng trên mặt hình phong một lát, ngược lại cũng coi như là sạch sẽ, mặt không bẩn, tóc cũng còn. Sau khi xác nhận không sai sót, bùi an ngửa đầu, lâm nhượng hiểu ý, áp giải lên xe. Mười mấy phạm nhân vừa áp giải ra, một đống người vây quanh ngoài cửa chính bắt đầu quỷ khóc sói gào, chỉ xét hai nhà, nam xung quân, nữ xung quan kỹ, trong nhà không còn người nào. Phạm Huyền, hình phong là hai nhà không bị xét nhà, lúc này gia quyến đang chặn ở bên ngoài chờ gặp mặt lần cuối. Người bình thường thì thôi, những người này đều là khâm phạm triều đình, có bài học của tần các lão, lâm nhượng tránh việc cành mẹ đẻ cành con, để cho người ngăn cản, không được tiến lên, cũng không được nhận đồ. Trước khi đi còn không nói thành lời, trong chốc lát cục diện trở nên mất khống chế, khóc động trời động đất chân trước bùi an vừa bước xuống xe ngựa chân sau vân nương cũng đi xuống theo nàng tính đi chỗ thanh ngọc để lấy túi nước tới sau khi đi xuống thì thấy rất nhiều người vây quanh cửa chính vân nương cũng nghe đồng nghĩa nói rồi lần này bùi an phải đi áp giải phạm nhân nàng cũng không để ý lắm chỉ muốn lấy túi nước trong tay thanh ngọc thôi đang muốn lên xe bỗng nhiên thanh ngọc túm chặt cánh tay nàng giọng hơi run tiểu thư có phải người kia là hình phu nhân không vân nương quay đầu lại nhìn theo tầm mắt thanh ngọc trong một đám người kia vị phụ nhân đứng trước cửa với vẻ mặt bức thiết kia đúng là hình phu nhân vân nương sửng sốt hai chủ tớ còn chưa kịp phản ứng vì sao hình phu nhân lại tới đây thì khâm phạm đã bị đẩy toàn bộ áp giải ra ngoài hình phong đi ở cuối cùng hình phu nhân thấy người liều mạng chen ra ngoài nhưng bị thị vệ ngăn cản quát lớn một tiếng người không liên quan chớ tới gần đứng xa ra cho ta vân nương thấy hình phu nhân bị đẩy ra ánh mắt nhảy dựng lên tầm mắt nhìn sang bên cạnh theo bản năng sau đó đôi mắt ngơ ngác dừng lại ở đó hình phong Tại sao huynh ấy lại ở đây? Chủ tử, là hình thiếu gia, giọng nói thanh ngọc cũng thay đổi, những người hôm nay là khâm phạm đấy, hình thiếu gia phạm phải chuyện gì vậy? Đột nhiên đầu óc Vân Nương có phần ong ong, cất bước đi về phía trước theo bản năng. Hình phu nhân đối diện bị ngăn lại, người phía sau lại đẩy bà ra chen lên phía trước, không thấy được con trai, hình phu nhân cực kỳ sốt ruột, lại dùng lực chen lên phía trước, châm cải tóc cũng lệch sang một bên, hoàn toàn không còn đoan trang tao nhã của ngày xưa vất vả lắm mới chui ra khỏi khuỷu tay người phía trước hình phu nhân vừa quay đầu liếc mắt một cái đã thấy được vân nương ở đối diện hai người nhìn nhau đồng loạt sửng sốt mười mấy năm trước quan hệ giữa mẫu thân vân nương và hình phu nhân rất tốt khi nàng còn ở trong bụng lúc còn chưa biết là nam hay nữ mà hai nhà đã nóng lòng đính hôn cho nàng và hình phong từ đó vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp của hai nhà ai ngờ sau này mọi thứ đã thay đổi cho dù ân oán ngày xưa nhiều hơn nữa lúc này cũng không phải lúc nói chuyện hình phu nhân kìm nén oán giận trong lòng cũng không gọi tên nàng mà chỉ nhìn nàng khóc lóc nói nể tình ngày xưa nó đối đãi ngươi lần này phiền ngươi chiếu cố nhiều hình phu nhân nói xong dương dương ném tay nải trong tay về phía nàng hình phu nhân vừa ném bên cạnh bà có một vị phụ nhân tinh mắt cũng bắt chước ném tay nải trong tay làm phiền giao cho phạm huyền nói với lão già kia có thể sống lâu được bao nhiêu thì dáng bấy nhiêu Không phạm đã bị áp giải lên xe lập tức xuất phát vân nương phục hồi tinh thần lại ra hiệu với thanh ngọc Thanh Ngọc hiểu được, thừa dịp lộn lộ xộn vội vàng nhặt hai tay nải kia lên. Lúc Bùi An lên xe ngựa, Vân Nương đã trở lại xe, hắn liếc nàng một cái, rõ ràng sắc mặt nàng khác hồi nãy khá nhiều, có lẽ là nhìn thấy người rồi. Nếu nàng đã nói, đã thành quá khứ thì hắn cũng không có gì để nói. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đến trước cửa cung đón công chúa Minh Dương. Còn có một đoạn đường dài, Bùi An tiếp tục lật sách, Vân Nương lại ngồi như bị kim chích, những suy nghĩ trong đầu không ngừng tuôn trào cuối cùng không nhịn nổi lên tiếng hỏi lang quân những người này phạm tội gì muốn lưu đày đến đâu vậy đều là phạm nhân phải tử hình không có gì khó nói bùi an thoải mái trả lời nàng hai nhà phạm lý là đồng phạm với tần các lão là tội phản nghịch hai nhà chu lưu nuốt bạc cứu trợ thiên tai tội tham ô lưu đày đến lĩnh nam xong rồi bùi an không nói tiếp nữa vân nương đang nghe không khỏi nhìn chằm chằm bùi an khẩn trương chờ hắn nói tiếp bùi an dương mắt nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của nàng cực kỳ trông mong, cũng không hiểu vì sao, trong lòng biết rõ nàng muốn hỏi cái gì nhưng lại cố ý hỏi ngược nàng một câu, có việc gì sao? Vân Nương thật sự muốn nhắc nhở hắn, Bùi An bỏ sót một người rồi nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi, đầu óc nghĩ một cái rồi hỏi, những người này sau khi bị lưu đày sẽ như thế nào? Không ai sống sót. Dường như trong lòng Vân Nương có thứ gì đó, nàng thình thịch một cái rồi chìm xuống. Quên đi, nàng không thể cứ mập mờ với hắn như vậy được, Vân Nương xoay mặt về phía Bùi An, tới gần một chút, Nhẹ giọng nói, "Lang Quân, đêm tân hôn ta không say, những lời ta nói đều là thật, chàng có tin không?" Con ngươi Bùi An chợt lóe, bội phục nàng không màng tất cả, mà xui quỷ khiến hỏi một câu, "Câu nào? Là câu ta sắp bị chàng bóp chết hay là Lang Quân ta không chịu nổi nữa?" Một lúc lâu sau, trong xe ngựa cũng không còn tiếng nào. Bùi An nói xong, bản thân hắn cũng cứng đờ, không nhìn sang người bên cạnh đã xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, ngược lại cũng không làm khó nàng nữa, chủ động nói, "Hình Phong tự muốn chết." nàng không cứu được trên mặt vân nương vẫn còn nóng nghe bùi an nói như vậy lại càng bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu sao trên đời này lại có người muốn chết nàng còn không hiểu bùi an hơi hơi ngồi dậy khuỷu tay hai người lại đụng vào nhau hắn cũng không ngại giải thích tình huống cho nàng nghe công chúa minh dương không muốn hòa thân coi trọng hình phong lúc trước là người buộc hình phong thoái hôn với nàng sau này hình phong lại đổi ý không vui chạy đến bệ hạ cầu tình cho phạm huyền đây không phải là tìm chết thì tìm gì giọng bùi an chậm rãi giống như đang cùng nàng tán gẫu về một người không liên quan gì đến hai người vân nương đã hiểu nhưng vẫn có chỗ nghĩ không ra vì sao hình phong lại đổi ý nếu đã hứa với công chúa tại sao lại muốn tìm chết hình phu nhân gọn gàng đoan trang cả đời đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bà ta trong tình trạng chật vật đau khổ như vậy hình phong không nên nghĩ luẩn quẩn mới phải bùi an không chắc là nàng có cố ý hay không lúc trước nàng đi tới bến đò báo tin cho hắn thì hắn đã biết nàng có đầu óc rộng rãi không ngu ngốc nàng cũng biết mình muốn gì tại sao hôm nay lại không lanh lợi như vậy chứ bùi an liếc nàng một cái hỏi nàng cảm thấy thế nào vân nương bị bùi an liếc qua liếc lại như vậy sao nàng còn không hiểu hắn tỉnh táo hỏi đi hỏi lại quan hệ giữa nàng và hình phong chứ chỉ là nói hoài cũng không phải cách hay chưa kể có khi con đường này lại khó đi vân nương suy nghĩ một chút rồi so sánh lang quân ta và hình thiếu gia cũng giống như chàng và tiêu tiểu thư bùi an không ngước mắt lên không giống nhau Vân Nương, hả? À, Bùi An, ta chưa từng tặng nàng ta bất cứ thứ gì. Vân Nương, Vân Nương thừa nhận, vậy không giống nhau thật. Hôm đó nàng bị Tiêu tiểu thư làm khó xử như vậy, nàng cũng không trách Bùi An câu nào, nàng làm gương tốt như vậy sao hắn không noi theo chứ? Ai mà không có quá khứ, đổi lại là hắn, Tiêu tiểu thư mất cho nên hắn đi qua quan tâm hai câu thì nàng cũng không để ý, không chỉ không để ý mà còn chủ động bảo hắn đi thăm người ta. Bùi An, lời này lại nhất thời làm cho Bùi An á khẩu không nói nên lời. Có lẽ lâu rồi không bị ai chế nhạo như vậy. Bùi An không quá quen, hơi thở cũng chợt không thuận, "Phu nhân, nếu như có gì khác biệt thì có thể nói ra, nàng đã gả cho ta, cũng đã viên phòng, sao không thể lý giải những thứ vòng vo kia?" Khóe miệng Vân Nương giật giật, còn có thể nói sao? Một khối ngọc bội như vậy, hắn cũng chậm chạp không chịu trả lại cho nàng, hắn còn dám nói nàng ngông nghênh như vậy? Lang Quân thật sự chưa từng tặng đồ của người khác sao? Thế sao ta lại nghe Tiêu tiểu thư nói chàng đã tặng son phấn cho người ta? Ngày đó trên sân bóng, tiểu thư tiêu gia đã ghé sát vào tai nàng, giao ai nói cho nàng biết. Sau đó Bùi An ngồi ở trên xe ngựa, nói như chém đinh chặt sắt là không tặng quà cho bất cứ ai. Lúc đó nàng hoàn toàn tin, cảm thấy tiêu tiểu thư đang nói dối, mà bây giờ cũng không chắc lắm. Vẻ mặt Bùi An sửng sốt ngay tức khắc. Hắn từng tặng sao? Hắn chưa từng cố ý tặng quà nhưng cũng không chắc về tổ mẫu. Không biết mấy năm nay tổ mẫu mong muốn bế cháu trai mà lấy danh nghĩa y tặng đồ đạc cho tiêu oanh hay không. Nghĩ lại một hồi, lại phát hiện trong lời nói của nàng có ẩn ý, nàng có ý gì chứ? Ý nói hắn nói dối nàng sao? Bùi An cần thiết phải làm vậy sao? Sắc mặt hắn trầm xuống ngay tức khắc, giọng nói cũng vô thức lạnh lùng cứng rắn, ít nhất, ta không tặng đồ người khác đã từng sử dụng. Vân Nương, nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi cái người này, nàng nói, nếu hắn để ý khối ngọc bội kia thì trả lại cho nàng, nàng sẽ tặng hắn một cái tốt hơn, thành ra ngữ khí cũng mất hết lý trí, vậy chàng trả lại cho ta. Bùi An chỉ cảm thấy một luồng lửa giận sông lên đầu lên óc, mí mặt giật giật, cắn răng nói, đã tặng đồ của người khác, còn đòi lại, phu nhân đúng là người đầu tiên. Lật lọng, nói chuyện một đằng làm một nẻo, phu quân cũng là người đầu tiên. Vân Nương lưu loát sắc bén, nếu lang quân có gì bất mãn với ta thì cứ nói rõ, đừng hở một chút lại đâm chọc mỉa mai như vậy. Hôm nay một câu, ngày mai một câu, rõ ràng là không tin nàng. Đây là trận ồn ào hoàn toàn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng ngay cả chuyện buổi tối hôm trước, miếng vải che xấu hổ cũng bị lôi ra, thì lúc đó chỉ làm bị thương cả hai bên. Nàng mới 16 tuổi thôi, hắn tranh cãi với nàng làm gì. Tân hôn ngày thứ ba đã cãi nhau, nói ra chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Ý thức được sự khác thường của mình, đột nhiên Bùi An phản ứng lại, hắn luôn luôn biết kiểm soát cảm xúc, sao tự nhiên hôm nay lại ẩm ý với nàng chứ. Hai người chỉ là bị lời đồn đại bức bách, bất đắc dĩ mà trói buộc lại với nhau, quá khứ của nàng và hình phong như thế nào, Hắn có gì để so đo chứ, sao lại kéo nàng đi xa như vậy?" Bùi An chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, không đáp lời nàng nữa. Bùi An vừa im lặng không lên tiếng, Vân Nương cũng chợt tỉnh táo lại, trong lòng bắt đầu không ngừng ảo não. Một khắc trước nàng còn đang cảm tạ trời đất, khen Bùi An có vẻ ngoài đẹp trai, vừa có tài hoa vừa có bản lĩnh, lão phu nhân trong phủ cũng yêu thương nàng. Nàng vô cùng may mắn khi được y cưới vào phủ Quốc công, còn âm thầm chú ý, đời này nhất định phải đối xử tốt với hắn thế mà mới chớp mặt một cái, nàng đã không kiểm soát được mà cãi nhau với hắn. Con đường xuống phía nam này chỉ mới bắt đầu, và lại xe ngựa mới ra ngoài phủ quốc công hơn nửa canh giờ, nếu lúc này Bùi An đuổi nàng xuống thì nàng chỉ có thể trợn mắt nghe theo mà thôi. Có khi còn sống trong hối hận cả đời, từ đây nàng không nói chuyện nữa, im lặng ngậm miệng. Bùi An làm dịu cuộc cãi vã trước, Vân Nương cũng mở miệng xin lỗi trước, lang quân, là ăn nói vụng về, xin lỗi chàng. Lại dịu dàng nói, nếu chàng không ngại việc ngọc bội, còn thích thì ta tặng cho chàng chỉ là nó là di vật mẫu thân ta để lại sau này mong lang quân giữ gìn một chút thấy bùi an im lặng nàng nói tiếp đúng là trước kia ta và hình phong có một mối giao tình ta bị nhốt vào trong viện không quen biết người bên ngoài càng không có một bạn bè tâm sự huynh ấy ở cách vách lại tình nguyện trò chuyện với ta ta sợ tương lai sau khi mình đi ra ngoài không ai tình nguyện chơi đùa với ta hình phong lại không để ý tới ta cho nên lúc đó mới tặng ngọc bội cho huynh ấy muốn dùng cái này giữ huynh ấy lại không cho huynh ấy đổi ý. Sau khi nàng nói câu xin lỗi ấy, cảm xúc tức giận của Bùi An cũng vơi đi phần nửa. Nghe nàng thật sự nói lời thật lòng, cảm thấy nàng cũng không dễ dàng gì, đáp lại nàng một câu, lấy vật trói lòng người, không lâu dài. Vân Nương gật đầu, Lang Quân nói đúng, ta không nên ỉ lại việc huynh ấy đối tốt với ta mà dành tư lợi cho mình, như năm đó hình phong đối tốt với ta, ta không thể không báo đáp. Sau khi mẫu thân ra đi, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bằng giếng trời, cảm thấy bản thân mình không thở nổi, thật sự không thể ngây ngốc chờ đợi được nữa vốn là định treo tường nhảy xuống đi quả châu để tìm ông ngoại của ta là hình phong khuyên ta ta mới có thể bình yên chịu đựng ba năm kia vân nương cúi đầu giọng nói rất thấp ngoại trừ hình phong nàng chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai khác nàng còn tưởng rằng bùi an sẽ đào sâu thêm hỏi lúc trước hình phong thuyết phục nàng như thế nào nhưng lại nghe bùi an nói tại sao phải thuyết phục nàng chỉ có một bức tường viện có thể nhốt nàng 5 năm thế mà hắn không bắt thang đưa cho nàng Nàng không thể đi Quả Châu cũng có thể đi ra ngoài, ít nhất cũng có thể hít thở một hơi. Vân Nương nhìn Bùi An, ngẩn người. Bùi An nói tiếp, không kết bạn với người ngoài cũng chẳng sao. Lòng người khó dò, chỉ cần nàng thật lòng người ta sẽ đối xử thật lòng với nàng, người có duyên. Không cần nàng đi lấy lòng cũng tự động gặp gỡ thổ lộ tình cảm với nàng, nếu không gặp được tri kỷ, tự sống vui vẻ một mình thì có sao đâu. Không biết Vân Nương có hiểu câu nói đầy triết lý nhân sinh này hay không, nhưng nàng chỉ nhìn chằm chằm hắn một lúc sau đó mờ mịt gật đầu, ừm. Ngoài ra, Bùi An còn nói, còn chân trâu to bằng miệng chén, không chỉ ở Nam Hải mới có. Bùi An vừa nói, vừa xoay người, lấy một chiếc hộp nhỏ phía sau giường rồi đưa cho nàng. Đây chỉ là một viên ngọc trai biển chất lượng trung bình ta kiếm được ở Kiến Khang, bây giờ dọc đường đi, nàng muốn chân trâu như thế nào, ta cũng tìm được cho nàng. Bùi An đặt chiếc hộp nhỏ vào tay Vân Nương, Vân Nương sững sờ nhận lấy, cục mắt mở nắp ra, liếc mắt nhìn thấy bên trong hộp có một hạt trâu màu trắng màu sắc sáng ngời, còn thật sự to bằng miệng chén. thật ra nàng cũng không thích chân châu đến vậy, chỉ là lúc trước nghe Hình Phong nói như vậy, trong lòng tò mò nên cứ nhớ mãi, nghĩ đến chân châu to bằng miệng chén rốt cuộc có thể to đến mức nào. chót mũi Vân Nương hơi chua xót, lại có vài phần cảm giác không chân thật. dù sao trong đầu nàng cũng từng ảo tưởng những hình ảnh kia, người đối diện tặng hạt châu cho nàng nên là Hình Phong. sau khi hắn thoái hôn, đương nhiên giấc mộng của nàng tan vỡ, không ngờ nó còn có thể thực hiện được. bây giờ nhìn thấy được trong ngực xuất hiện phần cảm xúc kích động và vui sướng kia, cũng không phải vì viên chân châu mà càng giống như giấc mộng mấy năm nay đã thành hiện thực. Ánh mắt bùi an nghiêng sang, cũng chú ý đến biểu cảm của nàng, một hạt châu mà thôi, đến nỗi vành mắt nàng đỏ lên sao. Nếu nàng thích nó, về sau hắn kiếm cho nàng là được. Một lúc sau Vân Nương mới bình tĩnh lại, tiếng nói mang theo giọng mũi, cảm ơn lang quân. Ừm, bây giờ không nghiến răng nghiến lợi gọi hắn là lang quân nữa lúc này ngoan ngoãn đáng thương bao nhiêu thì hồi nãy nhìn chừng y hung dữ bấy nhiêu. Nàng muốn đi gặp hình phong thì cứ đi đi. Chuyến này còn dài, hai người cũng không thể không chạm mặt. Nếu đã có giao tình, giả vờ không quen biết mới thấy lạ. Muốn báo đáp ân tình cũng được, trả ơn cũng không sao, nàng cứ đi là được. Hắn không can thiệp, miễn biến mình thành kẻ lòng dạ hẹp hòi. Vân Nương cũng không ngờ tới, âm ý một trận, lại có thể làm hắn rộng lượng ra. Nhưng một khi bị rắn cắn, nàng cũng chỉ dám nghe thôi, làm hay không thì nàng phải có chừng mực, nhưng đúng là nàng không thể không gặp. Chỉ có thể nhận lấy phần tình cảm này trước, khen tặng nói, ta biết lòng Lang Quân rộng lớn, hắn không cần nàng khen. Bùi An không nói gì nữa, đẩy chồng sách trên giường vào bên trong, chừa cho nàng một chỗ trống lớn, đường đi còn dài, nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi. Đến cửa cung, Bùi An lại xuống xe ngựa. Vân Nương vén rèm xe nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy hắn trực tiếp đi về phía trước một chiếc xe ngựa tinh xảo đối diện đứng ở cửa sổ xe nói chuyện với người bên trong. Minh Dương là công chúa được hoàng thượng thương yêu nhất, cho nên đội ngũ hòa thân rất hoành tráng, chỉ tính thị vệ e cũng gần hai ba trăm người. Gấp mấy lần ngự sử đài, Vân Nương thừa dịp hắn rời đi, vội vàng tìm hiểu xe áp giải tù nhân phía sau, tổng cộng chỉ có hai xe chở người. Mỗi người đều chen chúc cùng một chỗ, dù sắc trời đã sáng lên nhưng khoảng cách quá xa, nàng cũng không thấy rõ người nào là hình phong. Đã đi cùng đường, chắc chắn có nhiều cơ hội gặp mặt. Vân Nương không nhìn nữa, ngồi chờ ở trên xe ngựa, nửa nén nhang sau bùi an mới trở về, xe ngựa vừa dừng lại bắt đầu di chuyển. Khi đội ngũ đến phố xá, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, một tia nắng buổi sáng từ ngoài rèm xe mơ hồ chiếu vào trong, ba tánh hai bên đường lục tục đi lại rất đông. Lúc đầu Vân Nương cho rằng là đến đập xe chở tù nhân. Khi còn bé, nàng theo mẫu thân đi ra ngoài từng gặp phạm nhân bị đưa đi diễu hành khắp đường phố, bị người ta ném lá cải thối, trứng gà thối, trong lòng còn có phần lo lắng, hình phong là người thích sạch lại sĩ diện không biết có thể thừa nhận hay không nghe xong một hồi mới hiểu được thì ra những người này đến để tiễn đưa công chúa nàng công chúa của một đất nước là con gái do nguyên phối của bệ hạ hạ sinh có thể đi ra ngoài hòa thân vì nam quốc ai mà không cảm động cho được điện hạ bảo trọng ở nơi tha hương nhất định phải chăm sóc tốt bản thân điện hạ đại nghĩa ban phước cho nam quốc ta thảo dân ở đây dập đầu cảm ơn ngày đó trên sân bóng nàng nhìn thấy công chúa minh dương tươi cười tươi sáng ngạo nghễ đứng ở đó hiển nhiên là mọi chuyện tốt đẹp thuận lợi đều tập hợp vào chủ nhân may mắn này rồi mà giờ đây cho dù là công chúa nàng ấy cũng có vận mệnh không thể trốn tránh được nếu lúc trước nàng không gả cho bùi an có lẽ hiện giờ nàng đã bị đưa vào thôn trang trở về căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời một lần nữa rồi vân nương vụng trộm ghé mắt nhìn về phía người đối diện bùi an đang nhìn sách trong tay sắc mặt trầm tĩnh hình như cũng không bị những thanh âm bên ngoài ảnh hưởng so sánh với công chúa Vân Nương lại cảm nhận được hạnh phúc của mình một lần nữa Ít nhất trước khi xuất giá Nàng biết hắn trông như thế nào Và lại hắn còn mang nàng ở bên người Còn tặng chân trâu cho nàng Nàng thật sự rất hạnh phúc rồi Sau này nàng sẽ cùng ăn cùng ở với hắn Vân Nương âm thầm thề trong lòng Nàng hứa về sau sẽ không bao giờ cãi nhau với Bùi An nữa Vừa rồi chỉ là chuyện không ai mong muốn mà thôi Giờ thìn xe ngựa chạy ra khỏi thành Vì không hề dừng lại nên sau khi đi lên quan đạo Thì một đường chạy tới Kiến Khang Trên quan đạo không có phong cảnh đẹp Vân Nương vén rèm nhìn một lát, sau đấy lại được xe ngựa di chuyển rung lắc nên ngủ thiếp đi. Tối hôm qua nàng ngủ ít thành ra nhanh chóng gục đầu xuống, ngủ quên. Khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Ở đối diện, cũng không biết từ lúc nào Bùi An đã nhắm mắt dựa đầu vào thành xe, bên cạnh là một bọc chăn bông vừa vặn lót một bên đầu của hắn, trên tay y cũng còn cầm một cuốn sách. Trang sách đã có vết hằn, Vân Nương sợ bị sờn nên nhẹ nhàng đứng dậy đến gần hắn, Đầu tiên là cẩn thận gỡ ngón tay ra sau đó giơ cổ tay lên, chậm rãi lấy cuốn sách ra khỏi tay hắn, sửa sang lại nếp gấp bị nhăn của trang sách rồi khép lại và đặt chúng lên chồng sách bên cạnh. Sự đánh thức Bùi An, Vân Nương không nhúc nhích, cũng không mở cửa sổ chỉ nhìn qua khe rèm nhìn ra bên ngoài. Mãi đến lúc này, nàng mới ý thức được mình đã đi ra ngoài, đi ra khỏi sân viện Vương gia, đi ra khỏi Lâm An và sẽ đi xa hơn nữa, đến những nơi mà nàng chưa từng đặt chân đến. Mẫu thân từ nói, đến hôm nay Sông núi Nam Quốc rồi rào rộng lớn, kinh hàng chỉ chiếm một góc, tuyết tây lĩnh động hàng nghìn năm, thuyền đông Ngô từ muôn dặm đến nỗ. Ninh Ninh, nếu có một ngày con có thể ra khỏi cái giếng ếch này, hãy ngắm thiên hạ này thay mẫu thân. Mẫu thân, hiện giờ nàng sắp đi gặp người, nàng con sắp gặp ngoại tổ phụ, đi thăm mộ tổ phụ, nói cho ông ngoại biết nàng và mẫu thân luôn nhớ về họ. Những năm tháng đó, khi mẫu thân lén lau nước mặt sau lưng, thật ra nàng đều biết. Người nói con người không thể buồn vì một khi buồn bã sẽ nhụt chí điều này chẳng có lợi gì cho bản thân mà còn khiến tình thần xa sút nhưng cuối cùng người cũng buồn bực mà ra đi đi theo phụ thân sau khi mặt trời ngả về phía tây đội ngũ phía trước chậm rãi dừng lại có một giọng nói lớn hình như nói mọi người nghỉ ngơi tại chỗ vân Nương quay đầu lại bùi an đã tỉnh y mở mắt liếc nhìn sách vở nàng cất đi cũng không hỏi nàng đói bụng chưa vân nương lắc đầu không sao nàng háo hức đến nỗi quên cả đói xuống xe đi dạo một chút ngồi ở trong xe ngựa lâu ngày chân tay dễ bị sưng lên bùi an cúi đầu đi ủng rồi xuống xe trước lần này hắn cũng không rời đi mà đứng chờ vân nương ra khỏi xe ngựa rồi đưa tay đỡ nàng vân nương lộ vẻ cảm kích bám lấy cánh tay rồi nhảy xuống vương kinh đứng bên cạnh vệ minh ở xa xa giây phút nhìn thấy vân nương đi xuống thiếu chút nữa không nhịn được mà bước chân bước về phía trước đúng lúc bị vệ minh giữ lại nhiều người nhiều mắt vương đại nhân nhịn một chút vương kinh có phần kích động thật sự cực kỳ giống tướng quân nói xong lại cười ha hả hai tiếng vẻ mặt cực kỳ tự hào nhìn xem người nhà họ vương ta lớn lên đẹp biết bao vệ minh không phản bác được lời này dung mạo phu nhân được công nhận là đệ nhất mỹ nhân lâm an nhưng chủ tử nhà hắn cũng không kém đệ nhất mỹ nam thôi nếu hắn nói ra tám phần sẽ bị chủ tử lột ra mất sau khi xuống xe ngựa vân nương đi theo phía sau bùi an đến doanh trại phía trước dùng cơm người của ngự sử đài phải áp giải phạm nhân đi ở cuối cùng lúc này là lúc nghỉ ngơi ai cũng chọn một mảnh đất bằng phẳng, ngã trái ngã phải ngồi trên mặt đất, lúc Bùi An đi ngang qua, mỗi người đều đứng lên chào hỏi. Vốn dĩ Bùi An sắp đi qua, nhưng bước chân chợt dừng lại, chậm rãi ngừng lại một chút sau đó xoay người, đi về phía một đống người, không nói hai lời đã túm cổ áo của một người, đẩy ra ngoài. Người nọ rụt cổ, mới đầu còn chưa lên tiếng, lúc bị đẩy ra mới cầu xin tha thứ nói: "Huynh, Bùi huynh, nhẹ, nhẹ nhàng chút, đừng động tay mạnh thế." Vân Nương còn không biết chuyện gì xảy ra đã thấy người trước mặt bị đẩy ra suýt nữa ngã xuống đất ngẩng đầu lên, nịnh nọt nhìn nàng, tẩu tử. Vân Nương sửng sốt, triệu viêm, tiểu quận vương. Ngày đó trên sân bóng, triệu viêm thấy tình thế không đúng, sợ bùi an chịu thiệt nên vội vàng đi qua mấy chỗ khác tìm người giúp đỡ. Chờ một đống thái giám bà tử chạy về sân bóng, không thấy một bóng người nào, quay đầu lại nhìn thấy quản gia trong phủ mình. Từ đó về sau bị nhốt trong viện, ngay cả hôn lễ của Bùi An cũng không thể ra ngoài. Bùi An lạnh lùng nhìn hắn, tốt lắm đến đông đủ cả chặng đường này rất náo nhiệt triệu viêm chui vào lỗ chó trong vương phủ để lén ra ngoài biết bùi an đại hôn hắn không ngồi yên được khác nào đã gấp đến độ sắp chạy loạn luôn rồi nhưng mà trông coi quá nghiêm đợi đến khi hắn nghĩ biện pháp chui ra lại nghe nói bùi an muốn rời khỏi lâm an lại vội vàng để gã sai và thu dọn đồ đạc cho hắn ném quá tường ra ngoài mà hắn tự biết một mình hắn không ra khỏi cửa thành suốt đêm ôm tay nải đi đến ngự sử đài thừa dịp một thị vệ tiểu mà đánh ngất gã ta thay trang đổi phục lúc này mới đuổi theo đội ngũ của bùi an mặc dù ở vương phủ không được yêu thương nhưng ngày xưa hắn đi đâu cũng có xe ngựa đưa rước bây giờ đi hơn nửa ngày đường hai chân hắn đã run rẩy từ lâu lại bị bùi an túm lấy cả người đều đứng không vững bùi huynh còn nhớ rõ chúng ta đã từng hẹn nhau đi ngao du thiên hạ không lần trước ngươi đi kiến khang ta không đi theo lúc này nói gì cũng phải đi cùng nhau triệu viêm mặt dày nhìn khuôn mặt âm trầm của bùi an sợ bùi an đuổi hắn về nếu giờ ta mà trở về nhất định phụ vương ta sẽ đánh gãy chân ta nếu nghiêm trọng một chút e là mạng khó giữ thụy an vương đường huynh của đương kim hoàng thượng sau khi đăng cơ hoàng thượng mới tìm được người phong làm thụy an vương ý là mở rộng huyết mạch nhà họ triệu sợ bị nghi ngờ nên cả nhà sống rất cẩn thận không lui tới gia tộc có bất kỳ vết nhơ nào với triều đình cũng không tiếp xúc với quyền thần trong triều đình hai thứ này trái phải gì bùi an cũng có đủ trong vương phủ ai nấy đều tránh hắn như tránh ôn thần không ai giống như triệu viêm cứ nghĩ đủ cách bám lên hắn như thuốc bôi ra chó vì thế mới bị cấm túc nếu lần này hắn trở cũng có thể tự đoán được hậu quả đúng là rất thê thảm ngươi đi hỏi điện hạ có thu ngươi hay không bùi an lười để ý tới hắn xoay người đi về phía doanh trại phía trước vân nương vội vàng đuổi theo triệu viêm nhếch miệng cười hai cái răng nanh đều lộ ra hết cảm ơn bùi huynh trượng nghĩa phúc hậu chỉ cần bùi an không đuổi hắn đi vậy không ai có thể đuổi được triệu viêm hắn tẩu tử tẩu tử triệu viêm kéo hai cái chân run đuổi theo đến bên cạnh vân nương đột nhiên lấy một sấp ngân phiếu trong ngực nhét vào trong tay vân nương lễ gặp mặt động tác của hắn quá nhanh vân nương chỉ biết bắt lấy theo bản năng chúng ta quen biết như vậy tặng vật gì đó bên ngoài thì quá khách sáo đi ra ngoài thứ này là thứ thực dụng nhất tẩu tử cứ để bên người trên đường thấy thích gì thì mua nó ba ngày sau chúng ta có thể đến kiến khang nghe nói rượu hạnh hoa ở đó bùi an đi phía trước dừng lại không nói lời nào triệu viêm lập tức câm miệng thức thời nói bùi huynh ta đi gặp điện hạ trước tầu tử đợi lát nữa gặp lúc ăn cơm vân nương lại chú ý ở phía sau một chút người trong xe chở tù cũng được thả ra lúc này vân nương nhìn thấy trong đoàn người chỉ duy nhất không thấy hình phong trong lòng vân nương nghi ngờ sau khi dùng xong cơm thấy bùi an bị công chúa gọi tới mới hỏi thanh ngọc thanh ngọc cũng đang muốn nói với nàng ghé tai thấp giọng nói chủ tử hình thiếu gia đi lên xe ngựa công chúa rồi vân nương sửng sốt sau đó thở phào nhẹ nhõm không chịu mệt không chịu đói là tốt rồi đội ngũ nghỉ ngơi hồi phục hơn nửa canh giờ mới xuất phát đường xá dài rằng giặc hai người đã ngủ một giấc vào buổi sáng nên bây giờ không còn buồn ngủ bùi an có sách đọc vân nương không có qua một hồi bùi an thấy đôi mắt của nàng một lát lại liếc ra bên ngoài một lát lại liếc trên người hắn nhìn thấy nàng rất buồn chán lúc này vẫn còn ở trên quan đạo ven đường toàn cỏ dại đúng là buồn tẻ thật. Biết chữ không, Vân Nương đang cúi đầu nhìn chầm chầm đầu ngón tay mình, nghe Bùi An chợt hỏi mình, nàng vội vàng gật đầu, biết. Bị nhốt 5 năm, hơn phân nửa nàng đều dựa vào cầm kỳ thư họa sống qua ngày, nếu nói tài giỏi thì không dám nhưng thứ nào cũng biết một chút, đương nhiên cũng biết chữ. Bùi An nâng cầm lên, chỉ một chồng sách bên cạnh nàng, tự nàng chọn đi. Vân Nương không quá hào hứng với việc đọc sách, nhưng cũng không ghét bỏ bao nhiêu, nếu biết cách đọc thì sẽ cảm thấy rất thú vị nếu không biết thì cảm thấy rất tra tấn. Lần tới xe sẽ dừng lại vào buổi tối, bây giờ còn sớm, Vân Nương không có việc gì để làm, đúng là rất nhàm chán thành thử cũng không khách sáo nữa. Cởi dây vớ, ngồi trên giường mềm với Bùi An, nửa quỳ đi lựa chọn một chồng sách của hắn. Chu dịch chú sơ, chu lễ chú sơ, lễ ký chính nghĩa, Thái Bình Quảng Ký, Thái Bình Ngự Lãm, Trung Dung, Đại học, hình như không có thứ nàng muốn xem. Bùi An thấy nàng lật nửa ngày cũng chưa chọn được cuốn sách nào vừa lòng, thuận miệng hỏi một câu, ngay thường nàng đọc sách gì? Chủ yếu là đọc thơ. Vậy à, Bùi An nhìn nàng một cái, có lẽ là cảm thấy đường xá dài đằng đẵng muốn trò chuyện với nàng, tập thơ nào. Đột nhiên bị hỏi, trong thời gian ngắn Vân Nương không nhớ ra tên, chỉ nhớ gì nói nấy, bảo xo phân, đào diệp độ, yên liễu an à nam phổ. Đọc xong cảm thấy có phần không ổn, toàn là thơ ca chia ly, không thích hợp với hai người. Không may mắn, Vân Nương lại nói, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu cũng không ổn, đã thành thân cả, còn trông cậy vào quân tử hảo cầu nữa sao. Thấy nàng nghẹn nửa ngày, không đọc tiếp, Bùi An ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đôi mắt chậm rãi xoay chuyển trên sách, hiển nhiên là đang dùng sức suy nghĩ, khóe môi hắn vô thức nhếch lên. Bị nhốt 5 năm, năm, cả ngày nàng chỉ biết tìm người nói chuyện phiếm sao. Vừa thu mắt, Vân Nương thì thầm, quân nhược thanh lộ trần, thiếp nhược chọc thủy nê. Con ngươi Bùi An dừng lại sau đó ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy hai gò má nàng hơi đỏ ửng, Ánh mắt trong veo như dòng nước mùa thu, không có ý nghĩ xấu xa nào ngược lại còn nhìn y đầy ngưỡng mộ. Năm đó Lang quân thi cử, có phải rất khó hay không? Bùi An, chuyện đó thì có gì mà khó. Ta nghe nói, Lang quân là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong gần 100 năm qua. Nàng giấu những lời này ở trong lòng, không khoe khoang với ai, sợ người bên ngoài cảm thấy nàng đắc ý, nhưng nói ở trước mặt chính chủ thì lại khác. Là đang khen hắn mà, có thể làm tâm trạng Bùi An vui vẻ. Nói tiếp, hơn nữa còn là quan viên tam phẩm trẻ tuổi nhất triều đình. Bùi An không biết nàng muốn nói gì, nhìn nàng, cho nên. Vân Nương khẽ mỉm cười, khen ngợi nói, trước khi xuất giá, đại tỷ nhị tỷ đều nói ta may mắn. Bùi An không phủ nhận, đúng là thế thật. Hắn đáp một tiếng, ừm, Vân Nương, ngoại trừ bụng dạ nhỏ nhen, người này còn khoa trương chết đi được. Xe ngựa lắc lư, cuối cùng Vân Nương vẫn ngủ thiếp đi. Hoàng hôn xuyên qua tầng mây, ánh sáng hùng vĩ nhuộm đỏ chân trời, khi mở mắt ra Vân Nương lập tức nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, nằm sấp trên cửa sổ xe tham lam nhìn ngắm. Đội ngũ đã đến trạm dịch, tốc độ đoàn xe dần dần chậm lại, xe còn chưa dừng lại, Bùi An đã vén rèm nhảy xuống. Bùi An đi đến cửa sổ xe, nhìn Vân Nương còn đang ngửa mặt lên trời nhìn trời rồi nói, đợi lát nữa ta cầm thứ tốt lên. Vân Nương nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi An đi qua mình, vẻ mặt sửng sốt, hắn, đi xuống khi nào vậy? Vân Nương vội vàng buông rèm xe xuống, cũng bắt đầu thu dọn, sau khi xe dừng lại thanh ngọc cũng chạy tới ngoại trừ vật bên người mình ra trong tay nàng ấy còn mang theo hai tay nải khác một chiếc của hình phu nhân một chiếc của người nhà không phạm họ phạm chút nữa nàng phải mang tới cho họ lúc vân nương lên lầu công chúa đã chuẩn bị chỗ ngồi xong gần như đám người không liên quan đều bị dọn đi sạch sẽ người ở lại là nhóm người này phòng của bùi an và vân nương được bố trí ở bên cạnh công chúa thứ nhất là dễ bàn chuyện thứ hai bùi an phải bảo đảm an toàn cho công chúa Bùi An không có ở đây, đồng nghĩa dẫn nàng vào phòng trước, chủ tử và điện hạ còn đang nghị sự, mượn chút nữa mới trở về. Phu nhân mệt mỏi cả ngày đường rồi, lộ trình kế tiếp còn xa, người nghỉ ngơi một chút, có nhu cầu gì thì sai cô nương tới tìm nô tài. Vân Nương gật đầu, đợi đồng nghĩa vừa đi, Thanh Ngọc vội vàng đi hỏi thăm một vòng, nói hôm nay chỗ ở không đủ, không phạm bị đuổi tới chủ ngựa bên cạnh. Sợ mấy người ở cùng một chỗ lại mưu đồ làm chuyện xấu nên các thị vệ chia nhau ra canh gác, một chủ ngựa nhốt hai nhà đại thiếu gia lý gia và chu ra nhốt chung một chỗ phạm huyền và lưu ra thì nhốt cùng một chỗ vân nương vòng qua viện trước ngẩng đầu lập tức thấy hình phong với một thân sạch sẽ đứng ở cửa chùa ngựa vân nương sửng sốt đang muốn tiến lên chào hỏi bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện bên trong truyền đến vẫn là hình đại nhân của chúng ta có tài đấy có diện mạo đẹp đẽ thời điểm quan trọng còn dựa vào thân thể để chiếm lợi cho mình không giống như chúng ta làm con súc sinh trong lòng vân nương nhảy dựng nhìn về phía hình phong hình phong cũng đúng lúc xoay người bốn mắt nhìn nhau ánh sáng hoàng hôn càng ngày càng yếu nhìn nhau mông lung lần trước hai người gặp nhau là trên sân bóng gần như không nói một câu bây giờ gặp lại nhau không ngờ là tình cảnh như vậy vân đương chú ý tới hình phong vẫn mặc một thân sạch sẽ hoàn toàn khác với lúc ra khỏi ngự sử đài nếu thật sự có thể leo lên công chúa miễn cho tử tội của hắn cũng là một chuyện tốt ngày xưa hai người có chuyện nói không hết hiện giờ nhìn một hồi lại không biết nên mở miệng như thế nào chỉ trong hơn hai tháng Quá nhiều điều đã xảy ra, như thể bao gồm tất cả những năm trước của hai người. Hình Phong nhìn nàng, sắc mặt có phần trắng bệch, ánh mắt cũng chậm rãi đỏ lên. Huynh có khỏe không? Vân Nương chậm rãi đi qua, mở miệng hỏi hắn trước. Ừm, Hình Phong gật đầu, cánh môi tái nhợt, còn muội thì sao? Rất tốt. Vân Nương cũng gật đầu. Hình Phong nhếch môi một cái, hắn đã nhìn ra, ngày đó trên sân bóng, đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng vui vẻ như vậy. Cuối cùng nàng cũng đã ra khỏi sân viện sống một cuộc sống mà nàng mơ ước, hắn cũng vui vẻ thay nàng. Vân Nương không biết mình nên khuyên hắn như thế nào, đứng trước mặt Hình Phong giao tay nải trong tay cho hắn, nói lại câu nói năm đó hắn khuyên bảo bản thân nàng, mọi thứ đều có thể từ từ, chỉ có tính mạng là quan trọng nhất, hình phu nhân còn ở nhà chờ huynh. Trong lòng Hình Phong như bị đâm một cái, nuốt cổ họng một cái, ừm. Lời họ nói, huynh đừng để trong lòng, Hình Phong mà muội quen biết không phải là người như trong miệng bọn họ nói, huynh chính trực, rất sạch sẽ vân nương sợ hình phong nghĩ luẩn quẩn không ra nàng còn nhớ rõ ngày hắn còn học ở trường cách một bức tường nói những lời này với nàng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ có thể đi đến bước này đã không dễ dàng gì rồi bây giờ trong tay không còn gì cả chắc chắn trong lòng cảm thấy chênh lệch rất lớn tìm chết cũng không phải là không thể vân nương còn chưa nghĩ kỹ nên khuyên thế nào bỗng nhiên hình phong nói xin lỗi muội vân nương sửng sốt lúc muội khó khăn nhất ta lại thoái hôn với muội hắn vẫn luôn muốn nói nhưng lại không có cơ hội mở miệng bây giờ nàng đã vượt qua hắn nợ nàng một lời xin lỗi sắc trời đã tối viện trước đã thắp đèn ánh sáng từ bên kia chiếu vào góc váy nàng cũng khẽ bay theo làn gió khi đó hắn cũng nhìn thấy chuỗi ngọc bội tua rua bay quanh hông nàng là một khối bạch ngọc hắn nhận ra là của bùi an khối ngọc bối kia của nàng treo ở trên người bùi an hai người đã trao đổi tín vật định tình cuộc hôn nhân này rất mỹ mãn đáng lý hắn nên chúc phúc nhưng lồng ngực đau quá chẳng nói lời chúc phúc thành lời vân nương không nghĩ tới hắn còn nhớ tới việc này ngày thứ hai bị trả ngọc bội về nàng đã suy nghĩ cẩn thận hiểu rằng hôn nhân không phải việc do hai người tự quyết định tình cảm có thể được bồi dưỡng trong một thời gian dài thật ra ai cũng giống như ai vân nương nhẹ giọng nói chuyện từ hôn đó ta chưa từng trách huynh nếu huynh đã chọn lựa như vậy thì ắt có nỗi khổ tâm của huynh ta tin tưởng huynh có thể bầu bạn với ta trong ba năm buồn bực ấy chắc chắn không phải là vì chê bai xuất thân của ta nhưng dù là nguyên nhân gì huynh cũng không nợ ta điều gì cả ngược lại ba năm kia là ta nợ ân của hình công tử hiện giờ đổi thành hình công tử gặp nạn sao ta có thể yên lòng từ nhỏ huynh đã lớn lên cùng ta ta không muốn thấy huynh đi chịu chết chỉ muốn nhìn thấy huynh bình an muốn huynh vẻ vang mà sống đợi đến tương lai có một ngày huynh cũng giống như ta thành thân sinh con vân nương nói xong một lúc lâu sau cũng không nghe được giọng nói của hình phong nàng biết muốn hắn đưa ra quyết định không phải chỉ bằng một hai câu nói, Hình Phong cần thời gian suy nghĩ và cân nhắc. Sắc trời không còn sớm, Vân Nương sợ trì hoãn bị bất cẩn bắt gặp nên chỉ nói một câu, "Huynh cứ suy nghĩ cho kỹ." Sau đó cầm tay nải trong tay vội vàng đi vào chùa ngựa. Còn thêm một tay nải, nàng phải đưa cho Khâm Phạm phạm ra, chuyến này đều là tử tù, có thể nhìn thấy đồ đạc của người nhà trước khi nhắm mắt cũng coi như là một phần an ủi. Vốn tưởng rằng người bị mắng chỉ có mỗi Hình Phong, không nghĩ tới lúc Vân Nương cầm tay nải qua, phạm huyền đang mắng một tiếng bùi cầu tặc thị vệ phía trước quất một roi cũng không khiến ông ta im lặng chó săn của hôn quân ắt sẽ bị vạn người giết biết mình sắp chết ông ta cũng bất chấp tất cả ngày đó ở bến đỏ vân nương cũng nghe người mắng bùi an lúc ấy nàng không nhận ra còn hiện tại cảm thấy rất trói tai thị vệ nhận thấy tiếng động phía sau dừng tay không quất nữa quay đầu lại thấy vân nương vẻ mặt kinh ngạc rồi vội vàng khom người hành lễ phu nhân phạm huyền cũng ngẩng đầu thấy tân phu nhân của bùi an lại càng hăng hái hơn lúc trước phủ quốc công kéo dài hơi tàn còn tốt hơn hắn trợ trụ vi ngược hắn cũng không sợ bị báo ứng chết trẻ chú thích phạm huyền đang ví bùi an và hoàng thượng là tô đát kỷ và trụ vương hết chú thích thị vệ ngự sử đài biến sắc phu nhân kẻ này là tên điên đây là nơi dơ bẩn ngài đừng đến đây kính xin phu nhân trở về trước gian thần tặc ngươi đừng mắng nữa vân nương ngắt lời một tiếng nàng nghe rất phiền phạm huyền ăn roi trên người đã có mấy vết màu đỏ râu tóc dính chặt vào nhau chật vật không chịu nổi ông ta nhìn nàng một cái sau đó lạnh lùng nở nụ cười nói vương nhung thiên vương tướng quân anh dũng thần võ tận trung báo quốc vì bảo vệ danh giới nam quốc ta mà không sợ sói trời giết địch vô số cuối cùng cho dù chết dưới đau thương của địch nhân cũng chưa từng đầu hàng phụ thân chết nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên vân nương nghe có người tán thưởng ông nàng gật đầu nói cảm ơn vẻ mặt phạm huyền cứng đờ đột nhiên phẫn nộ nói ta không nói ngươi vẻ mặt phạm huyền hận sắt không rèn thành thép vương tướng quân tốt vương phu nhân cố thị cũng tốt đều là người lòng son cứng cỏi kiên cường bất khuất sao lại sinh ra một kẻ nhu nhược như ngươi thế mà còn thông đồng làm bậy với lũ gian thần tặc tử vân nương chuyển sang mắng nàng rồi vương lão phu nhân ta coi bà ta cả đời anh minh sao đến tuổi già lại hồ đồ như vậy bị mỡ heo che mắt ham quyền ham thế đồng ý mối hôn sự này nếu đổi lại là ta ngươi sẽ như thế nào vân nương chưa từng thấy người nào kẹp dao dấu kiếm như vậy lập tức chặn lại một câu rồi hỏi ngược lại không phải ngươi cũng bị nhốt ở đây sao ăn roi sao ngươi còn có bản lĩnh gì nữa nửa ngày trời phạm huyền không nói được câu tiếp theo hiếm khi ngây người một chút mặc dù ta không biết nhiều về trốn quan trường nhưng cũng biết một điều trung hiếu với quân là trung thần phản nghịch với quân là tặc tử phu quân ta chịu thánh ân mà ngươi lại là khâm phạm ai mới là tặc tử vân nương bình tĩnh hơn ông ta nhiều từ xưa đến nay Tặc tử đến chết cũng không thừa nhận mình là tặc, chỉ có hậu nhân đọc trong sử sách mới biết được. Trước kia ở trên triều đình, ông ta nói không thắng Bùi An thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị phu nhân của hắn nói hai câu không cãi lại được. Phạm Huyền kích động đến mức sắc mặt mệt mỏi đỏ lên, đảo ngược trái phải, không phân trắng đen, vợ chồng hai người các ngươi, đúng là cấu kết với nhau làm chuyện xấu, một tên tặc tử, một ả đàn bà đánh đá, ngu muội vô tri, đúng là trời sinh một cặp. Tràn Vân Nương đập thình thịch thị vệ còn chưa kịp vung roi thì nàng đã giơ tay nải trong tay đánh vào đầu ông ta. Nàng chưa bao giờ đánh ai, hơn nữa còn là một lão già. Phạm Huyền cũng vậy, sống hơn nửa đời người chưa bao giờ bị phụ nhân đánh, hơn nữa còn là một con nhóc, tức giận đến hai con mắt tròn căng ra, ngươi con đàn bà đánh đá. Ngươi còn mắng, Vân Nương lại đập thêm vài cái, Phạm Huyền bị còng tay chân, không thể động đậy nên chỉ có thể chịu đựng. Thị vệ đứng phía sau cầm roi nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm ngay cả nhị thiếu gia của lưu gia bị nhốt bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc và sừng sốt năm xưa tốt xấu gì phạm đại nhân cũng là thượng thư bộ hình bây giờ lại lưu lạc tới mức bị một phụ nhân mười mấy tuổi đập đầu lưu nhị thiếu gia là tên ngu háo sắc biết mình sống không lâu nên hắn ta cho rằng nếu bị tiểu cô nương nũng nịu này đánh vào đầu một chút thì chết cũng đáng ngay lập tức hắn ta thốt mấy lời ngông cuồng phạm đại nhân nói rất đúng tiểu nương tử sao nàng không mở mắt ra mà nhìn lại gả cho tên cầu tặc bùi an kia cả phủ quốc công nhà hắn toàn người sắp chết bùi an cũng không sống được bao lâu tiểu nương tử câm miệng im miệng vân nương và phạm huyền đồng thanh quát lớn bản thân phạm huyền cũng mắng là vì ông ta không nghe nổi mấy lời như vậy năm đó quốc công gia là người như thế nào lưu gia của hắn ta tính là cái thá gì chứ lưu nhị thiếu gia còn chưa kịp phản bác một thanh trường kiếm chợt ném tới từ phía đối diện không chút sai lệch đâm xuống ngực của hắn ta đôi mắt hạnh của lưu nhị thiếu gia chừng to trùng đuốc cách đó không xa đồng thời chiếu vào hắn ta vân nương quay đầu lại thấy sắc mặt bùi an bình tĩnh như không tay cầm đuốc chậm rãi đi tới trước mặt lưu nhị thiếu gia vươn tay nắm lấy thanh kiếm trước ngực hắn ta cười nói vậy lưu ra các người chết trước cho ta xem đi nói xong bùi an rút thanh kiếm trên ngực ra máu văng vài giọt trên mặt hắn khi đuốc chiếu vào sắc mặt lạnh như băng của bùi an dữ tợn như yêu ma nhìn một lượt tất cả nam đinh của lưu gia giọng nói lạnh lẽo lôi tất cả người lưu gia ra, ra ngoài không để lại một ai vừa lúc nhường một vị trí lời vừa dứt lập tức có tiếng cầu xin tha thứ vang lên bùi an ngoảnh mặt làm ngơ quay sang nhìn vân nương ở bên cạnh vân nương không đợi hắn nói chuyện đã ném cái tay nải trong tay cho phạm huyền ngoan ngoãn nhích lại gần đứng bên cạnh cánh tay cầm kiếm của bùi an vươn tay nắm lấy cánh tay hắn cánh tay bùi an cứng đờ cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn mềm mại đang ôm lấy mình có lẽ trên tay áo của hắn dính rất nhiều máu nhưng nàng không sợ lang quân chúng ta giết khâm phạm như vậy chàng có sợ không hoàng thượng có trách tội hắn không Tội lưu đầy, tốt xấu gì cũng có thể trừ một đường sống, nguyên cả nhà bị Bùi An xử trí như vậy, Vân Nương cũng không phải lo lắng cho hắn gây thủ trúc oán khắp nơi, mà hắn giống như người nên đắc tội hay không đều đắc tội hết, nàng chỉ lo lắng Bùi An quá kiêu ngạo, truyền vào lỗ tai hoàng thượng rồi nói hắn lợi dụng quyền lực, không tuân theo thánh chỉ, công báo thủ từ. Phạm gia mắng hắn nhiều như vậy chứ thật ra trong lòng rất có chừng mực, cũng nghe ra lão ấy tôn kính có thừa với phủ quốc công, có lẽ tức giận là vì hận sắt không rèn thành thép nhưng vị công tử vừa rồi thì khác trong một câu nói tràn ngập thù hận đâm thẳng vào chỗ đau đớn trong lời nói hận không thể lập tức diệt sạch phủ quốc công nếu bùi an không động thủ đợi ngay sau đối phương chỉ cần có nửa phần cơ hội chắc chắn sẽ phản công lên cắn một cái muốn mạng của bọn họ khi còn bé vân nương nghe mẫu thân kể rất nhiều chuyện của nhà ông ngoại nói ở trong loạn thế đánh đánh giết giết không phải ngươi chết chính là ta sống nếu một khi bỏ qua cơ hội này gần như sẽ không còn khả năng xoay người mẫu thân còn nói lúc hành quân đánh giặc kiên kỵ nhất là do dự, chắc lúc này cũng giống như đạo lý đó. Một chữ ta kia làm cho Bùi An hơi sững sờ trong phút chốc. Ngọn đuốc trong tay di chuyển về phía nàng, ánh sáng chiếu lên mặt nàng, trong mắt nàng nhìn về phía y, lộ rõ vài phần quan tâm và lo lắng, không có sự sợ hãi nào. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới, nàng từng dùng đá đập chết thích khách, há lại là nữ tử bình thường như tiêu tiểu thư có thể so sánh được. Hắn có thể sợ gì chứ? Hoàng thượng còn ước gì ai ai cũng chết trên tay hắn. Bùi An dắt nàng xoay người, đi vài bước rồi đưa kiếm trong tay cho đồng nghĩa trước mặt, mở miệng trả lời, không sao, chết càng bớt việc. Vân Nương, ngữ khí phô trương trước sau như một, là nàng lo lắng nhiều rồi. Bóng đêm hoàn toàn tối đen, hai người mượn ánh sáng của ngọn đuốc sóng vai đi ra khỏi chủ ngựa. Đi được một đoạn đường thật dài Vân Nương mới ý thức được tay mình còn đặt trên cánh tay y, sắc mặt hơi nóng lên rồi cuống quýt buông ra. Đúng lúc nàng thấy Bùi An giết người, nắm tay lấy hắn theo bản năng, ngày đó ở bến đỏ nàng lấy đá đập người sau khi trở về cũng nằm mơ mấy lần ác mộng cho rằng hắn sẽ sợ hãi nên nhất thời quên mất hắn có xuất thân là gì bùi an nhận thấy nàng rút tay ra cũng không lên tiếng nói gì nhớ lại vết máu dính trên mặt trên người mình bẩn thỉu thành thử tốc độ dần dần tăng nhanh hai người đã là vợ chồng đương nhiên phải ở chung một gian phòng đồng nghĩa đã sai người chuẩn bị nước xong xuôi từ sớm quần áo để thay của bùi an cũng được mang lên sau khi vào phòng bùi an cởi áo ngoài đi tịnh phòng tắm rửa trước thanh ngọc thừa dịp dọn bàn kề sát vào bên tai vân nương hỏi tay nảy sao rồi vừa rồi nàng ấy được vân nương cho ở lại trong phòng để canh gác ai biết bùi an cũng không trở về phòng hiện giờ thấy hai người cùng trở về trên người bùi an còn có vết máu lòng dạ thanh ngọc thấp thỏm bất an lại hỏi tiếp hình công tử có khỏe không vân nương gật đầu thanh ngọc thở phào nhẹ nhõm nàng ấy cảm thấy chủ tử lúc này đang lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử nhìn là biết cô ra là người rộng lượng đổi lại là nam tử khác ai lại bằng lòng dẫn cô vợ mới của mình ra ngoài chứ còn là một người đẹp đẽ như trăng như hoa cũng không sợ người ta nhớ thương chỉ dựa vào điểm này có thể nói lòng dạ cô ra rộng rãi hơn chủ tử hẹp hòi của nàng rồi sau khi thanh ngọc bày bàn cơm thì rời khỏi phòng người vừa mới xuống lầu trước mặt đụng phải một nam tử cao lớn thấy nàng ấy ánh mắt người nọ sáng ngời ý cười trên mặt vô cùng sán lạn tiểu thư thế nào rồi lúc trước thanh ngọc cũng không biết hắn nhưng hôm nay thấy hắn đi theo bên cạnh công tử vệ biết hắn là người của Bùi An nhưng không hiểu hắn hỏi tiểu thư là hỏi ai. Vương Kinh thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng ấy, kịp thời sửa miệng, phu nhân, phu nhân có sợ không? Không phải tiểu thư đang tốt đẹp sao? Có bị gì dọa sợ đâu? Thanh Ngọc càng nghi hoặc lắc đầu. Vương Kinh cười, hình như vẻ mặt càng hài lòng, kích động nói, không hổ là máu mủ vương gia ta, đúng là máu mủ. Làm tốt lắm, hắn nhìn nàng lấy tay nải đập lão thất phu thích mắng chửi người kia rất hả giận. Thanh Ngọc nghe hắn lải nha lải nhải không biết hắn nói cái gì, lại thấy hắn xoay người bước nhanh rời đi. Vương Kinh vội vàng đi tìm Vệ Minh, vừa nhìn thấy hắn, nói ngay: "Ngươi đi nói cho chủ tử ngươi biết, hắn bận rộn như vậy, cũng không rảnh bận tâm đến tiểu thư. Ta mang người về Quả Châu trước, sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn, đợi đến khi hắn bận rộn xong việc rồi đến Quả Châu đón người là được rồi, hoặc là ta đưa qua cho hắn cũng được." Vệ Minh không đáp lại, liếc mắt nói: "Ngươi đi nói đi, Vương Kinh." Sắc mặt Vương Kinh nghẹn một chút, vị cô gia này không dễ chọc tí nào hung dữ hơn người trước rất nhiều thôi không sao hắn chờ một chút cũng được chờ nhiều năm rồi cũng không nóng lòng được tắm rửa xong từ đầu đến chân bùi an sạch sẽ kinh kít chỉ mặc một chiếc áo dài màu tuyết tóc dài khô một nửa tùy ý xõa lên vai cũng may mùa hè trời nóng tơ lụa bị thấm nước cũng không lạnh vân nương đang ngồi trên ghế tròn chờ hắn đến dùng cơm nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên bị dáng vẻ này của hắn đánh cho không kịp trở tay đêm tân hôn Hắn ăn mặc gì nàng đều thấy cả rồi nhưng thấy rồi không có nghĩa là không hiếm lạ, lúc không gặp không mặt đỏ tim đập. So với áo đỏ trong đêm tân hôn, hôm nay hắn mặc một thân như thế này sảng khoái hơn rất nhiều, trắng trẻo sạch sẽ, tuấn tú tựa như một vị trích tiên, nào giống như kẻ vừa mới giết người. Vân Nương không dám liếc nhiều, toàn bộ quá trình chỉ biết vùi đầu lùa cơm, người đối diện cũng không nói gì. Dùng xong cơm bùi an ngồi lên ghế bành bên cạnh, tóc dài xõa vai, nghiêng đầu ghé sát dưới ánh đèn, Mở một ít giấy viết thư mà đồng nghĩa mang đến, Vân Nương đi vào tịnh phòng tắm rửa. Đi trên đường không thể so sánh với ở nhà, có thể có một chỗ để tắm rửa thì nhất định phải nắm lấy cơ hội. Vì ai mà nói trước được lần sau có thể tắm rửa là khi nào, Vân Nương tắm rửa kỹ càng xong thì ngồi bên trong lau tóc nửa ngày, sắp hồ mới đi ra. Vừa rồi nàng đã bị hấp dẫn một lần rồi, rất hiểu, cho nên lúc đi ra ngoài cố ý khoác một lớp áo ngoài. Vừa đi ra, lại phát hiện bỗng nhiên đèn trong phòng tối sầm lại đèn dâu tắt đến chỉ còn lại một cái ở đầu giường bùi an không còn ngồi ở trên ghế mà nằm trên giường tính ra đây là lần thứ hai hai người cùng phòng trước khi xuất giá ma ma đã nói với nàng sau khi thành thân nữ tử phải ngủ ở phía ngoài đêm đầu tiên nàng bị dày vò đến nỗi hết sức hết lực lúc y ôm nàng nhét vào trong chăn nàng cũng không có thời gian so đo mình nên ngủ ở đâu nhưng hôm nay thấy y nhắm mắt nằm ở vị trí của mình trong chốc lát không biết mình nên nằm ở đâu đang ngẩn người người trên giường thu chân lại nhường chỗ cho nàng bỏ vào, vào ngủ đi. À, Vân Nương cũng không hỏi, nghĩ là hắn đã quen với việc nằm phía ngoài, cởi áo ngoài rồi vội vàng bỏ vào. Chăn đệm chỉ có một cái, một nửa đắp lên người y, Vân Nương mở nửa còn lại, cố gắng không đụng vào bùi an. Sau khi nằm xuống mới phát hiện đèn vẫn còn sáng, nàng quên thổi đèn rồi. Hắn nằm bên ngoài, nàng muốn thổi đèn lại phải treo đèo lội suối một hồi, sợ làm phiền hắn phải cong chân. Và lại đèn ở bên đầu hắn cũng không xa lắm, chắc là nàng nghiêng đầu một chút là có thể thổi tát nghĩ như vậy nàng ngồi dậy dùng động tác cực nhanh cúi người đi qua cũng không quan tâm mình có động tới người bên cạnh hay không mở miệng hít vào phun ra ngọn đèn theo gió hơi khom khom nhưng hết gió ngọn đèn vẫn đứng yên như cũ vân nương lúc này vân nương mới nhận thấy được thắt lưng của mình hình như đang đè tới y vân nương lúng túng lui ra sau rũ mắt nhìn thoáng qua đôi mắt mở của hắn khô khan giải thích một câu đèn bấc này mạnh hơn cái trong nhà nói xong vẫn định vòng qua thổi như người còn chưa đứng lên bỗng nhiên có một cánh tay bên cạnh đặt lên bụng nàng nàng giống như một con cá thẳng tắp nằm trở về bùi an chậm rãi ngồi dậy mà nàng chợt đến gần hắn hoàn toàn không chuẩn bị trước chóp mũi tràn đầy hương thơm trên người nàng chán đột ngột nhảy lên hắn mở mắt ra lại nhìn thấy một vòng eo nhỏ nhắn của nàng nàng đang khoe thân đó hả nghe nàng hít một hơi thở dài thổi đèn lúc ấy bùi an có một loại cảm giác vô lực nàng cho rằng đó là nên sao loại đèn dầu này bắc đèn ngâm trong dầu chỉ dựa vào chút sức của nàng thì thổi không tắt được hắn cũng không trông cậy vào nàng đi tắt đèn sáng sớm mai phải lên đường rồi huống hồ thanh mai trúc mã của nàng chắc là lúc này đang chờ ở phòng bên cạnh hắn cũng không có hứng thú kia để cho người nghe kịch muốn nghe ngày khác đổi chỗ cũng được bùi an đứng dậy buông màn che hai bên trước sau đó tắt đèn trong phút chốc ánh sáng tối sầm trong mắt không nhìn thấy gì cả một lát sau mới chậm rãi có ánh sáng vân nương cảm giác được hình như chăn trên người hơi nhiều mùa hè nóng bức đắp nhiều chăn lại nóng nhịn một lát cũng không nhịn được nữa nàng nhẹ nhàng vươn tay ra khỏi chăn khoe mắt liếc nhìn người bên cạnh cũng không đắp chăn lớp tơ lụa màu tuyết vừa nằm xuống phần ngực rắn chắc mở mở rộng ra như ẩn như hiện trái tim vân nương đập thình thịch bỗng nhiên trong đầu tràn về hình ảnh y trần chuồng ghé sát mình thành ra nàng bối rối nhắm hai mắt lại chột dạ đưa tay kéo chăn không nghĩ tới đụng phải bàn tay hắn đang đặt ở bên cạnh rất lạnh có phải hắn lạnh không vừa rồi nàng vào tịnh phòng nhìn thấy hai thùng nước nóng đều còn đầy hắn tắm rửa bằng nước lạnh mặc dù trời nóng nhưng vào ban đêm tắm nước lạnh cũng có phần lạnh thật vân nương vội vàng đắp hơn phân nửa chăn mình cho hắn cảm giác được chăn đã đặt ở trên ngực hắn nàng mới an tĩnh lại một lát sau khi nàng sắp ngủ đặt tay lên chăn đột nhiên lại đụng phải hắn nàng cam đoan nàng không hề nhúc nhích gì luôn sau khi đụng phải đối phương cũng không rụt trở về Chỗ tiếp xúc của đầu ngón tay giống như một dòng điện, chậm rãi truyền đến ngực, thân thể cũng vô thức căng thẳng, hai người ai cũng không nhúc nhích. Vân Nương cảm thấy rất kỳ diệu, rõ ràng thân thể đã bị hắn làm thịt sạch sẽ từ trong ra ngoài, bây giờ sờ tay mà còn đang khẩn trương, lý trí nói cho nàng biết, hẳn là nên rút tay về, nói không chừng là nàng chiếm chỗ của hắn, nhưng chân tay lại chậm chạp không nhúc nhích. Lần răng con này kéo dài trong chốc lát, bỗng nhiên bàn tay bên cạnh nâng lên, lòng bàn tay phủ toàn bộ mu bàn tay nàng hồ khẩu đặt trên ngón tay cái của nàng nhẹ nhàng nắm chặt rồi quay đầu hỏi nàng lạnh sao nàng nàng có nên lạnh không nàng không lạnh một chút nào thật ra còn hơi nóng nhưng lúc này nàng cũng không muốn nói một câu không lạnh bởi vậy mà từ chối bàn tay đang nắm lấy nàng bối rối gật đầu ừm bùi an cũng cảm giác được sự ấm áp trong lòng bàn tay trời nóng ban đêm cũng không cần đắp chăn sao lại lạnh được chứ nhưng y nắm rất thoải mái cũng không muốn buông ra ngủ đi ừm vân nương cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào chỉ nhớ rõ được hắn nắm tay mở to hai mắt rất lâu cũng không thể ngủ được còn lúc sau mệt mỏi quá không chịu nổi mới nhắm mắt lại trước khi ngủ tay hai người còn nắm nhau lúc nàng tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai trời sáng bên ngoài ồn ào có lẽ sắp xuất phát rồi vân nương xoay người đứng lên vội vàng đi tìm áo quần thanh ngọc bưng bữa sáng đi vào thấy nàng đứng lên thì tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt nô tỳ đã thu dọn đồ đạc xong đồng nghĩa đã cầm lên đặt ở trên xe ngựa tiểu thư ăn sáng xong thì cứ lên xe ngựa là được nói xong lại kề sát lỗ tai nàng lại nhảy nói không phạm hôm qua cả nhà lưu gia đều chết sạch rồi thị vệ ngự sử đài chôn một cái hố ngay tại chỗ ném toàn bộ vào bên trong nói là nhiễm bệnh hiểm nghèo chết hết rồi chủ tử người có thấy có ai tin không chắc chắn là cô ra xử lý rồi vân nương nàng ấy không nói sai còn có đêm qua hình công tử được công chúa triệu vào phòng ở ngay bên cạnh người và cô ra cũng không biết đêm qua hình công tử biểu hiện như thế nào người có nghe thấy động tĩnh gì không vẻ mặt vân nương ngạc nhiên nàng nàng nên nghe thấy động tĩnh gì thanh ngọc đưa một chén nước muối cho nàng hy vọng hình công tử có thể nghĩ thông suốt đừng xa cách với công chúa giữ một cái mạng không thành vấn đề nô tỳ còn nghe nói người bắc quốc nên đón công chúa đã đến kiến khang từ đây còn hai ngày nữa là tới nếu y mà không làm được thì cũng chỉ còn lại một con đường chết nói như thế nào cũng là người năm đó bầu bạn với chủ tử, thật sự không thể nhìn y đi chịu chết. Đúng là hình phong ở trong phòng công chúa cả đêm, thức suốt đêm viết thư. Một trăm phong thư đổi lấy sự bình an kế tiếp của hắn, chỉ cần tối nay hình phong viết xong, nàng sẽ không cần dẫn hắn đi Bắc Quốc. Về sau cứ cách một tháng, bổn cung sẽ phái người đưa cho hắn một phong thư, không phải hắn yêu ta sao, bổn cung cũng yêu hắn. Coi như là cố làm ra vẻ đi, chỉ cần có thể làm cho hắn có khoảnh khắc ấy náy bất an, bổn cung cũng đáng giá hình phong vùi đầu vung bút lông sói trong tay không nói câu nào minh dương nghiêng người nằm trên giường lấy tay chống đầu nhìn về phía hắn hình đại nhân có phải trong lòng ngài hận chết bổn cung hay không câu trả lời là hiển nhiên thấy hình phong vẫn không để ý như trước minh dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách vách tự giễu cười đúng là bổn cung tự vác đá đập chân mình không ngờ hình đại nhân lại si tình như vậy nàng biết vì sao bỗng nhiên hắn đổi ý như vậy bởi vì hắn cảm thấy tam tiểu thư an toàn rồi có bùi an che chở, không an toàn mới lạ. Cho nên, hình phong mới ngay lúc quan trọng mà cho nàng một kích trí mạng như vậy, tình nguyện chết cũng không muốn cưới nàng, để hoàng thượng không chút lo lắng đưa nàng đi hòa thân, đưa đến tay người Bắc Quốc. Chỉ là việc này cũng không trách hắn được, là nàng bất nghĩa với hắn trước. Ngài nói xem, bọn họ ở phòng bên cạnh, lúc này đang làm gì vậy? Minh Dương thật sự không phải vì kích thích hình phong mà hoàn toàn là vì tò mò. Hai người không hề liên quan tự nhiên nửa đường bị bức phải thành thân, thật sự có thể có tình cảm gì sao? Cuối cùng lúc này Hình Phong cũng có phản ứng, sắc mặt trầm xuống, gần như có thể cá chết lưới rách bất cứ lúc nào với nàng. "Ây, lại chọc giận người ta rồi. Yên tâm, bọn họ biết ngài ở chỗ này của bổn cung sẽ không có động tĩnh gì đâu, bổn cung gọi ngài tới là không muốn để cho ngài ngủ trong chùa ngựa. Hình đại nhân ngài quá sạch sẽ, làm sao có thể để cho nơi dơ bẩn ấy làm ô uế ngài được." Hình Phong châm chọc nói, "e là giờ hình mỗ ở chỗ này cũng không khác là bao." "Phải?" hắn đã tự hủy hoại thanh danh của mình thật ra hình phong tình nguyện ngủ trong chùa ngựa cũng không muốn đến chỗ nàng là nàng bức bách xin lỗi bổn cung cũng vì cùng đường mới nghĩ ra hạ sách kéo ngài xuống nước ngài yên tâm trước khi đi bổn cung đã cầu phụ hoàng chờ ngài ở nam lĩnh hai năm phụ hoàng sẽ tự khắc điều ngài về khôi phục chức quan như cũ thì hơi khó chứ làm một tiểu quan ở kinh thành thì không thành vấn đề lấy năng lực và bản lĩnh của ngài hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi hình phong không trả lời ý châm chọc trên mặt càng lúc càng rõ ràng minh dương thở dài một tiếng buồn bã thương tâm nói được vẫn là không lừa được ngài bổn cung sắp bị đưa ra ngoài rồi hoàng thượng đồng ý những thứ đó thì có ích gì nói chung tương lai ngài vẫn dựa vào bản thân đi tuy lĩnh nam còn hoang sơ nhưng ngài cày rụng cày đồng sống tạm cũng không thành vấn đề nàng lại nói cuộc đời ngài là bổn cung làm hại ngài gặp nạn trong lòng bổn cung cũng khó yên nhưng tai nạn như vậy đột ngột giáng xuống bổn cung cũng không thể chỉ ngồi chờ chết đúng không hình đại nhân mỗi người đều ích kỷ chỉ là vừa vặn bổn cung ích kỷ lại phải hy sinh đến ngài nếu như có thể làm lại bổn cung tuyệt đối không chọn người cứng đầu cứng cổ như ngài đâu sắc mặt hình phong hờ hững rũ mắt tiếp tục viết thư minh dương nhìn hắn một cái nghiêm túc hỏi không muốn đi cùng bổn cung thật à hình mẫu chúc điện hạ một đường thuận lợi minh dương cũng không làm khó hắn không đi thì không đi với ca tính của hắn nếu thật sự bị nàng dẫn đi bắc quốc nói không chừng nửa đường sẽ tự sát mất vậy làm phiền hình đại nhân tiễn bổn cung một đoạn đường cuối cùng chờ bổn cung tới tay người bắc quốc ngài hoàn toàn tự do ánh sáng ban mai chiếu nghiêng nghiêng trên cột dưới hàng lang đội ngũ chỉnh đốn xong lại xuất phát đường xá vẫn không có phong cảnh gì thật sự nhàm chán vân nương chọn một quyển sách miễn cưỡng đọc nhưng không đọc được mấy trang đã buồn ngủ thành thử nghiêng trên giường ngủ thiếp đi tỉnh lại nhiều lần đều thấy bùi an chăm chú đọc sách trong tay vẻ mặt nghiêm túc cao độ giống như trong sách kia có thứ gì hấp dẫn khiến hắn không mệt mỏi một chút nào đang đoán thì bùi an lên tiếng đường xá luôn luôn như thế khô khan vô vị chờ sau khi đến kiến khang nàng mua một ít sách thơ gì đó lên xe dùng để giết thời gian vân nương gật đầu nhưng nàng không muốn đọc sách lắm chắc là đợi đến kiến khang nàng sẽ đi mua một bộ cờ nàng còn chưa bao giờ chơi cờ với trạng nguyên đâu ngày hôm sau nửa đường chỉ nghỉ ngơi một lần đến buổi tối cũng không có dịch trạm có thể ở cho nên đoàn người cắm trại tại chỗ bầu trời tối đen một vùng không thấy nửa ngôi sao nào đêm hè vừa ngột ngạt vừa nóng trong bụi cỏ lại còn có mũi Vân Nương lại càng không có hứng thú ngắm cảnh, chỉ ngồi trước khối băng trong phòng nói chuyện phiếm với Thanh Ngọc. Bùi An đến chỗ của Triệu Viêm mãi không thấy về, khi thấy bóng đêm đã tối, Vân Nương rửa mặt xong, để lại một ngọn đèn ở trên giường rồi tự mình nghỉ ngơi trước. Nửa đêm, Vân Nương tỉnh lại một lần rồi mở mắt ra, không biết Bùi An đã nằm bên cạnh nàng từ lúc nào, một đầu tóc đen tản ra trên gối hai người. Quấn quanh với sợi tóc của nàng thành một chỗ, nhất thời không phân biệt ra được tóc của ai, bên tai là tiếng côn trùng hót truyền đến, giống như đêm mùa hè cực kỳ yên tĩnh. Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên nội tâm cảm thấy rất yên bình, khóe môi Vân Nương nhẹ nhàng cong lên, nhắm mắt một lần nữa chợt cảm thấy trời sáng, chạng vạng ngày thứ ba, đội ngũ đã đến kiến khang. Còn chưa vào thành, khi đi trên đường núi đã thấy một góc phố phường từ xa xa, Vân Nương bắt đầu kích động, vén rèm lên hỏi người phía sau, lang quân, có phải sắp tới hay không? Ừm, còn nửa canh giờ nữa. Biết Bùi An đã ở kiến khang hai năm, nàng không thể chờ đợi được nữa, hỏi kiến khang có lớn không ừm có náo nhiệt không đến nơi sẽ biết bùi an nghe nàng hỏi vài câu cũng không còn tâm trạng đọc sách đóng sách lại rồi vén rèm lên nhìn thoáng qua đường núi uốn lượn hơn phân nửa đường nét của phố thị dưới chân chiếu vào đáy mắt cảm giác quen thuộc đập vào mặt trở về lâm an xoay một vòng rồi lại về đây hết lần này đến lần khác hiện giờ hắn đã là hồng nhân ở trước mặt đương kim hoàng thượng mệnh quan tam phẩm lại còn cưới vợ mấy chuyện vui trong đời người đều về tay hắn cả rồi không biết quan trường kiến khang sẽ náo nhiệt như thế nào nữa có lẽ lúc này người đã chặn trước cổng thành đường xuống núi đi rất thong thả đến giữa sườn núi phía trước có một thị vệ đứng đầu trong cung đứng ở ngoài cửa sổ gọi một tiếng bùi đại nhân thầy hắn vén rèm lên cười nói bùi đại nhân điện hạ hỏi chúng ta định ở nơi nào điện hạ muốn ở đâu điện hạ nói bùi đại nhân quen thuộc kiến khang tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bùi đại nhân về phần sứ thần bắc quốc ở đâu chắc là bùi đại nhân đã rõ Điện hạ còn nói trước khi rời khỏi Nam Quốc, người vẫn là công chúa của Nam Quốc, dù đi đâu, Bùi Đại Nhân phải phụ trách an nguy của người. Bùi An biết Minh Dương suy nghĩ gì, chỉ là muốn tự do tự tại vui chơi mấy ngày thôi. Để công chúa chuẩn bị xe ngựa, Bùi An nói xong buông rèm xe xuống, một lát sau lại vén rèm nhìn thoáng qua, quay đầu nói cùng Vân Nương, nàng thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuống xe. Vân Nương sửng sốt, không phải là chưa tới sao. Bùi An không giải thích nhiều với nàng, chỉ khom người đi giày, còn vân nương cũng không kịp hỏi vội vàng mang giày theo nhấc tay nải mình mang theo bên người làm kịp theo động tác của y xe ngựa vừa dừng lại bùi an nhảy xuống trước chờ vân nương ra khỏi rèm thì trực tiếp đưa tay ôm eo nàng ôm người xuống khỏi xe ngựa suốt chặng đường này mặc dù ban đêm hai người nằm chung một chiếc giường nhưng chưa từng thân mật như vậy chân vừa đặt xuống đất sắc mặt vân nương đã đỏ nửa bên tay bùi an buông thắt lưng nàng ra lại trượt xuống rồi nắm lấy tay nàng vân nương được bùi an dắt về phía trước thân thể vô thức dán sát vào bên cạnh hắn còn chưa đứng thẳng thì bùi an chợt nghiêng đầu nói bên tai nàng nhớ kỹ có ta ở đây nàng không cần sợ ai cũng không cần đi lấy lòng ai vân nương không hiểu rõ lời nói kia của bùi an là có ý gì chỉ mờ mịt gật đầu đang buồn bực vì sao đột ngột dừng lại mới ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở mảnh đất bằng phẳng đối diện cũng không có đuổi theo đội ngũ bùi an lôi kéo nàng trực tiếp đi về phía xe ngựa đến trước xe thị vệ thay hai người vén rèm lên Hình như Vân Nương hơi hiểu hiểu một chút Là tư bôn sao Chú thích tư bôn Nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi với người yêu Hết chú thích Bùi An bước lên ghế gỗ trước Vân Nương đi theo phía sau hắn Trong giây phút không người chui vào Trên mặt còn mang theo một sự chờ đợi mơ hồ Vừa ngước mắt lên Vẻ mặt chật cứng đờ Trong xe ngựa chật kín người Minh Dương, Triệu Viêm, Hình Phong Còn có Bùi An vừa mới đi lên Vân Nương, Minh Dương ngồi ở bên trong cười với nàng Chào hỏi trước, Bùi Phu Nhân Vân Nương nghĩ thế nào cũng không tới, ở đây lại là cục diện như vậy, nguyên cả chặng đường này đây là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Dương. Không gian có hạn nên Vân Nương chỉ vội vàng gật đầu hành lễ, điện hạ. Bùi An ngồi xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm, hình như cũng không ngờ tới trên xe sẽ có nhiều người như vậy. Ba người đi lên trước đều ngồi ở một bên xe ngựa, Minh Dương ngồi ở bên trong cạnh cửa sổ, Hình Phong ngồi ở giữa, Triệu Viêm thì ngồi ở ngoài cùng. Bùi An ngồi đối diện mấy người, cũng không ngồi vào bên trong bao nhiêu đối mặt với hình phong chỉ trừ lại cho vân nương một vị trí vân nương thấy thế thì ngồi xuống đối diện với triệu viêm xe ngựa có rộng rãi hơn nữa thì năm người chen trúc cùng một chỗ cũng có vẻ chật trội dù là ai chỉ cần ngẩng đầu một chút đều sẽ đụng phải vài ánh mắt phía đối diện bầu không khí khá yên tĩnh và quỷ dị chỉ có triệu viêm vẫn vui vẻ như thường ánh mắt nhìn lướt qua mấy người không phát hiện điều gì bất ổn cả hắn hào hứng nói chuyện đi này thật náo nhiệt mọi người lúc này người cảm thấy náo nhiệt e chỉ có một mình triệu viêm hắn thôi. Không ai đáp lời hắn, triệu viêm cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục trò chuyện, Bùi Huynh, Kiến Khang với Lâm An có gì khác nhau không? Bùi An vô tâm nói chuyện, tự mình xem đi. Triệu viêm nói chuyện thấy vô vị cũng không từ bỏ, nghiêng đầu lướt qua hình phong bên cạnh. Tiếp theo lại hỏi Minh Dương, A Tỷ, không phải Tỷ nói đã từng đi Kiến Khang sao? Minh Dương vẫn đang tủm tỉm vui cười trước sau như một. Triệu viêm nói không sai, một trạng nguyên một bảng nhãn, hai đại tài tử ngồi cùng một chỗ, vừa đẹp mắt vừa dưỡng thần, sao không náo nhiệt cho được. Minh Dương gật đầu, ừm, lúc nhỏ đã từng chạy nạn qua đây. Triệu Viêm nghĩ là nàng ấy nói đùa, A Tỷ chạy nạn lúc nào. Hai tuổi, Minh Dương thoải mái nói, sau khi bị phản tạc đuổi từ phủ ứng thiên thì chạy đến kiến khang, nhớ mang máng có một dòng sông như vậy, tiếng sóng biển làm người ta sợ hãi. Bọt nước bắn tung tóe đánh lên mặt, như băng trâu trong mùa đông, thấm vào xương cốt, rất lạnh, từ đó về sau không dám khóc một tiếng nào. Vừa dứt lời, trong xe ngựa im lặng vân nương cảm thấy rất bất ngờ không ngờ sau vẻ hoa lệ quý giá ấy lại có một câu chuyện hoạn nạn như vậy ký ức khi còn bé của nàng đã dần biến mất chỉ biết căn cơ ban đầu của vương gia không phải ở lâm an mà là sau khi hoàng thượng đăng cơ điều phối không ít các gia tộc về lâm an trong đó là nhà họ vương căn cơ của nhà họ vương ở giang lăng cha mẹ nàng cũng quen biết ở lâm an tổ phụ vương gia là phó tướng dưới môn hạ của tiết độ sứ giang lăng gia tộc tổ mẫu thì là dòng dõi thư hương xuất thân đại nho danh vọng cực cao, đáng tiếc dưới gối tổ mẫu chỉ có một đứa con gái. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, nhìn chúng xuất thân của tổ mẫu, lúc đến Lâm An nàng cũng mới có 2 tuổi, bây giờ cũng không còn nhớ được gì. Cuối cùng Triệu Viêm cũng phản ứng lại, Minh Dương nói chạy nạn là chạy khi nào. Triệu Viêm cũng không nhớ rõ chuyện lúc 2 tuổi, đổi lại là người bình thường, chắc chắn đã quên hết rồi, chỉ có ẩn tượng khắc sâu và sự sợ hãi thật sự mới để lại ấn tượng như vậy. Triệu Viêm lập tức vỗ ngực một cái, A Tỷ không sợ, Người là công chúa Nam quốc ta, thân phận tôn quý, ai dám lỗ mãng triệu viêm ta không để hắn yên. Và lại không phải lúc này còn có bùi đại nhân của chúng ta ở đây sao, chắc chắn sẽ không để A Tỷ xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn nhìn về phía bùi an, tranh công nói, ngươi nói đúng không, bùi huynh. Ở trong mắt triệu viêm hắn, huynh đệ bùi an của hắn là người lợi hại nhất. Sắc mặt bùi an bình tĩnh, bảo vệ an nguy của điện hạ là chức trách của thần. Minh Dương nghe vậy nhìn lướt qua hắn một cái, cười cười, có bùi đại nhân ở đây đương nhiên bổn cung yên tâm mấy người không cùng đội ngũ vào thành mà đợi đến khi đội ngũ sắp đến chân núi xe ngựa mới bắt đầu từ từ di chuyển có cái miệng lải nha lải nhải của triệu viêm bầu không khí xấu hổ cũng bị đánh bay hết sau khi minh dương nói xong lực chú ý của hắn lại chuyển sang hình phong bên cạnh hình đại nhân tuy nói đầu óc ngài hồ đồ nhưng thật sự làm cho ta bội phục không sợ chết đây là vì sao chứ người còn sống không phải chính là muốn một cái mạng này sao vừa dứt lời vẻ mặt ai nấy trong xe ngựa đều hơi khựng lại người không biết không sợ cũng không có tội triệu viêm hắn thật sự là một tên ngốc mà nhưng chính hắn lại không ý thức được điều này thấp giọng nói với hình phong chúng ta nơi này đều là người một nhà ta không sợ nói cho ngài biết đâu bệ hạ ghét nhất người cứng đầu cứng cổ như ngài đó ngài đi cứng đối cứng với bệ hạ hậu quả chỉ có một thê thảm ngài phải học cách thay đổi chờ tâm tình bệ hạ tốt lên ngài nói cái gì ông cũng đồng ý tất ngài xem ta đi đầu óc thông minh ngày thường khi bệ hạ bận rộn, ta tuyệt đối sẽ không tiến tới trên người ông, mà mỗi lần vào cung đều là lúc bệ hạ đùa chim. Trước tiên nói vài câu nịnh nọt làm cho bệ hạ cao hứng rồi nói chuyện chính, không chỉ không bị mắng mà còn có thể được ban thưởng. Dám nói những lời này, đúng là hắn đã xem đống người này trở thành người của mình, trên mặt hình phong cũng không có biến hóa gì, cung kính nói, cảm ơn quận vương chỉ điểm. Chưa nói đến chỉ điểm, ta coi như là có duyên với hình đại nhân đi, đường đi lần này sợ là không thuận lợi như vậy ngài có chuyện gì cần ta làm thay ngài không ngài cứ việc nói triệu viêm chân thành hình phong nhếch khóe môi một chút cảm kích nói cảm ơn quận vương hình mẫu cũng không có vướng bận nào triệu viêm sửng sốt không rõ lắm ngài chưa từng thích cô nương nào sao y chính là bảng nhãn năm đó chỉ đứng sau bùi huynh tài hoa dung mạo cũng không kém chắc chắn đã có cô nương mình thích ngài yên tâm nếu ngài có người mình thích ta lập tức sai người đi đưa phong thư thay ngài hỏi cô nương kia một chút nếu nàng tình nguyện đồng cam cộng khổ với ngài có thể đi tìm ngài hình phong biến sắc trong lòng vân nương căng thẳng hận hắn có thể câm miệng hay không vậy triệu viêm cũng nhận ra sắc mặt hình phong không đúng còn chưa nghĩ rõ mình nói chỗ nào không đúng bùi an đối diện đã chợt mở miệng nói nếu quận vương có lòng tốt như vậy chuyến này phiền quận vương đưa điện hạ tới bắc quốc triệu viêm sửng sốt vội vàng lắc đầu vậy cũng không được chắc chắn phụ vương sẽ đánh chết ta minh dương thật sự không nhịn được bật cười một tiếng tốt bụng nhắc nhở hắn một câu viêm đệ nếu đệ muốn sống thêm một lát tỷ tỷ khuyên đệ đừng nói nữa triệu viêm không hiểu mô tê gì cả hoàn toàn không hiểu nhưng thấy sắc mặt mấy người đều không đúng cũng không dám nói tiếp nhưng muốn hắn đừng nói thì đang làm khó hắn rồi mới im lặng được một lát mục tiêu lại nhắm ngay vân nương ngồi đối diện tẩu tử tẩu đi kiến khang bao giờ chưa bùi an chậm rãi quay đầu lại minh dương thật đúng là đứa trẻ không chịu ngồi yên đi tìm đường chết mà vân nương lắc đầu chưa từng Triệu viêm có thể nói chuyện ở Lâm An vị công tử nào và hoa lâu mấy lần uống mấy vỏ rượu nhưng muốn hắn nhớ kỹ trong phòng thế gia nào có cô nương nào thì hắn không nhớ được một ai Nghe được tin đồn đại giữa Bùi An và cô nương nhà họ Vương hắn mới đi hỏi thăm nói là phụ mẫu tam cô nương Vương Gia đã mất hết, là đệ nhất mỹ nhân Lâm An còn thứ khác thì không biết Vân Nương bị nhốt trong viện 5 năm hắn cũng không rõ ràng lắm lúc này trong lòng chỉ muốn tìm người nói chuyện cho nên đề tài chuyển sang Lâm An tẩu đi đi qua Tây Hồ của Lâm An đi phía đông dựa vào đảo Quan Điểu, dừng một chiếc thuyền mũi nhọn, cao 4 tầng, dài 50 trượng, rộng hơn 20 trượng, trên đầu thuyền là một con chim lớn màu sắc rực rỡ, cánh mở ra chiếm một nửa mũi thuyền, nếu nhìn từ xa vào ngày trời sương mù dày đặc thì giống như đại bàng thật sự bay vượt mây, sống động như thật, con chim kia lúc trước là chủ ý của ta, tẩu tử đã thấy chưa, có cảm thấy oai phong không? Vân Nương nghe hắn nói đến mức mặt mày hớn hở, lắc đầu ái náy, chưa từng thấy. Cũng đúng, Đường đến Lâm An có một con đường, chắc là tẩu tử đã từng đi trường kiều rồi nhỉ. Cầu bắc qua sông như cầu vồng, núi xanh hai bên bờ đối diện nhau, ánh trăng chiếu vào nước dưới cầu uyển chuyển như ngân hà, thích hợp nhất cho các cô nương đi dạo. Cũng chưa từng, Trường Kiều, nàng nghe Hình Phong từng nói, Trường Kiều Nguyệt Thuyền là nơi nam nữ hẹn hò tốt nhất. Nàng bị nhốt 5 năm, sau khi bỏ lệnh cấm cũng không phải ngày nào cũng được ra ngoài, nơi đầu tiên muốn đi nhất đương nhiên là phố xá Lâm An sầm uất, đi qua hai ba lần phố ngói xem diễn xiếc, đi dạo cửa hàng son phấn, đi quán trà. Nàng mới đi dạo được một nửa phố ngói thì đã có tin đồn giữa nàng và Bùi An, từ lúc đó nàng không còn đi ra ngoài nữa. Càng đừng nói tới việc dạo hồ ngắm trăng. Khi trả lời, giọng điệu của nàng không hề có tức giận nào. Vừa rồi khi Vân Nương đi lên, sau khi hình phong vội vàng liếc mắt một cái rồi thu mắt, mí mắt hạ xuống nhìn chầm chầm chiếc áo dài trên đầu gối mình. Mắt nhìn thẳng, không nhìn qua nàng thêm một cái nào, còn bây giờ rốt cuộc cũng không nhịn được, khóe mắt liếc thấy nàng cúi đầu, trong lòng không khỏi nhíu lại. Muốn mở miệng nhưng lại không cách nào, chỉ có thể cắn chặt răng kìm nén, tay đặt trên đầu gối vô thức chậm rãi nắm thành quyền. Hình như triệu viêm càng tò mò, lại hỏi tiếp, vậy trước kia tẩu tử từng đi đâu vậy, chắc không phải chỉ ở trong viện không ra ngoài chứ, Nam Quốc ta cởi mở lắm mà. Thử hỏi tiểu quận vương đã đi đâu, bùi an ngắt lời triệu viêm rồi ngước mắt nhìn lướt qua hình phong đối diện, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra tâm trạng gì, quay đầu tiếp tục hỏi triệu viêm là đi túy tiên lâu uống hai vò suýt nữa bị cô nương lột quần hay là đi thái hồ du thuyền rơi vào trong nước uống một bụng nước không phải bùi bùi huynh triệu viêm sửng sốt sắc mặt đỏ đến vành tai ngay tức khắc mấy chuyện xấu hổ này chúng ta không nên nói ra ngoài triệu viêm vừa nói vừa ra hiệu nháy mắt với bùi an đây là bí mật chỉ có hai người mới biết được sao hắn lại lôi hắn ra làm trò trước mặt nhiều người vậy chứ bùi an giả vờ không nhìn thấy minh dương bên cạnh đã cười ra tiếng nói để câm miệng để lại không nghe. Cuối cùng Triệu Viêm cũng nhận ra điều không thích hợp. Nhưng hắn cũng không biết tẩu tử của mình từng có mối duyên với hình phong. Nếu biết, e là lúc này hắn sẽ đụng tường tạ tội rồi. Đừng nói bùi an binh vực người nhà, dù sao Vân Nương cũng là vợ của huynh đệ mình. Hắn cũng không nên tìm nàng trò chuyện ở trước mặt hắn. Triệu Viêm ngoan ngoãn ngậm miệng. Xe ngựa tiếp tục đi xuống, Triệu Viêm không mở miệng, thành thử cũng không ai nói gì. Nhưng Vân Nương thở phào nhẹ nhõm, nàng tình nguyện xấu hổ yên tĩnh như vậy cũng không muốn nghe Triệu Viêm mở miệng. Đường xuống núi không bằng phẳng, đột nhiên bánh xe lăn qua một hố đất, Vân Nương ngồi trên ghế ôm tay nải không thể lung lay ngã về phía trước một chút. Mắt thấy sắp lao ra ngoài, Bùi An tiện tay vươn cánh tay ôm lấy đầu vai nàng, thuận thế kéo nàng vào trong ngực mình. Là hành động hết sức bình thường nhưng mấy đôi mắt trong xe lại quay đi. Triệu Viêm, tới đây giết chó à? Sau khi xe ngựa ổn định, Bùi An mới thu tay lại, nhìn thoáng qua tay nải trong ngực nàng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Đưa tay nải cho ta." Vân Nương do dự một chút, cầm đô của vợ có thể làm giảm uy phong của y hay không. Nhiều người như vậy, còn có một công chúa điện hạ, nàng không thể làm y mất mặt, lang quân, thiếp tự cầm là được. Một tiếng lang quân truyền đến bên tai, bỗng nhiên Bùi An cảm thấy có vài phần thoải mái. Bùi An không hỏi lại nàng mà trực tiếp lấy tay nải của nàng, dựa gần nàng, đưa cánh tay mình đến gần nàng một chút, đợi lát nữa còn phải sóc này, nắm chặt nhé. Trong xe chỉ có một đôi bọn họ, hình như hơi hơi phô trương, nhưng thấy hắn kiên trì, sắc mặt vân nương hơi đỏ lên tay nhẹ nhàng trực khỏi cánh tay hắn tay kia lại khoác lên cánh tay hắn nàng cúi đầu ngón tay không nhẹ không nặng đặt lên tấm vải lụa màu đen một đen một trắng một mềm mại một mạnh mẽ cực kỳ bắt mắt ánh mắt hình phong đã thu lại từ sớm nhưng không gian nhỏ như vậy không thể ngăn cản khóe mắt y mí mắt nhảy lên vài cái dưới con ngươi dần dần có một vệt hồng bỗng nhiên minh dương có vài phần không đành lòng đây đều là nàng ấy tạo nghiệt rồi trước khi đi chợt muốn làm người tốt một lần bùi đại nhân hôm nay chúng ta ở đâu quán trọ vạn phúc trước kia bùi đại nhân làm việc ở chỗ nào vậy bổn cung còn chưa từng thấy chính phòng viện đâu chuyến này không hại dẫn bổn cung đi xem một chút chứ có minh dương trò chuyện câu được câu không cuối cùng bầu không khí cũng hòa hoãn một chút xe ngựa không vào thành cùng đội ngũ mà chậm nửa canh giờ mới vào cửa thành sau khi đi vào sắc trời đã tối kiên khang không ở dưới chân thiên tử ban đêm không có lệnh giới nghiêm suốt đêm đều có thể nhìn thấy người đi lại trên đường phố cực kỳ náo nhiệt rộn ràng để tránh tai mắt nhiều người bùi an đã bảo vệ minh đi theo đội ngũ đi trước từ sớm chỉ mang theo đồng nghĩa bên người xe ngựa đến quán trọ đồng nghĩa tiến lên báo một cái tên cho trưởng quầy vẻ mặt trưởng quầy kinh ngạc lập tức nghênh đón ra ngoài nhìn thấy bùi an cũng không gọi thẳng tên mà vui vẻ nói khách quan mời vào bên trong vừa rồi ngồi trên xe ngựa người quá nhiều vân nương không dám động đậy một tí nào lúc xuống xe ngựa mới dám nhìn mà mới liếc mắt một cái đã bị phồn hoa trước mắt hấp dẫn chậm chạp không rời mắt nổi. Quán trọ đông nghịt người, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất. Minh Dương bước vào trước, phía sau đi theo là Triệu Viêm, Hình Phong, Bùi An dặn dò trưởng quầy vài câu hầu hạ thật tốt rồi cũng đi cùng Vân Nương đi vào. Khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hầu hạ chú đáo. Bùi An gật đầu, dẫn Vân Nương đi vào, vừa đi vào lập tức nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Gì mà đại nghĩa chứ, theo ta thấy chính là vô dụng, một công chúa con vợ cả, thế mà lại bị đưa đi hòa thân, đúng là chuyện cười lớn còn cách nào nữa đây quả hồng mềm lâu rồi muốn cứng cũng không được không phải chuyện này rất bình thường sao một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng chỉ cần triệu ra hắn ngồi vững giang sơn là được dù sao khổ chính là dân chúng chúng ta kiên khang chỉ cách lâm an mấy trăm cây số lời nói lại hung hăng ngang ngược lời nói đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám thảo luận trước mặt mọi người trong lòng vân nương giật mình rồi ngẩng đầu nhìn minh dương hình như sắc mặt nàng ấy không thay đổi gì cả bước chân lên gác mái cũng không có ý muốn truy cứu náo nhiệt trong quán trọ vẫn tiếp tục vân nương đi theo phía sau bùi an nhìn thoáng qua gáy hắn hình như cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao hoàng thượng muốn hắn quét sạch phản tặc người mang lòng phản bội thật sự quá nhiều không chấn áp không được thanh ngọc không đi theo vào sau khi vào phòng bùi an đặt tay nải của nàng trên giường mềm vân nương đi vào múc hai gáo nước sạch trong thùng gỗ để bùi an rửa tay trước bưng chậu nhỏ tới đặt ở trên giá gỗ bùi an sắn tay áo lên bàn tay ngâm vào nước mười ngón tay trà sát vài cái rồi vớt lên Vân Nương đứng ở bên cạnh đưa khăn vải qua. Bùi An lau khô tay, quay đầu nhìn nàng một cái, buồn ngủ lắm à. Ba ngày trên xe ngựa, hắn thấy nàng ngủ suốt đường, còn mình thì buồn ngủ cũng không được. Đúng là Vân Nương khá buồn ngủ, nhưng vừa rồi nhìn thấy phố thị phồn hoa thì không buồn ngủ chút nào. Nàng không biết hắn hỏi vậy là có ý gì, trong chốc lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Muốn ra ngoài không? Bùi An lại hỏi. Vân Nương sửng sốt, phản ứng lại rồi vội vàng gật đầu, nhảy nhót nhìn hắn, muốn bùi an muốn đưa nàng ra ngoài chơi sao có muốn thay quần áo không bùi an nhớ rõ lúc trước bị tổ mẫu bắt được muốn hắn dẫn tiêu tiểu thư đi dạo phố đi hai lần lần nào tiêu tiểu thư cũng phải chuẩn bị nửa ngày từ đó hắn đã không còn nhẫn nại trong túi hành lý mà vân nương mới xách lên chỉ có một bộ quần áo để thay bây giờ mà thay thì sáng mai sẽ không còn vân nương rũ mắt nhìn mình một vòng áo quần mới thay sáng nay mà cả ngày nàng đều ở trong xe ngựa chắc cũng không làm bẩn Mặc dù không biết cách ăn mặc của các cô nương ở Kiến Khang, nhưng bộ nàng đang mặc là được may ở Vương Gia trước khi xuất giá, đều là chất liệu và kiểu dáng mới nhất hiện nay. Vân Nương ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi Bùi An, lang quân cảm thấy bộ này của ta xấu sao? Quả thật Bùi An không phải có ý này, nghe nàng hỏi, ánh mắt cũng thuận thế nhìn vào người nàng, đánh giá từ đầu đến chân. Trời nóng nàng cởi bỏ cánh tay ngắn, chỉ mặc một thân váy màu đỏ, thắt lưng bên hông một màu xanh biếc, phần đuôi buông lơi theo váy dài kéo dài đến bên váy. Toàn thân trên dưới không còn trang sức dư thừa, chỉ đeo bạch ngọc hắn đưa cho nàng. Dáng người nàng như thế nào, đêm đó hắn lột sạch sẽ đã ngắm nghía đủ, vòng eo như liễu, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, tuyệt đối không mơ hồ. Con ngươi Bùi An dừng lại, kịp thời thu tâm tư, nói thật, rất đẹp. Vân Nương cong môi, khóe môi cong lên để lộ hai má lúm đồng tiền bé xinh, vậy là tốt rồi. Đôi mắt Bùi An chật lóe rồi xoay người đi về phía cửa, Vân Nương nhấc làn váy lên đuổi theo, vẻ vui sướng trên mặt không che giấu được vừa ra khỏi quán trọ đã ngẩng đầu nhìn xung quanh phố xá đèn đuốc sáng trưng đèn lồng treo san sát trên gác mái tiếng giao bán của chủ quán và tiếng cười nói của khách nhân không dứt bên tai vân nương nhìn đến hoa cả mắt một mặt đi theo bước chân của người phía trước một mặt xoay trái xoay phải hỏi bùi an lang quân đây là kiến khang sao ừm vân nương thán phục một tiếng sao còn náo nhiệt hơn lâm an vậy bước chân người phía trước chậm lại ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ hưng phấn trên mặt nàng mặc dù không đành lòng nhưng vẫn chỉ chỗ sai lâm an càng lớn sẽ càng phồn hoa hơn nữa vẻ mặt vân nương sửng sốt cũng đúng nàng chưa từng thấy chợ đêm của lâm an chỉ có hơn hai tháng trước nàng chạy tới bến đó tìm bùi an mới đi ngang qua một lần nhưng lúc ấy chỉ lo chạy đi làm gì có tâm trạng ngắm nhìn lang quân có người phun lửa hắn không sợ bị lửa thiêu sao bùi an làm xiếc hù người ta thôi lang quân đây là đèn lồng gì sao có thể lăn được vậy bùi an đi về phía trước vài bước nghe tiếng nàng thì quay đầu lại thấy nàng nhìn chằm chằm một cái đèn lăn trước cửa hàng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc là đèn lăn đây là đèn lăn lúc trước vân nương từng nghe hình phong nói rốt cuộc giờ cũng thấy được ta nghe nói bên trong có bí ẩn lúc lăn qua lăn lại đều không đốt được đúng là thế thật đèn lăn mới thịnh hành trong hai năm nay nàng có thể nghe nói từ đâu được nữa chứ bùi an không nhìn nữa mà cất bước đi về phía trước vân nương thấy bùi an đi mất cũng không nhìn nữa đồ đạc trên phố thật sự quá nhiều ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau đèn đuốc chiếu rọi thêm một tầng mông lung ấm áp lòng người càng dễ dàng thả lỏng vân nương sợ làm phiền bùi an nên hỏi hai ba câu rồi cũng không dám hỏi lại thấy đột nhiên nàng yên tĩnh lại bùi an quay đầu nhìn lướt qua nàng nàng còn đang quay đầu đôi mắt lưu luyến trên người phun lửa phía sau hình như đang suy nghĩ vì sao lửa không cháy phía trước là cửa hàng bán đèn bước chân bùi an dừng lại để cho nàng ở chỗ này nhìn thêm một lát chờ ta một hồi đừng đi lung tung vân nương cho rằng bùi an còn có việc quan trọng trong người chuyện chính quan trọng hơn nàng chờ một chút cũng không sao cho nên vội vàng gật đầu được bùi an đi rồi vân nương đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm khắp đường phố mới mẻ càng nhìn càng hăng say thì có một tiểu thương bán trang sức đi tới vân nương nhìn qua tiểu thương kia cũng nhìn về phía nàng cười nói cô nương có muốn mua một chiếc không ngọc san hô biển sâu chất lượng tốt dù tự đeo hay làm quà cho tình lang đều thích hợp dù sao vẫn phải chờ vân nương bước tới nhìn một chút cô nương tự mang hay là tặng cho ai vòng tay san hô màu đỏ được ánh đèn chiếu vào sáng lên trên mỗi một hạt đều có ánh sáng nhẹ còn rất đẹp trong lòng vân nương cũng khẽ động không phải bùi an nói ghét đồ đã qua sử dụng của nàng sao nàng lại mua cho hắn một cái mới tặng người khác cô nương muốn tặng cho công tử phải không vân nương gật đầu vậy ngài nhìn chiếc vòng tay này xem san hô có thể bài trừ tai họa và lại còn có công hiệu cầm máu xua nhiệt nghĩ đến vị công tử mà cô nương tặng nhất định rất cao quý. Người bán hàng rong không mù, với dung mạo của cô nương trước mặt này, người hứa hôn với nàng sao mà kém được. Ánh mắt vân nương sáng lên, bao nhiêu tiền. Ta thấy cô nương là người có duyên, hôm nay là ngày đầu ta khai trương, thứ này thật sự quý giá, ta tính giá rẻ cho cô nương vậy, một chuỗi 20 lượng. 20 lượng, vân nương hơi do dự một chút, nó hơi đắt. Cô nương cũng biết san hô này là bảo vật vô giá, là thứ gặp được không cầu được, đừng nói 20 lượng, trên thị trường cô nương có thể mua được một chuỗi này cũng không dễ dàng rồi hôm nay cô nương may mắn gặp được nếu đợi thêm một lát nữa cô nương quay lại e là muốn mua cũng không được nàng biết san hô nó rất quý đổi lại ngày xưa nàng có thể không mua nổi nhưng sau khi thành thân nàng cũng nhận được không ít ngân phiếu chỉ riêng phần bùi lão phu nhân cho nàng cũng đã hơn vạn mua một chuỗi hoàn toàn không cần đắn đo được vậy chuỗi này đi vân nương lấy túi tiền khỏi ống tay áo Mấy người bán hàng rong bên cạnh ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm, thấy nàng thật sự đếm một sấp ngân phiếu 20 lượng rồi đưa qua, trong lòng cũng nảy sinh suy nghĩ. Người bán hàng rong nhìn thấy ngân phiếu được đưa tới, trong lòng đã bắt đầu kích động chết đi được. Vội vàng đưa tay nhận lấy, mắt thấy sắp lấy được thì một cánh tay giáng xuống trước mặt, đè tay cô nương rồi chặn lại. Mua gì vậy? Người bán hàng rong sửng sốt ngẩng đầu lên, là một vị công tử, một thân áo cổ tròn màu đen đứng ở phía sau cô nương, cánh tay đưa tới từ phía sau nàng, kéo cổ tay nàng lại ngọn đèn treo trên quầy hàng bị thân thể hắn chắn hơn phân nửa nửa khuôn mặt rơi vào vầng sáng nửa khuôn mặt lại ẩn vào trong bóng tối quan ngọc tóc đen mặt mày như họa đẹp tới mức làm người ngừng thở một chút vân nương vốn định cho bùi an một bất ngờ nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trở về nhanh như vậy đành phải đáp ta thấy ở đây có bán san hô nên mua một chuỗi ừm bùi an không nói gì ngẩng đầu hỏi người bán hàng rong bao nhiêu tiền hai hai mươi lượng người bán hàng rong bị bùi an hỏi nhất là đôi mắt kia vừa nhìn đã khiến người này trột dạ bùi an cười đắt như vậy làm bằng gì bùi an nắm chặt tay nàng không buông lỏng lúc này vân nương cũng được hắn nửa ôm vào trong ngực nghe bùi an nói lại hơi ngẩng đầu lên ánh mắt vừa vặn rừng ở trên yết hầu lên xuống của hắn sắc mặt đỏ lên rồi vội vàng rời mắt nhỏ giọng nói a à, ta mang theo tiền bùi an không trả lời nàng tiếp tục hỏi người bán hàng rong hỏi ngươi một lần nữa là san hô thật sao nếu ta mua, hôm nay kiểm tra là hàng giả thì ngươi phải bị tội gì? Người bán hàng rong kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, lại nhìn một phần tay áo bùi an đặt trên mu bàn tay cô nương. Có những đường viền vàng sẫm, nhìn là biết lai lịch không nhỏ, biết là gặp phải người không nên chọc nên lập tức nặn ra một nụ cười nói, cái này, công tử này cũng không thể trách ta đâu, tất cả mọi người đều biết vật như săn hô, làm sao, làm sao có thể mang đến chợ đêm bán đúng không? Giọng nói bùi an lạnh lùng, Vậy ý ngươi là nàng ngu xuẩn. Đối với thế giới bên ngoài, Vân Nương bị thiếu hụt 5 năm thành thử đúng là không có nhiều kiến thức. Ban đầu Vân Nương nghĩ hắn chê đắt, lúc này lại nghe hai câu này nàng mới hoàn toàn hiểu rõ là nàng bị mắc mưu rồi. Vừa hỏi trắng ra như vậy, người bán hàng rong kia không dám trả lời. Bùi An thả lỏng tay Vân Nương, tiếp tục hỏi hắn thuộc phường hội nào. Buổi tối hắn ra ngoài bày hàng bán là vì muốn kiếm khách kiếm chút may mắn, làm gì thuộc phường hội nào chứ, Người bán hàng rong ấp úng nửa ngày trời cũng không mở miệng nói câu nào. Bùi An cũng không kiên nhẫn nghe hắn ngụy biện, vừa búng tay một cái, bỗng nhiên có mấy người từ sau vọt tới, chạy tới trước mặt hắn, đại nhân. Bùi An nhìn về tên bán hàng rong hoảng loạn trước mặt, lạnh lùng nói, buôn bán hàng giả, theo luật phải tiêu hủy tất cả đồ đạc, đánh 20 roi rồi giải đi. Sạp hàng bị lật đổ, cánh tay hắn bị còng lại, cuối cùng tên bán hàng rong mới tỉnh táo lại, hắn gặp phải quan sai rồi, vội vàng xin tha, đại nhân cầu xin ngài tha cho thảo dân thảo dân biết tội rồi thảo dân không dám nữa thảo dân trên có mẹ già dưới có con nhỏ không thể bị gì được đại nhân đánh hai mươi roi nửa đời cũng tàn vậy sao trước khi bán hàng giả ngươi không nghĩ tới có hôm nay đã biết hậu quả còn muốn ngược gió gây án hôm nay bản quan không lấy tính mạng ngươi đã là tha thứ cho ngươi bùi an nói xong ngẩng đầu lên thị vệ lập tức kéo người đi mấy người bán hàng rong xung quanh thấy tình hình không ổn đã lặng lẽ rút chạy hết rồi hôm nay bùi an không phải tới phá án không hứng thú đi truy cứu chỉ cầm đèn lồng chậm rãi đi về phía trước vân nương đi theo bên cạnh hắn không dám nhiều lời nàng thật là ngu xuẩn nếu mua đồ giả tặng cho hắn không biết sẽ tạo thành trò cười gì đây nữa đi vài bước vân nương nhẹ giọng nói xin lỗi vì sao xin lỗi bùi an ghé mắt thiếp ngu xuẩn chính thiếp cũng vừa nói vậy cũng không hẳn bùi an nghiêng người tránh người đi bộ bên cạnh đi về cây cầu ở phía trước nói việc nào ra việc đấy chỉ là thiếu chút lòng phòng người mà thôi đừng nói nàng chỉ ở hậu viện không tiếp xúc với bộ mặt phố phường ngay cả người có kinh nghiệm dồi dào cũng khó lòng phòng bị đáng xấu hổ không phải là nàng mà là những kẻ lòng dạ bất chính lừa gạt nàng trên mặt sông bên phải có vô số du thuyền dọc theo đường hét to mua bán vân nương yên lặng nghe giọng nói của hắn có gió từ lướt qua bên tai không hiểu vì sao đáy lòng lại yên ổn đến lạ ánh mắt nhìn về phía hắn lúc này mới phát hiện tay hắn xách một ngọn đèn lồng đèn lồng kia cực kỳ mới lạ có bốn mặt trên mỗi mặt đều được in các hình vẽ thế nhưng còn không ngừng chuyển động cực kỳ giống rối bóng con ngươi vân nương sáng lên lang quân đây là đèn gì vậy cuối cùng nàng cũng chú ý tới bùi an đưa đèn lồng trong tay cho nàng mã kỵ đèn vân nương chưa từng thấy loại đèn lồng tự xoay này nỗi buồn trên mặt quét sạch sành xanh nhận lấy rồi cẩn thận quan sát một hồi càng nhìn càng vui mừng ngẩng đầu lên hỏi y lang quân là tặng cho thiếp sao ừm nàng rất vui mừng cảm ơn lang quân đã tặng thiếp chỉ là một chiếc đèn lồng mà thôi nàng muốn thứ gì cứ nói với ta mua được là được hắn không thiếu tiền nhưng cũng không thể bị người khác lừa gạt thứ vân nương muốn cũng rất nhiều toàn là những thứ nàng chưa từng thấy thành thử thấy gì cũng muốn mua nhưng mà hắn có tiền mua về cũng không có chỗ trang trí chỉ là những thứ mới mẻ mà thôi ngắm nhìn một cái là được rồi lang quân đã mua đèn lồng là đủ rồi bước chân của hai người đến bên cạnh cầu hình vòm phía trên có trẻ con bắn pháo hoa trên cầu tia lửa bùng bùng chiếu sáng mặt cầu, bọn trẻ vui mừng nhảy nhót lên. Khi còn bé nàng cũng từng chơi trò này, phụ thân đặt nàng lên cổ ông, nàng giơ gậy pháo hoa trong tay lên, nâng lên ngắm nhìn giống như những ngôi sao nhỏ rơi xuống từ bầu trời cao. Bùi An thấy bước chân nàng không theo kịp, nhìn theo ánh mắt nàng, liếc mắt một cái đã đoán được tâm tư của nàng, bị nhốt quá lâu thành ra thứ gì cũng mới mẻ. Công chúa Minh Dương đã đến kiến khang, chắc chắn tối nay sẽ không nhàn rỗi, hẳn là lúc này cũng đang vui chơi trong phố xá sầm uất. Có vô số trạm gác ngầm nhìn chằm chằm, vừa xảy ra chuyện y sẽ biết ngay, sẽ không chậm trễ. Bùi An quay đầu lại gọi một người phía sau tới, đưa một túi bạc cho hắn, nói: "Ta mua hết số pháo hoa kia, tìm một trụ cầu phía trước rồi đốt chúng ngay lập tức." Hình như không có cô nương nào không thích món đồ chơi này, nàng lớn như vậy rồi mà chưa từng chơi, cũng rất đáng thương. "Vâng." chờ pháo hoa trong tay mấy đứa trẻ tắt hết, Vân Nương mới hoàn hồn, vừa xoay người thì thấy Bùi An đứng phía sau nàng năm bước, lặng lặng nhìn y trong ánh đèn mờ mịt lúc tối lúc sáng y trường thân ngọc lập đứng ở đó tư thái cao quý ung dung nhớ tới bình thường y làm mệnh quan lo chuyện lớn hiện giờ cùng nàng đi dạo ở chỗ này ít nhiều gì vân nương cũng có phần băn khoăn hôm nay chàng không có việc gì phải bận sao nàng không chậm trễ hắn đâu không có hai người tiếp tục đi về phía trước hai bên bờ sông có rất nhiều quán trà khách uống trà thao thao bất tuyệt nhìn thấy được chuyện làm ăn rất phát đạt đám người dần dần chật trội bả vai hai người cũng vô thức tựa vào nhau gần như là cánh tay dính cánh tay, nàng nhẹ nhàng nâng làn váy lên, hỏi y, chàng thường đến đi dạo sao? Thỉnh thoảng, Vân Nương không biết nói gì, cũng đúng, chàng rất bận rộn. Đi qua một trụ cầu thứ hai, bỗng nhiên bả vai Bùi An nghiêng sang đẩy nàng sang bên phải, thuận thế nắm lấy tay nàng để kéo nàng lên vòng cầu, đi lên đi. Lòng bàn tay của hắn rất rộng, được hắn rất lấy vài lần, mà lần nào gần như tay Vân Nương cũng được hắn cầm lấy toàn bộ, không thể động đậy, cũng không hiểu sao lại thấy rất yên tâm người trên cầu không nhiều lắm, đa số đều là người qua kẻ lại. Vân Nương nghe Bùi An nói đi tới bên kia, đi được một nửa, bỗng nhiên bên tai nghe được một tiếng vang. Sau đó khóe mắt lóe lên một tia sáng, Vân Nương sửng sốt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng pháo hoa đang nở rộ trên trời cao. Những tia lửa phân tán rồi nhanh chóng rơi xuống giống như một cơn mưa hoa. Pháo hoa, có pháo hoa. Tiếng rộn ràng bên tai hết đợt này tới đợt khác, không chỉ là trên trời cao mà trên mấy trụ cầu phía trước phía sau, hai bên bờ cũng lục tục đốt pháo hoa bông trời vô số nở dưới trăng đám mây năm màu quấn lầu hồng hình phong nói chờ tuyết đầu mùa năm nay rơi hắn nhất định dẫn nàng đi lâm an mua hết tất cả pháo hoa trên đường để bù đắp cho mấy năm tháng buồn giàu của nàng nhưng không cần đợi đến lúc tuyết đầu mùa nàng đã thấy được rồi người bên cạnh cũng không phải hình phong là phu quân của nàng bùi an vân nương đứng ở đó không nhúc nhích rất lâu ngơ ngác ngắm nhìn tia lửa dâng lên phản chiếu hai má nàng bùi an nghiêng đầu ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng gió thổi qua sợi tóc trên tai nàng nàng ngửa đầu pháo hoa không ngừng nở rộ trong đôi mắt nàng nhớ rõ ngày đó ở bến đỏ trong đôi mắt nàng cũng phản chiếu ánh lửa nàng nói với hắn ta không muốn công tử xảy ra chuyện bên tai an tĩnh trong chớp mắt đôi mắt bùi an cũng quên cả chớp lại trong giây phút nàng quay đầu liếc mắt cực nhanh lang quân ta cảm thấy kiến khang thật sự náo nhiệt hơn lâm an tay vân nương còn được y nắm lấy tiếng pháo hoa rất lớn sợ hắn không nghe thấy nên nàng kề sát hắn một chút. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy chợ đêm ở Lâm An nhưng nàng cảm thấy dù náo nhiệt hơn nữa thì cũng chỉ là như thế. Chỗ nào náo nhiệt không sao cả, thấy nàng tiến lên, Bùi An cũng không trốn, đáp một tiếng, ừm, nói tiếp, thích náo nhiệt sao. Ai mà không thích náo nhiệt chứ, ở vùng nông thôn xa xôi, dù là dân chúng hay quan liêu, vì sao mỗi người đều đâm đầu chui vào trong thành. Khoa cử cũng tốt, tìm kế sinh nhai cho mình cũng tốt, không phải là muốn muốn tìm nơi có lợi cho mình sao, có động lực người tài mới có thể đứng lên. Chàng không thích sao, cũng được, đó là bởi vì lang quân quá bận rộn, đợi ngày nào đó rảnh rỗi, sẽ cảm thấy vắng vẻ, nhớ tới nơi náo nhiệt. Vân Nương vô tâm nói một câu, lại vô ý chọc đến điểm đau của hắn. Không sợ làm việc cực khổ, chỉ sợ sau đêm khuya vắng vẻ. Bùi An không đáp lại nàng nữa, bàn tay trong lòng bàn tay vừa mềm vừa mịn, rất theo rất thoải mái, hắn cũng không nỡ thả. Pháo hoa đã bắn xong, Canh giờ cũng không còn sớm, dòng người hai bên bờ cũng thưa thớt đi rõ ràng, Bùi An hỏi nàng, "Còn muốn đi dạo không?" Thật ra nàng cũng không buồn ngủ nhưng đêm đã khuya, ngày mai hắn còn phải bận rộn chính sự, nàng không thể để y đi dạo với mình mãi. Đường trở về rộng rãi hơn rất nhiều, bên cạnh không có ai chen chúc, khoảng cách giữa hai người cũng hở ra một chút nhưng vẫn không buông tay. Vừa mới tới Vân Nương muốn xem náo nhiệt nên phải đi vòng qua đường chính một vòng lớn, còn lúc này đi về không cần phải đi bằng đường cũ chỉ cần đi vào một con hẻm nhỏ thông thẳng đến quán trọ là được tới hẻm nhỏ bùi an hỏi nàng trước đi đường này gần hơn nhưng hơi tối nàng có muốn đi không vân nương quay đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ bên trong không có ai cũng tối hơn bên ngoài nhiều vân nương vừa nghĩ đến nhưng không hiểu vì sao trong lòng có một sự chờ mong khó có thể nói thành lời đáp có đèn lồng hẳn là có thể nhìn thấy được nhận được sự đồng ý của nàng bước chân của hai người chậm rãi rẽ về phía đầu hẻm rất hẹp chỉ dành cho người qua đường xe ngực không vào được có lẽ vì vị trí hẻo lánh nên cửa hàng hai bên đã đóng cửa từ sớm mã kỵ đèn trong tay không ngừng chuyển động ánh sáng mơ màng trải dài trên mảnh đất trước mặt hai người tối tăm mờ mịt bên tai an tĩnh lại chỉ có tiếng bước chân của nhau hai người im lặng không ai nói gì nhưng khoảng cách đang vô thức chậm chậm lại gần nhiệt độ truyền tới từ trong lòng bàn tay càng ngày càng rõ ràng thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu của đối phương đang đập hai người đi càng lúc càng xa trái tim vân nương cũng đập càng lúc càng nhanh dường như trong lòng đã dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không dám khẳng định nó có xảy ra hay không cuối cùng khi cánh tay dính sát nhau vân nương thật sự không chịu nổi nữa mới khẩn trương mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh hôm nay cảm ơn chàng vào ngõ nhỏ là đề nghị của hắn ban đầu vốn không có ý nghĩ gì chỉ vì tiết kiệm một đoạn đường mà thôi nhưng sau khi tiến vào tâm trí bắt đầu không an phận thân thể cũng không kiểm soát được mà muốn tới gần nàng dần dần có phần không thỏa mãn với việc chỉ nắm tay nàng muốn đi xa hơn muốn làm một việc gì khác. nghe nàng đưa tới cửa, hắn không suy nghĩ, giọng nói khàn khàn, trong giọng nói không khỏi mang theo vài sự mập mờ cùng ám chỉ cảm ơn thế nào. nói xong, hắn cảm nhận được bước chân người bên cạnh chậm lại, sau đó thấy nàng nghiêng người, kiễng mũi chân lên về phía hắn, tấm vải gấm trên tay mình bị nàng khẽ nhíu xuống, mà hình như hắn cũng hiểu được ý tứ của nàng, đầu nghiêng về phía nàng theo bản năng, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn, sự run rẩy tê dại thấm ướt dưới tầng da, khuấy động máu của hắn sắc mặt vân nương đã đỏ đến vành tai nàng không chắc chắn liệu hắn có muốn điều này hay không nhưng vào lúc này ngoài nụ hôn này nàng không biết mình nên cho hắn thứ gì cả cánh môi chạm vào mặt hắn hơi lạnh mặt nàng lại nóng như lửa đốt nụ hôn rất nhanh lúc lui về còn nhanh hơn gót chân kiễng lên vừa chạm đất cả người chợt bị kéo trở về bàn tay hắn nắm lấy nàng đã buông ra thay vào đó là ôm eo nàng ép chặt nàng vào ngực mình khi ánh mắt tới gần bóng đêm giống như bao phủ trong mắt hai người một lớp màn màu đen chỉ có thể nhìn nhau một cách mơ hồ nhưng chính phần mơ hồ này cũng là phần mê hoặc nhất bùi cúi đầu nhìn chằm chằm cánh môi nàng rồi chậm rãi tìm tới tiếng hô hấp dồn dập quấn lấy nhau đèn lồng trong tay nàng sắp không cầm nổi khoảnh khắc cánh môi bị hắn ngậm lấy cảm giác trống rỗng quen thuộc lại đánh úp vào đầu óc nàng nhắm mắt nằm trong lòng hắn cảm nhận hơi thở của hắn xâm nhập vào chóp mũi của mình chiếm lấy môi và răng của nàng không ngừng trằn trọc ai cũng biết rõ lẫn nhau không uống rượu ai cũng rõ ràng lẫn nhau không say nhưng lúc này hai người lại đồng loạt chìm đắm vào trong bóng đêm trước mặt hỗn loạn không muốn tỉnh lại cánh môi cắn rồi nhả ra vài lần hắn vươn lưỡi cậy mở hàm răng của nàng thọc vào chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng luồn vào trong dính một khoang ẩm ướt thân thể vân nương tê dại hô hấp cực nóng mặt đỏ tai hồng bùi an cuốn chiếc lưỡi nàng không buông nàng sắp không thở nổi không chịu nổi sức lực hắn bước chân liên tục lui về phía sau mà y thì theo sát đặt nàng lên một cột trụ trước cửa hàng phía sau. Nàng cẩn thận bảo vệ đèn lồng trong tay, sợ làm rớt hỏng. Đây là chiếc đèn lồng đầu tiên nàng nhận được. Nàng không muốn làm hư nó, nhưng mà lúc tay hắn tham lòng thò vào eo nàng, chiếc đèn lồng trong tay vẫn rơi xuống mặt đất. Ánh lửa bùng cháy trong thoáng chốc, nàng mở mắt ra nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc đang hôn lấy mình, khuôn mặt nhuốm ánh đỏ rực, vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Đây là phu quân của nàng, là người đầu tiên tặng đèn lồng cho nàng, là người đầu tiên đưa nàng đi xem pháo hoa. Vân Nương nhắm mắt lại, thử đáp lại, một lát sau nàng cảm nhận được tay y không đúng, đôi mắt Vân Nương giật giật, hoảng sợ bắt lấy cổ tay hắn, lang quân. Dù sao đây cũng không phải là nơi để làm việc, Bùi An cũng đúng lúc tỉnh lại, chậm rãi buông nàng ra. Thay nàng sửa sang lại vạt áo, lui ra phía sau một bước nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của nàng, khàn giọng nói, trở về nhé. Hơi thở Vân Nương lộn xộn, gật đầu, ừm. Đèn lông đã bị thiêu dụi, đường trở về chỉ có thể đi trong tối, như có ánh sáng sau lưng chiếu tới mới miễn cưỡng nhìn rõ mặt đất hai người ai cũng không nói gì nữa trong thân thể đều căng thẳng vì xúc động y đi trước kéo tay nàng càng đi càng nhanh nàng đuổi theo y gần như chạy đến quán trọ dưới lầu đã không còn ai nữa hai người đi lên lầu bước chân vội vội vàng vàng đồng nghĩa nghe được thấy tiếng động thấy cuối cùng hai chủ tử cũng về nên vội vàng tiến lên chủ tử phu nhân đi xuống đồng nghĩa sửng sốt còn chưa hiểu mô tê gì thì thấy bùi an đã mang vân nương bước qua ngưỡng cửa xoay người khép cửa lại ngay khi cửa đóng lại chỉ còn lại tiếng tim đập của nhau bùi an quay đầu nhìn vân nương cảm xúc trong đôi mắt sâu thảm lộ ra không hề che giấu vân nương cũng nhìn hắn khi bị hắn kéo nhanh đi trên đường nàng con thở hổn hển vết đỏ ửng trên mặt cũng chưa từng phai nhạt đôi mắt chứa ánh xương đôi môi đỏ mọng như son bùi an chậm rãi đi về phía trước hai bước tới gần nàng chặn ở trước mặt nàng cổ họng nuốt một cái thấp giọng hỏi nàng muốn không đương nhiên vân nương biết hắn đang nói gì hơi nóng nóng bỏng xông lên đầu óc làm sao nàng còn dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa chỉ dám rũ mắt xuống còn chưa trả lời cả người đã được hắn ôm lấy cánh môi lại bị ức hiếp lại chui vào răng nàng một lần nữa đồng thời tay kia túm lấy một bên váy dài của nàng cuối cùng cũng không có bất cứ bận tâm gì nữa vén lên cao ngày hôm sau thanh ngọc vào quán trọ đến phòng vân nương ngủ nghỉ vừa đẩy cửa ra thanh ngọc đã nhìn thấy đống lộn xộn trong phòng thoáng cái hiểu được đêm qua đã xảy ra chuyện gì thanh ngọc nhặt quần áo rơi trên mặt đất lại lấy nước rửa sạch dấu vết lưu lại trên bàn dọn dẹp xong xuôi vân nương mới tỉnh thanh ngọc đứng ở bên giường nhìn chằm chằm phần cổ lộ ra dưới mái tóc đen của nàng đôi mắt ngây dại ngay tức khắc thở dài nói chủ tử đúng là cô ra bản lĩnh tốt với sức lực này hẳn là nên may mắn vì có chủ tử đi theo nếu không suốt cả đường nghẹn chết mất trên mặt vân nương đỏ ửng giọng nói có phần khàn khàn giờ nào rồi cuối giờ tị rồi thanh ngọc nói xong quay đầu lại chỉ một ngọn đèn lồng đặt trên bàn, đồng nghĩa đặt ở trước cửa, nói là cô ra mua cho chủ tử. là đêm qua nàng làm hỏng mã kỵ đèn, nhớ tới tình cảnh đêm qua, dù là mùa hè nhưng Vân Nương vẫn dùng mình. cô ra dẫn công chúa tới chính phòng viện rồi. Thanh Ngọc nói xong, nhỏ giọng nói, hôm nay trước khi Nô Tì đi ra, thấy được người Bắc Quốc đến đón dâu. khung cảnh kia chủ tử không nhìn thấy đâu, suýt nữa cửa bị phá luôn rồi, muốn công chúa lập tức đi ra đi cùng bọn họ. bọn hạ nhân đón dâu đã như thế càng đừng nói là cuộc sống sau này. Phu quân của mình là gian thần trong miệng mọi người, không ít người hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Ở trên triều đình chỉ có một thân một mình thành thử Vân Nương cũng âm thầm lưu ý một ít thế cục trong Nam Quốc hiện nay. Vì dẹp yên chiến tranh, mấy năm nay Hoàng thượng một mực cống nạp cho Bắc Quốc, cho dù là công chúa con vợ cả gả qua, địa vị cũng không cao đến đâu. Nhưng nàng không ngờ mấy người Bắc Quốc đón dâu lại kiêu ngạo như thế, nơi này vẫn là kiến khang, chỉ cách thiên tử ba ngày đi đường lại nhớ tới những khách uống trà đêm qua công khai nghị luận triều đình vân nương luôn cảm thấy nam quốc nhìn như thái bình thật ra đã vỡ nát từ sớm nơi thái bình thật sự chỉ sợ chỉ có mỗi lâm an dưới chân thiên tử tính tình công chúa cao ngạo không biết có chịu được cục tức này không nếu là người không gả lần này bùi an có thể tiếp tục đi về phía trước hay không nàng còn có thể đến quả châu thăm mộ ông ngoại không vân nương nghĩ đến mức xuất thần nàng ngồi dậy xuống giường vừa đứng lên hai chân mềm nhũn run rẩy suýt nữa không đứng được Chủ tử, có thể xuống giường không? Nếu cảm thấy quá sức thì về nằm một lát đi. Cô ra có truyền lời tới nói hôm nay không có việc gì. Để cho chủ tử nghỉ ngơi thật tốt. Sau buổi trưa cô ra sẽ về đón chủ tử tới quán trà dùng cơm. Vân Nương, đêm qua ngắm nhìn màn pháo hoa rực rỡ cũng làm rối loạn tâm trí. Thanh thử hứng khởi trong chốc lát theo hắn phóng túng một phen. Ai biết tinh lực của Bùi An tràn đầy, lăn lộn gần hai canh giờ, hiện giờ toàn thân nàng vẫn còn đau nhức, nhất, nhất là một đôi chân được hắn nâng lên, tạo đủ kiểu dáng chưa từng được đặt xuống. Ban đêm không cảm thấy gì, còn hôm nay sáng ngời, nàng lại nhớ lại những hình ảnh đáng xấu hổ của hôm qua, Vân Nương chợt cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nữa. Bùi An đúng là đồ không biết xấu hổ. Vân Nương không để Thanh Ngọc hầu hạ, nhìn chăm chằm một khuôn mặt đỏ rồi đi tới tịnh phòng, ngâm trong thùng tắm nửa canh giờ, trong ngoài đều rửa sạch mới đi ra ngoài. Sau khi ngâm xong trên người thoải mái hơn rất nhiều. Quán trọ nằm ở nơi phố xá sầm uất, tiếng náo nhiệt truyền vào hậu viện, Vân Nương cũng nghe thấy, rất muốn đi ra ngoài nhưng Bùi An không có ở đây, sợ gây phiền phức cho hắn nên ngoan ngoãn ở trong phòng. Năm đó nàng bị nhốt 5 năm không ra khỏi cửa, Thanh Ngọc cũng như vậy, nhớ tới ngọn đèn lồng nàng ấy vừa mới mang tới. Vân Nương chắc chắn Thanh Ngọc chưa từng thấy cho nên nàng vội vàng bảo nàng ấy cầm lấy, đóng cửa sổ lại rồi thắp bấc đèn bên trong. Vẫn có ánh sáng, nhưng không thấy đặc sắc lắm. Vì tái hiện bầu không khí ban đêm, Vân Nương bảo Thanh Ngọc tìm một miếng vải, chủ tớ hai người chui vào, cuối cùng đèn lồng cũng tỏa ánh sáng mờ nhạt bốn mặt chậm rãi chuyển động vẻ mặt vân nương đắc ý quay đầu khoe khoang với thanh ngọc thế nào có phải rất thần kỳ hay không đúng là rất thần kỳ thanh ngọc gật đầu như có điều suy nghĩ cho nên đêm qua cô ra đã dùng một ngọn đèn lồng như vậy suýt nữa làm cho chủ tử không xuống được giường tiền đồ sắn lạn quá vân nương nàng cảm thấy nha đầu này càng ngày càng không chi kỷ đúng là bị nàng chiều hư rồi nói chuyện hoàn toàn không để ý chủ tử mình có ngượng ngùng hay không có thể bị ngượng ngùng chết hay không? Buổi trưa, Bùi An không trở về, trước dẫn Minh Dương đến quán trà, sau bảo Đồng Nghĩa tới đón người. Đêm qua Vân Nương đã ngắm nhìn quán trà hai bên bờ, biết rất náo nhiệt. Hôm nay theo Đồng Nghĩa đi vào, dòng người đập vào mặt cũng không khác gì quán trà ở Lâm An. Không giống nhau nhất chính là có một vài người ngoại bang ăn mặc kỳ dị. Bùi An, Minh Dương và đoàn người ở lầu 2, Đồng Nghĩa dẫn nàng đi ngang qua, ánh mắt của không ít người phía dưới đều rơi vào trên người nàng. Ôi, đây là cô nương nhà ai vậy? dáng vẻ y chang thiên tiên. Người nọ vừa nói xong, một người bên cạnh vội vàng túm tay áo hắn một chút, hạ thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa à? Không nhìn người phía trước nàng là ai à? Là gã sai và thân tín bên người bùi đại nhân đấy, coi chừng họa từ miệng mà ra. Người nọ vừa nghe, sắc mặt biến đổi rồi vội vàng che miệng, lại không nhịn nổi ghé tai thảo luận. Ta đã nghe nói bùi đại nhân cưới đệ nhất mỹ nhân Lâm An từ lâu, không nghĩ tới đúng là như vậy. Đừng nói là Lâm An, dáng vẻ này mà đặt ở kiến khang chúng ta cũng là số một số hai chỉ mong kiếp sau làm người như bùi đại nhân thôi thang quan phát tài cưới mỹ nhân mọi thứ đều rơi xuống hai người ngoại bang ngồi bàn bên trên nghe không hiểu gì mà đại nhân với nhân không đại ánh mắt làm càn rơi vào trên người vân nương lầu hai là chỗ ngồi riêng giữa mỗi chỗ ngồi được ngăn cách bởi một tấm bình phong không có vách tường ngăn cách lúc đến ăn thì gần như cả tầng đều kín chỗ lúc vân nương đến đây người nên tới đã tới cả rồi vẫn là mấy người trên xe ngựa ngày hôm qua, không thiếu một ai. Thấy Vân Nương tiến vào, Minh Dương nở nụ cười với nàng một chút, không cần hành lễ. Vân Nương ngồi xuống vẫn khẽ chào. Chỗ ngồi của mấy người cũng giống như trên xe ngựa, Bùi An ngồi một mình một bên, Vân Nương đi qua ngồi bên cạnh hắn. Sau khi ngồi xuống, Bùi An cũng không nhìn nàng, chỉ đẩy một chén trà trong tay đến cho nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dương và tiếp tục đề tài lúc trước, chậm nhất là ngày mai, điện hạ nhất định phải đi. Minh Dương nhíu mày một chút, nhưng kiến khang này lớn như vậy sao bổn cung đi dạo hết được chắc là trong lòng biện hạ rõ ràng sớm một ngày hay muộn một ngày đều giống nhau kéo dài lâu chỉ thêm cành mẹ đẻ cành con minh dương không nói lời nào bỗng nhiên nhìn về phía vân nương tò mò cười rồi hỏi bùi phu nhân chẳng lẽ ngày thường bùi đại nhân cũng không có tình người như vậy à vân nương nàng vừa mới ngồi xuống thôi mà vân nương quay đầu nhìn về phía bùi an theo bản năng mà bùi an cũng quay đầu lại ánh mắt hai người đối diện nhau đồng thời nhớ lại tất cả chuyện xảy ra đêm hôm qua hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi sau đó ăn ý liếc mắt sang chỗ khác vân nương không biết nên trả lời như thế nào chắc chắn mặt nàng đã đỏ rồi bất chấp khen một câu chàng rất tốt rất tốt chứ không phải không có tình người nếu bùi an thật sự không có tình người hôm qua sẽ không đưa nàng ta một mình rời khỏi đội ngũ mà đã giao cho người bắc quốc từ sớm rồi hiện giờ không cho nàng ta ở lại lâu chắc chắn là người bắc quốc thúc giục gấp gáp đúng là nàng ta rất đáng thương nhưng bùi an thì sao hắn cũng chỉ là một người bán mạng cho hoàng thượng nhận bổng lộc người quyết định không phải là hắn minh dương không nghĩ tới nàng sẽ khen chồng ở trước mặt mọi người ngày đó trên sân bóng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cuối cùng cảm thấy lời đồn cũng có phần đáng tin đúng là rất đẹp cũng hiểu được vì sao hình phong trung thủy một lòng với nàng mỹ nhân có người đàn ông nào không yêu còn hôm nay phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa rồi minh dương không nàng nữa cười nói biết Bùi đại nhân rất tốt. Vừa dứt lời, có mấy người phía dưới đi lên, vừa lên lầu đã ồn ào ra miệng, "Mau lên rượu, lấy bình đến đến đây, cái nơi rách dưới gì vậy, uống rượu còn dùng chén, khó trách đều là một lũ hèn nhát." "Là người Bắc Quốc." Mấy người nghe ra cũng không nói gì nữa, lúc này có người Bắc Quốc tới đây thì có thể là thân phận gì nữa. Tiểu nhị dẫn người Bắc Quốc đến chỗ ngồi, mời khách quan chờ một chút, rượu sẽ đến ngay, "Uống rượu này phải dùng chén là phong tục của Nam quốc ta, người đọc sách gọi đây là nhã hứng." thích nếm mùi vị cho má miệng lưỡi văn vẻ đầy những lời lẽ sáo rỗng vai không gánh được tay không cầm nổi gì mà thích nếm mùi vị e là bình rượu cũng không nâng nổi vừa dứt lời mấy người bắc quốc đi phía sau cười phá lên vẻ mặt trào phúng dân ngoại lai chạy đến địa bàn của mình vũ nhục mình không mấy ai thoải mái cho được vừa rồi chỗ ngồi riêng còn náo nhiệt chớp mắt một cái đã lặng ngắt như tờ không ai nói nữa vẻ mặt bùi an vẫn bình tĩnh như trước Mặc dù sắc mặt Minh Dương không đẹp bằng vừa rồi nhưng vẫn bình tĩnh lại. Sắc mặt hình phong không hiện ra nhưng lại cắn chặt răng. Chỉ có triệu viêm đối diện, trong mắt toát lên sự tức giận, đứng dậy một cái đùng. Ngồi xuống, Minh Dương túm lấy ống tay áo hắn, nhưng không kéo nổi. Triệu viêm lao ra khỏi chỗ ngồi riêng, đứng ở hành lang, đối mặt với bóng lưng mấy người Bắc Quốc. Vẻ mặt tức giận, trách mắng, lời này sai rồi. Mấy người Bắc Quốc dừng bước, quay đầu lại, vẻ trao phúng trên mặt còn chưa nhạt cộng thêm một chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Triệu Viêm nắm chặt tay, lớn tiếng nói, các hạ nói lời này sai rồi, uống chén rượu một là vì nhã hứng, hai là kiếm chế bản thân, nhắc nhở chính mình không được tham chén mất phong độ. Mà các hạ nói trực tiếp nâng bình uống rượu, đúng là người Nam Quốc ta chưa từng có, Nam Quốc lấy nho học làm đạo, coi hành động này là của mãng phu thô tục. Người Bắc Quốc đi đầu sừng sốt một chút rồi cười nói, cuối cùng cũng có một kẻ không hèn nhát. Nhưng mà đáng tiếc thôi, vô dụng, người Bắc Quốc kia đi tới trước mặt hắn, cười một tiếng rồi kề sát vào lỗ tai hắn, nói: "Ngươi không nghe nói công chúa các ngươi sắp gả đến Bắc quốc chúng ta sao? Nam quốc đã chú trọng nghi lễ phép tắc như vậy, chắc vị công chúa của các ngươi cũng không tầm thường, nhưng mà thế thì có ích lợi gì? Còn không phải tương lai sẽ leo lên giường hoàng tử chúng ta, lô sạch mình hầu hạ ngài ấy sao?" Triệu Viêm tức giận đến mặt đỏ tai hồng, cắn răng nói: "Nam quốc chủ trương dĩ hòa vi quý, trọng lễ trọng nghĩa, mong các hạ tôn kính công chúa một chút. Chưa nói không tôn kính nha?" ta toàn nói sự thật, chẳng qua ngôn ngữ thô tục, không học được cái thứ văn vẻ của lũ văn nhân các người. Ngươi không thích nghe thì bịt lỗ tai đi, học theo tục ngữ xưa của ngươi đi, để ta nhớ lại, đúng, là bịt tai trộm chuông là được rồi. Ha ha ha, mấy người lại cười điên cuồng. Ngươi, triệu viêm không thể nhịn được nữa, một phen túm lấy vạt áo đối phương. Như thế nào, muốn đánh nhau, tên nhóc miệng còn hôi sữa này, đợi lát nữa đừng nhìn thấy đau của ông đây mà dọa tè ra quần ấy. Người Bắc Quốc nói xong, thoáng cái rút cây đao bên hông ra lắc đến trước mắt triệu viêm kiêu ngạo nói thanh đao này của ông đây uống không ít máu của tướng sĩ nam quốc các ngươi rồi người thấy cảnh cắt bí ngô chưa chính là vậy đó từng nhát từng nhát còn chưa dứt lời bỗng nhiên có một chiếc đũa lao thẳng đến người bắc quốc biến sắc không kịp né tránh lấy cánh tay chặn lại cả cánh tay bị đụng chúng tê dần vương kinh đã không nhịn nổi từ sớm một cước đá văng bình phong trước mặt rồi đứng ở đó chừng mắt nhìn về phía người bắc quốc đó là bởi vì ngươi không gặp được lão tử hôn quân mắt mù nếu năm đó hắn chi viện thêm quân lính không hạ lệnh tướng quân lui lại thì cũng không đến mức để cho người ta chèn ép vào đến biên giới người bắc quốc kia che cánh tay lại trên mặt không còn vẻ đùa giỡn nữa ngươi là ai khóe miệng vương kinh dương lên người vô danh không sợ chết là người nam quốc muốn lấy mạng chó của ngươi hôm nay thay khi thế hắn bất phàm cuối cùng trên mặt người bắc quốc cũng có phòng bị nhưng cũng chỉ một lát sau đã bình tĩnh trở lại chuyển ra khỏi sau lưng bắc quốc nói như vậy Nam quốc các ngươi không muốn hòa thân mà muốn khai chiến. Đã như thế ta nhất định sẽ bẩm báo quốc quân, có khi chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Sắc mặt vương kinh trầm xuống, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh trở lại Bắc quốc hay không. Lão già hoàng đế đó sợ các ngươi chứ đám dân chúng mang giày rơm như chúng ta không sợ các ngươi đâu. Lầu một đều là người Nam quốc ngồi, đã không chịu nổi nỗi nhục nhã này từ sớm, thấy có người dẫn đầu, mọi người lục tục không ngừng bước ra khỏi chỗ ngồi riêng, vây quanh lũ người Bắc quốc. Thấy tình thế không đúng, tiểu nhị vừa rồi mới dẫn người bắc quốc lên vội vàng chạy xuống lầu đóng cửa quán trọ lại có lẽ người bắc quốc cũng không ngờ hôm nay lại gặp phải mấy người nam quốc không sợ chết hắn nói không sai hoàng đế sợ bọn họ chứ những người này không hề sợ một khi không muốn mạng dù chân trần không sợ mang giày muốn giết mấy người bắc của hắn cũng dễ như trở bàn tay người bắc quốc hoàn toàn hoảng hốt cũng không dám hé răng nữa không khí đang khẩn trương thì bùi an đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi riêng gọi một người bắc ở phía trước a điệt tướng quân ngực người bắc quốc kia đã có một tầng mồ hôi mỏng nghe tiếng quay đầu lại bùi an cũng báo danh tại hạ bùi an phụng mệnh hộ tống công chúa không đón tiếp từ xa a điệt minh đã đến từ ngày hôm trước đợi suốt một ngày biết được đội ngũ hòa thân đến kiến khang lập tức tìm tới cửa lại bị những người đó nói công chúa còn chưa tới vốn dĩ chuyến đón dâu này là đại tài tiểu dụng với a điệt minh hắn cứ như vậy tâm tình hắn càng tệ hơn đi chỗ nào cũng lên tiếng châm chọc chút giận lên người nam quốc lúc này nghe được là mệnh quan triều đình hộ tống công chúa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm ngữ khí lại càng phẫn nộ hơn chất vấn đây chính là đạo đãi khách của quân vương các người bùi an cười nói với mọi người hiểu lầm thôi mọi người giải tán đi nhưng mà không ai nghe lời hắn vương kinh đứng ở đó giống như một cọc gỗ không nhúc nhích những người khác cũng không nhúc nhích làm tướng quân chê cười rồi hình như bùi an cũng cảm thấy có phần mất mặt đôi mắt chợt lóe tránh đi ánh mắt của hắn sắc mặt người bắc quốc lại thay đổi rất muốn phỉ nhổ một tiếng tên hoàng đế này thật là mẹ nó hèn nhát thấy mệnh quan triều đình không đáng tin cậy a điệt minh lại bắt đầu khủng hoảng mồ hôi trên trán đều toát ra khẩn trương nuốt ít hầu một chút lại thấy bùi an rút loan đao bên hông ra ném về phía bên này mũi đao vững vàng dừng vị trí cách mũi chân vương kinh một tấc lúc này bùi an mới lạnh lùng nói không muốn sống nữa đúng không lui ra người vi phạm lệnh giết cửu tộc dù là giọng nói hay sắc mặt cũng hoàn toàn khác với vừa rồi, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt âm trầm. Bùi An ở Kiến Khang 2 năm đã có thanh danh xuất hiện từ sớm, gian thần, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần là người phạm tội, dùng một bộ cực hình, không sợ chết chỉ sợ còn sống. Nhóm người phía sau dần dần bỏ cuộc, Vương Kinh chống lại ánh mắt Bùi An, cắn răng tránh ra, hắn nhường, sau đó ai nấy đều lục tục lui ra. Bùi An đi qua, rút đao của mình trên mặt đất, trước để lại bên hông, sau lại đứng dậy cười với a điệt minh là một số kẻ liều mạng cực kỳ khó bảo làm cho tướng quân kinh hãi rồi đúng là a điệt minh kinh hãi không nhỏ nhặt về một cái mạng ngược lại có vài phần kính sợ đối với bùi an nếu không phải có kẻ này có lẽ hôm nay hắn đã chôn xác nơi đất khách rồi trên mặt a điệt minh đã mất vẻ ngạo mạn vừa rồi chắp tay chính thức chào hỏi bùi đại nhân tướng quân bùi an đáp lễ công chúa đã đến tướng quân dự định khi nào đi ta sẽ chuẩn bị trước trải qua việc này A Điệt Minh cũng không muốn ở lại Nam Quốc một khắc nào, nhưng nhớ phần tình được Bùi An giải vây, cho thông thả nửa ngày, vậy sáng sớm ngày mai xuất phát. Mong Bùi Đại Nhân giao công chúa đúng giờ, quán trọ náo loạn một hồi như vậy, ai cũng không còn tâm trạng ở lại dùng cơm, trở về phòng từ sớm. Đoàn người lên gác mái, đến trước cửa, Bùi An đang muốn theo Vân Nương vào cửa, bỗng nhiên Minh Dương phía trước quay đầu lại, nhìn về phía Bùi An, Bùi Đại Nhân, có thể nói chuyện một lát không? Chân Bùi An xoay chuyển, đi theo minh dương đến dưới một gốc liễu trong sân dưới quán trọ mặt trời đã nghiêng minh dương đứng dưới ánh mặt trời bùi an đứng trong bóng tối hỏi nàng ấy điện hạ có gì phân phó minh dương cười tự diễu nói bổn cung cũng chỉ có thể phân phó bùi đại nhân trong ngày hôm nay thôi bùi an không nói gì hòa thân đã là kết cục đã định ai cũng không thể thay đổi có lẽ trong lòng nàng ấy rõ ràng nhất bùi đại nhân bổn cung có một chuyện cầu xin minh dương xoay người đứng giữa ánh mặt trời nhìn về phía gương mặt bùi an chìm vào trong bóng tối bỗng nhiên đôi mắt sâu hơn nếu có ngày nào đó ngươi phản thiên hạ này có thể cho phép ta trở về cố hương hay không bên tai yên tĩnh ngay tức khắc bùi an ngẩn người cười ánh mắt đậm như mực tội này của điện hạ thật sự oan uổng thần yên tâm bổn cung cũng giống như bùi đại nhân hận không thể quấy nhiễu thiên hạ này minh dương ngẩng đầu nhìn ánh sáng khúc xạ trên người nàng đôi mắt đỏ bừng nuốt nuốt cổ họng tắt nghẹn cắn răng nói ánh mắt trời này đúng là quá đẹp đẹp đến mức khiến bổn cung ghen tị bùi an bất ngờ nhìn nàng ấy gần đây bổn cung thường nghĩ nếu lúc trước không để bổn cung nhìn thấy chuyện xảy ra cứ để bổn cung chết trong trận chiến đó bổn cung sẽ không oán hận chút nào nhưng bây giờ lại để bổn cung tận hưởng mọi thứ biết tất cả cuộc sống xinh đẹp này rồi đột nhiên đẩy bổn cung đi bắt bổn cung phải một mình gánh vác vận mệnh nát bét của đất nước này bổn cung không cam lòng điện hạ hy sinh vì quốc gia chia sẻ lo lắng của bệ hạ là anh hùng của nam quốc ta minh dương quay đầu lại nhìn bùi an hốc mắt có phần đỏ lên bùi đại nhân cũng cho là như vậy sao sau khi nghe được dân chúng nam quốc nói sau khi nhìn thấy được người bắc quốc kiêu ngạo bùi đại nhân còn cảm thấy bổn cung gả đi bắc quốc là hành động anh hùng sao bổn cung không tin bổn cung không tin bùi đại nhân không thấy bổn cung có gả qua bắc quốc hay không thì sớm muộn gì nam quốc này cũng đại loạn minh dương có phần kích động mà chăm chú nhìn bùi an bùi an không trả lời nàng ấy một lúc sau mới hừ nhẹ một tiếng, loạn hay không, cũng chả liên quan tới ta. Minh Dương sừng sốt, nhưng chậm rãi bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ngươi không muốn biết mẫu thân và cô cô của ngươi chết như thế nào sao. Bổn cung có thể nói cho ngươi biết nhưng điều kiện là, sau này một ngày nào đó, ngươi phải đón bổn cung về quê cũ. Ánh mắt bùi an cuồn cuộn một hồi rồi chậm rãi nói, vậy chỉ sợ điện hạ phải hy vọng ủng phí rồi, ngươi không thể trở về lâm an. Người họ triệu, bất kể là ai, đến từ đâu thì phải về nơi đó, phải cút ra khỏi Lâm An. Năm đó Triệu Đào mang theo tàn binh người bệnh chạy ra khỏi phủ ứng thiên, nếu không phải phụ thân đến tiếp ứng, hiện giờ chỉ sợ đã thành một đống xương trắng từ sớm, lấy đâu ra ngôi vị hoàng đế. Phụ thân sợ thiên hạ đại loạn, hai tay ông dâng thành Lâm An mà ông hao hết tâm huyết thành lập nên, để cho ông ta vững vàng ngồi ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng thiên hạ này cũng như phụ thân mong muốn, quả thật là không loạn nữa, nhưng bùi ra hắn cũng chẳng còn gì. Năm mạng người sống sờ sờ, bởi vì dẫn sói vào nhà mà bị chôn sống. Cho đến hôm nay, hắn vẫn còn nhớ rõ tư thế oai hùng huyên ngang của phụ thân cưỡi trên lưng ngựa, sự dịu dàng của mẫu thân, sự tinh quái của cô cô, tiếng cười sảng khoái của hai vị thúc thúc. Hiện giờ cả bùi gia chỉ còn lại hắn và tổ mẫu, cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau. Ai đáng chết? Người bùi gia hắn đáng chết." Nực cười, thiên hạ đại loạn như thế nào, hắn không quản được, thắng làm vua thua làm giặc. Kẻ mạnh thì sống sót, hắn nhất định phải đòi lại về phần là nguyên nhân gì hắn cũng không trông cậy con cái triệu gia kia biết được muốn nói thì nói không thì chính gia sẽ điều tra không ai nói chuyện hai người đều im lặng khoảnh khắc yên tĩnh này cũng làm cho minh dương hoàn toàn tỉnh táo lại nàng ấy đang ở cùng đường bí lối mới vội vàng cầu xin hắn hoàn toàn không có bất kỳ tư cách nào để đàm phán điều kiện với hắn hắn cũng chẳng hề sợ nàng ấy tiết lộ bí mật cho dù hôm nay hắn muốn mạng của nàng ấy thì chắc chắn có thể nghĩ cách trở về báo cáo kết quả đợt thi cử năm đó hắn đạt được vị trí trạng nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy bùi an nàng ấy nhìn ra sự bất phàm che giấu dưới ánh mắt hắn lại thêm một phụ hoàng đam mê chơi đùa cho rằng thay vì giết sạch bùi ra thì cứ để lại một mẩu cướp chuột hủy hoại hết mà thanh danh bùi ra tích góp ở lâm an làm vậy mới đã nghiện có ngờ đã bị người ta tương kế tự kế từ lâu leo lên từng bước một hoàng thượng không nghĩ cách xây dựng bảo vệ đất nước mà đam mê bày mưu tính kế với thần tử thì ông ta có thể làm gì được ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ ông ta thật sự nên đi xuống ngôi vị hoàng đế đi ra khỏi đó và chắp tay nhường lại lâm an cho người khác nhìn xem giang sơn mà ông ta khổ công gây dựng có yên bình tốt đẹp như ông ta nghĩ không nhưng nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng chuyến đi bắc quốc này nàng ấy bắt buộc phải đi minh dương tỉnh táo lại cũng không cưỡng cầu nữa trước khi đi nàng ấy cũng không ngại nói rõ lập trường của mình với y lâm an là của bùi gia các ngươi bổn cung biết nhưng hôm nay bổn cung cũng muốn nói cho bùi đại nhân biết cho dù bổn cung chết cũng phải chết trên đất nam quốc nếu bùi đại nhân không muốn tiếp nhận vậy thì bổn cung cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Xong rồi, nàng ấy lại hỏi hắn, bùi đại nhân chỉ muốn mỗi lâm an thôi sao? Nghe nói vậy, bùi an nâng mắt lên, ánh mặt trời đang chiếu lên người nàng ấy, vẻ mặt hoảng loạn hồi nãy đã không còn, chỉ còn một ánh mắt chấn định kiên quyết. So với triệu đào thì là một kẻ cứng đầu lắm, nhưng sắc mặt y vẫn không hề dao động, hờ hững nói, thần chúc điện hạ, một đường thuận lợi, sáng sớm hôm sau. Bùi An cùng đội ngũ hòa thân đưa Minh Dương ra khỏi cửa thành, Vân Nương cũng đi, Hình Phong đứng ở phía sau cùng, vừa nhìn sắc mặt là biết bị bức bách mà đến, trong đoàn người chỉ không thấy mỗi Triệu Viêm. Minh Dương cũng không hỏi, muốn đi tiễn hay không không sao cả, dù sao cũng phải nàng ấy cũng phải đi. Đội nên đón Bắc Quốc đã chỉnh đốn chờ xuất phát từ sớm, đang ở phía trước chờ nàng ấy, ngày hôm qua điều nàng ấy nên nói đều nói với Bùi An rồi, không có gì để nói với y. Sau khi xoay người ngược lại nhìn thoáng qua Vân Nương bên cạnh hắn, dù sao cũng phải đi nàng ấy cũng không ngại gây sóng gió đâu nói thẳng tam tiểu thư gả cho bùi đại nhân tốt hơn là gả cho hình đại nhân hình phong người này quá sạch sẽ cứng đầu cứng cổ rất dễ chịu thiệt nếu vân nương đi theo hắn chưa chắc tương lai sẽ có được sự an toàn như ở bên cạnh bùi an giọng nói của nàng ấy rất nhỏ hình phong phía sau cũng có thể nghe thấy vân nương và công chúa không có giao tình gì hôm nay nàng ấy sẽ rời khỏi nam quốc nàng thân là phu nhân của đại thần nam quốc theo lý phải đến tiễn nàng ấy một đoạn đường, không ngờ nàng ấy lại nói một câu như vậy, bảo nàng trả lời làm sao đây. Đang sừng sốt thì Minh Dương ngẩng đầu lên, nói với hình phong phía sau, hình đại nhân, nói chuyện một lát. Hình phong cách mấy người chừng 10 bước, chỉ có một mình hắn đứng đó, dừng vài hơi thở mới nâng bước chân lên, sắc mặt không kiên nhẫn đi theo nàng ấy sang một bên. Mặt trời buổi sáng không mạnh, vẫn có gió nhẹ. Công chúa đứng trước mặt hắn, sau khi nhìn một cái thì lấy một cuốn thánh chỉ vàng óng trong tay áo cho hắn, cầm đi. Hình Phong ngước mắt lên, không trả lời, trong mắt mang theo sự đề phòng rõ rệt. Mi Dương cười, bổn cung có đáng sợ như vậy sao, ta sắp phải đi rồi, có gì có thể tính kế ngài nữa. Nói xong, nhét thánh chỉ vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói, ngài tự do rồi. Mặc dù nàng ấy không thể kiểm soát cuộc sống của mình nhưng vẫn có thể trả lại cho Hình Phong một phần tự do. Thánh chỉ này là bổn cung cầu xin phụ hoàng đặc xá tội của ngài, sau khi trở về ngài có thể khôi phục chức vị. Mi Dương nhìn vẻ bất ngờ trên mặt hắn, nhẹ nhàng cười chỉ tiếc bổn cung không trả tam cô nương được ngài vẫn nên quên đi đi người ta rất hạnh phúc nói xong nàng ấy không nhìn y nữa xoay người chỉ để lại một câu sống cho tốt bổn cung phải đi rồi hình phong chậm rãi ngẩng đầu lên bước chân minh dương không còn do dự gì nữa sải bước về phía đội ngũ đón dâu của bắc quốc thần gió bao lấy quần áo trên người nàng ấy bóng lưng lộ ra vài phần cao ngạo lúc triệu viêm chạy tới chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của nàng ấy nên vội vàng lao ra vài bước phất tay gọi nàng ấy, A à Tỷ. Minh Dương nghe tiếng gọi quay đầu lại. Vẻ mặt triệu viêm kích động chỉ về đám dân chúng phía sau hắn, cao giọng nói với nàng ấy, A à Tỷ, Tỷ xem, dân chúng đều đến tiễn Tỷ. Triệu viêm nhận lấy một chiếc giỏ trúc trong tay vị phụ nhân bên cạnh, chạy tới đứng trước mặt nàng ấy, thở hồn hển nói, A à Tỷ, chúng ta đều là người nhà mẹ đẻ của Tỷ, Tỷ nhất định sẽ trở về. Minh Dương cúi đầu nhìn giỏ trúc kia, đã có phần cũ kỹ rồi, bên trong chứa đầy đủ các loại bùa bình an. Minh Dương nhìn về phía trước cửa thành, đều là một ít dân chúng thuần phác, còn có không ít phụ nữ và trẻ em, làm sao hiểu được mưu kế của kẻ bề trên. Chỉ Thuần Túy coi nàng ấy trở thành anh hùng bảo vệ đất nước, đến đưa tiễn, thật lòng hy vọng nàng ấy có thể bình an. Bỗng nhiên tim Minh Dương đập thình thịch, chợt cảm thấy, có lẽ làm anh hùng cũng không quá tệ. Nàng ấy nhận lấy chiếc giỏ trong tay Triệu Viêm, cảm ơn đệ, hôm nay tiễn biệt tình cảm, a à tỷ nhớ kỹ. Triệu ra nhiều người như vậy nàng không nghĩ tới người cuối cùng đến tiễn nàng lại là một thứ tử của thụy an vương hôm qua triệu viêm đã chứng kiến sự kiêu ngạo của người bắc quốc biết bọn họ sẽ không tôn trọng nàng ấy lúc này chỉ hận mình bất lực a tỷ nhất định phải bảo trọng để chờ a tỷ trở về được bùi an đứng ở đó bình tĩnh nhìn minh dương lên xe ngựa 300 thị vệ cũng theo nàng ấy đi vào bắc quốc đợi khi xe ngựa rời khỏi tầm mắt bùi an xoay người đi vào trong cửa thành sự kích động của dân chúng phía sau còn chưa phai nhạt một người phẫn nộ nói từ xưa đến nay sói nào biết ăn no vàng bạc tài bảo còn chưa đủ lần này muốn công chúa lần sau thì sao muốn thứ gì của nam quốc ta chẳng lẽ là ngọc tỷ sao không chiến mà hàng đúng là chuyện cười thiên hạ người bắc quốc hôm qua kiêu ngạo chừng nào mọi người đã chứng kiến rồi đấy đây là khinh thường đất nước ta rõ ràng mắng chúng ta là một lũ nhát gan loại vũ nhục này mà còn nhịn được thì còn có gì mà không nhịn được đám người không ngừng sao động bùi an cũng chẳng nói lời nào cũng không đi trấn áp chỉ xoay người nắm lấy tay vân nương rồi bước lên xe ngựa xe ngựa vừa di chuyển vân nương liếc qua khe rèm nhìn thoáng qua bên ngoài nhớ lại loạn kiến khang năm đó bệ hạ phái hình phong đến đưa thánh chỉ cho bùi an tắm máu một đám tặc tử phản nghịch vì thế mới liên lụy các lão tần bị ném xuống sông bây giờ nhìn những dân chúng này có lẽ hơn một nửa là các lão tần bị oan rồi các lão tần bị oan mấy người cầu tình thay các lão tần kia cũng vô tội vừa rồi minh dương tìm hình phong vân nương đều thấy được theo lý thuyết công chúa rời đi thì hắn cũng không có chỗ dựa mà hình phong là khâm phạm chắc chắn bùi an sẽ áp giải hình phong trở về nhưng hắn không hề làm nói vậy hai người đã đàm phán thỏa đáng công chúa tha thứ tội lỗi của hắn vân nương thở phào nhẹ nhõm có thể sống là tốt tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn rồi dần dần chuyển hướng đột nhiên trong đám người có một người nói nam quốc ta có thể đến hôm nay chúng ta phải cảm ơn tên gian thần ban tặng tham quan hại dân không gì kiên kỵ gian thần phản quốc không sợ gì vua ngày nào chưa diệt trừ bọn phản quốc ngày ấy nam quốc ta không đứng dậy được mặc người khinh nhục nói không sai hai năm nay bao nhiêu trung thần nam quốc chết oan uổng ngay cả đại nho các lão tần cũng không có sức chống cự bị mưu hại đợi ngày mai tai họa giáng xuống đầu chúng ta ai có lực phản kháng chẳng phải là đưa đầu cho người ta cắt gian thần không chết khó bình dân oán gian thần không chết khó bình dân oán gian thần còn có thể là ai nữa trong lòng vân nương nhảy dựng quay đầu nhìn về phía bùi an nửa đêm hôm qua hắn mới trở về buổi sáng tỉnh lại thấy hắn nằm bên cạnh mình cánh tay đặt trên thắt lưng nàng lúc nàng mở mắt hắn còn chưa tỉnh ánh sáng xuyên thấu vào màn trướng chiếu lên mặt y phủ một lớp ánh sáng ấm áp trên đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng vẫn là một thiếu niên mặt mày trong sáng ai mà không muốn làm người tốt chứ tình thế bức bách đến mức này hắn phải tìm kiếm một con đường sống nhẫn nhục thì làm sao bùi an cảm nhận được ánh mắt của nàng chuyển mắt nhìn lại nghĩ nàng sợ hãi nên trấn an nói không cần sợ không có việc gì đâu đạo lý trọng văn khinh võ đang lan tràn khắp triều đình mục nát cho đến toàn bộ nam quốc hủ bại một đám người ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm cả ngày lo việc quốc an việc dân trong quân doanh trưng binh thì không thấy mặt mũi còn mở miếng mắng chửi thì ai cũng làm được người bắc quốc nói không sai đa số một lũ văn nhân chỉ biết khua môi múa mép nếu mắng người có thể mắng chết người ta thì chắc là nam quốc đã xưng bá thiên hạ không ai dẫn đầu những người này tuyệt đối không có gan đi ẩm ý chân trước công chúa vừa mới đi đám người triều đình kia đã ngồi không yên tiếng mắng chửi y ở bên ngoài vẫn còn tiếp tục vân nương không dễ chịu chút nào ai tình nguyện bị chửi chứ trước khi xuất giá đại phu nhân nói nàng vài câu nàng cũng chịu không nổi hú chi là nhiều người mắng đi mắng lại một câu gian thần như vậy vân nương lẩm bẩm một hồi nhìn người trước mặt rồi chân thành nói lang quân thiếp biết chàng là người tốt nàng chưa bao giờ tin hắn là một gã gian thần Bùi An vừa định đưa tay vén rèm lên, nghe được lời này thì dừng lại, nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng đang cố gắng thuyết phục mình. Hắn cười một tiếng, giọng điệu ngả ngớn, "Là tốt hay xấu, không phải đều là của nàng sao? Vân Nương, đêm trước hắn ôm mình, làm cho linh hồn bé nhỏ của nàng cũng sắp bay, nàng ôm lấy y theo bản năng, mà lúc ấy y cũng nói lời này, người là của nàng, không vội." Lúc này, hắn còn có tâm tư nói giỡn. Vân Nương quay đầu, sắc mặt đỏ rực. Bùi An cũng không trêu nàng nữa vén rèm lên nghiêng đầu ra ngoài thấy triệu viêm đang bị vây ở giữa hôm nay hắn mời mấy chục dân chúng tới vốn là vì để cho công chúa có mặt mũi ở trước mặt người bắc quốc để cho người bắc quốc nhìn xem người nam quốc tôn kính công chúa như thế nào chứ nào ngờ sự việc lại chuyển hướng như vậy lấy sức một người khẩu chiến quần hùng lớn tiếng phản bác nói không phải bùi đại nhân là người tốt hắn là người tốt vậy các lão tần thì sao những trung thần bị hắn giết chết thì sao triệu viêm luống cuống đó là do bọn họ đáng chết ta biết bùi đại nhân là người tốt hắn chưa bao giờ thực sự làm hại ai đúng là cho cười cho thiên hạ ai đáng chết nếu bùi an hắn là người tốt thiên lang phải xem chúng ta như nước bạn còn ngươi là ai sao là binh vực cho tên tặc bùi chẳng lẽ ngươi là chó săn của tên tặc bùi đúng là hắn hôm qua ta nhìn thấy hắn vào quán trà với tặc bùi chó săn của tên tặc bùi chắc chắn cũng hại chết không ít người hôm nay chúng ta bắt được một người thì giết một người giết người thì đền mạng chúng ta không thể tha cho hắn không thể tha cho hắn. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi, các ngươi đúng là lũ không phân biệt trắng đen, không nói đạo lý. Triệu viêm phẫn nộ trách cứ, ngay cả giọng nói cũng khàn nhưng không một ai nghe lời hắn, đám người xung quanh cứ ẩm ý không thôi. Có người kéo quần áo của hắn, có người cào tóc hắn, phát quan cũng bị kéo lệch, ngực, lưng, chân, không chỗ nào không bị người ta tay đấm chân đá. Cơn đau chuyển khắp toàn thân, hắn dãy dụ không thoát được, bất lực bị đám người kia không ngừng công kích, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt cũng mờ mịt. Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc thiên hạ này bị gì vậy. Mặc dù ở phủ Thụy An Vương hắn không được chào đón nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, đi theo các công tử ra ngày đêm dạo chơi quán rượu, chưa bao giờ lo lắng sẽ có người tạo phản. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần là ở Nam Quốc thì nơi nào cũng thái bình giống như Lâm An. Lúc chuồn êm rời khỏi phủ Thụy An Vương, hắn mang theo khao khát ước mơ nồng cháy cho rằng mình đã được tự do. Nghĩ nhất định phải đi thăm thú hết sạch Nam Quốc rồi mới về, nhưng lúc này mới đến kiến khang xe ngựa mới chạy ba ngày mà hắn đã bị quần ẩu thậm chí hắn cũng không hiểu oán phẫn trong lòng những người này đến từ đâu nữa bùi an hai năm trước đây rốt cuộc là sống bằng cách nào vậy nếu tiếp tục đánh như vậy hắn sẽ chết triệu viêm che đầu kêu to về phía xe ngựa phía trước bùi huynh cứu mạng bùi an cũng thấy được thảm trạng của hắn y bèn phân phó đồng nghĩa ngươi mang người đến truyền lệnh đi xuống người nào phạm luật rút gân lột ra tế cửa thành vâng bùi an nói năng cực kỳ bình tĩnh nhưng mí mắt vân nương lại giật giật dữ dội hai năm trước khi đồng nghĩa vừa đi theo bùi an đến kiến khang cũng chịu không ít thiệt thòi cũng chịu đánh rất nhiều hắn nhớ rõ ngày đầu tiên chủ tử nhậm chức ban đêm đi ra ngoài dạo phố bị người ta trùng bao tải vải kéo đến trong ngõ tối tay đấm chân đá một trận tuyên bố muốn chủ tử cút ra khỏi kiến khang nếu không thì chỉ có một con đường chết sau khi trở lại viện chính phong mặt mũi chủ tử bầm dập cả người bị thương chưa từng chật vật đến vậy hắn là người hầu trong phủ quốc công theo hầu hạ chủ tử từ bé đến lớn lúc chủ tử đọc luận ngữ xuân thu thì chắc mấy người đó còn nửa chữ bẻ đôi cũng không biết nếu không phải phủ quốc công gặp phải bất chắc chủ tử chính là công tử gia quý tộc nhất lâm an một thân hào quang ai ai cũng kính ngưỡng hắn chưa từng thấy chủ tử uất ức như vậy đỏ mắt khuyên bùi an chủ tử chúng ta vẫn nên trở về lâm an đi không mong cầu gì khác chỉ cần được bình an vẻ mặt chủ tử vẫn chấn tĩnh không hề lùi bước tự mình lau đi vết thương trên người rồi nói cho hắn biết không vào hang cọp sao bắt được cọp con đồng nghĩa ta đã không còn là bùi thế tử lúc trước rồi còn gì khổ mà ta không thể chịu đựng chứ hai năm qua chủ tử lăn lê bò lết một đường đến ngày hôm nay đạt được thành tựu này không phải người bên ngoài ban cho mà là chủ tử liều cả mạng mình để có được ai gian ai chung một đám văn nhân hở ra là đại nghĩa còn không phải đi làm chuyện trùng bao tải đánh người giết người diệt khẩu sao thói đời này chỉ là cá lớn nút cá bé nếu chủ tử không tàn nhẫn độc ác, sử dụng thủ đoạn lợi hại, e là bọn họ đã cười lên đầu chủ tử, muốn mạng của chủ tử từ lâu. Đồng nghĩa đã thấy vô số lần náo loạn như vậy cho nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ngay khi việc xảy ra, hắn đã âm thầm nhìn chằm chằm người gây sự đầu tiên, lúc này nghe Bùi An nói xong lập tức mang theo người của ngự sử đài, túm lấy người nọ trước rồi kéo lên đứng trên xe ngựa. Đao trong tay kề sát cổ hắn ta, nhìn dân chúng vẫn còn đang ồn ào ầm ĩ ở phía dưới, cao giọng nói, dừng lại hết cho ta, còn có lũ người gây sự kia, kẻ này sẽ là kết cục của mấy người. Nói xong đao trong tay không hề do dự cắt đứt, máu văng ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt của một đống người trước mặt, lúc này đám người này mới chậm rãi an tĩnh lại. Đồng nghĩa buông tay, người nọ ngã xuống đất, không nhúc nhích. Đồng nghĩa nhìn lướt qua đám người, nghiêm giọng nói, bùi đại nhân một lòng vì dân, ở đây chấn thủ hai năm, củi gạo dầu muối ở kiến khang chưa bao giờ thiếu hụt. Các ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng những thứ này đều là công lao của ai, hôm nay người này yêu ngôn mê hoặc dân chúng, kích động dân tâm. Tiểu nhân, tử hình ngay tại chỗ là vì dân trừ hại, chờ lát nữa sẽ rút gân lột ra treo lên cửa thành, mọi người lấy đó làm cảnh tỉnh. Ngoài ra từ hôm nay trở đi, phàm là có loạn tặc như vậy, ai cũng có thể đến báo cáo, một khi có thể chứng thực được, mỗi người có thể nhận được năm lượng bạc. Đám đông hoàn toàn yên tĩnh, không nói đâu xa xôi, Bùi An ở đây hai năm nay, đúng là muối gạo của Kiến Khang còn sung túc hơn trước rất nhiều. Thương nhân Kiến Khang, dù là đường bộ hay đường thủy thì cũng ít khi gặp hải tặc thổ phỉ bởi vì thủ đoạn của bùi an không chỉ dùng ở trên người bọn họ mà còn dùng trên người kẻ trộm xâm phạm kiến khang trong lòng mỗi người đều có một cái cân chẳng qua đi theo xu thế đi chửi bới một người sẽ dễ dàng hơn muốn đi ngược dòng đối nghịch với mọi người để nói một câu công bằng cho hắn sẽ phải trả giá lớn cho nên mới hùa theo như vậy bo bo giữ mình cũng không sai nhưng tùy ý đến dẫm một cước cũng không nên hôm nay người không oán không thủ cũng không ít Người đến đây chỉ vì muốn gây sự cũng không ít, sau khi thấy máu thì mất tinh thần ngay lập tức. Trong thời thái bình, thứ đáng giá nhất là mạng người, giống như trước đây, đám đông dần dần giải tán, không còn tính tình gì nữa. Tiếng động chấn áp bên ngoài xe ngựa truyền vào trong, Vân Nương không dám nhìn ra bên ngoài, thấy yên tĩnh rồi mới kéo rèm ra, còn chưa thấy rõ bên ngoài như thế nào thì chợt thấy khuôn mặt mèo của Triệu Viêm. Vừa lăn vừa bò trên mặt đất để lên xe ngựa, sau khi vén rèm lên chui vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh Bùi An ánh mắt nhắm chặt, cảm giác giống như vừa mới thoát nạn. Vân Nương ngạc nhiên, không ngờ đường đường là quận vương, thật đúng là bị dân chúng đánh. Quận vương, không, không sao chứ. Vân Nương vừa hỏi xong, triệu viêm thoáng cái mở mắt ra, xoay người ôm lấy bùi an khóc đến mức long trời lở đất. Bùi huynh, ta bị người ta đánh. Ở vương phủ thì bị phụ vương ta đánh, bị hạ nhân đánh, đi ra ngoài còn bị những người không quen biết này đánh, ta trêu chọc ai chứ. Vân Nương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ, tiểu quận vương của phủ Thụy An Vương Phủ lại là một người mít ướt như vậy. Cổ Bùi An tránh sang bên cạnh, cau mày, dùng khỉu tay đẩy hắn ra, hoặc là ngồi xuống, hoặc là lăn xuống đi. Triệu viêm bị Bùi An đẩy ra cũng không nản lòng, lại dính qua, giống như một thuốc cao bôi ra chó, bắt lấy cây dơm cứu mạng cuối cùng của mình, Bùi Huynh. Xem như ta đã thấy rõ ràng rồi, thiên hạ này không còn chỗ cho ta dung thân, chắc chắn vương phủ ta không thể trở về, phụ vương ta nhiều con cái, người nào cũng xuất thân tốt hơn ta lại có tiền đồ hơn ta nếu biết ta lén chạy đi nhất định sẽ đánh chết ta hiện giờ có thể bảo vệ ta chu toàn chỉ có một mình bùi huynh ta quyết định rồi ngươi đi đâu ta đi đó dù chân trời góc biển đến chết cũng không phai bùi an triệu viêm nhớ tới lại quay đầu lại vẻ mặt thành ý nhìn vân nương tẩu tử tẩu yên tâm ta ăn rất ít một miếng cơm là được tương lai chờ hai người có con ta còn giúp hai người trông con tuyệt đối sẽ không để cho hai người chịu thiệt vân nương sống lưng vân nương cứng đờ con cái sao còn sớm quá dù là đêm tân hôn hay là buổi tối hôm trước bùi an không hề bắn vào trong lúc quan trọng hắn đều rút ra rồi bắn toàn bộ lên bụng nàng có lẽ dọc theo đường đi sẽ không thái bình nàng không nên có thai trong lòng hai người đều biết coi như là đạt được đồng thuận đêm hôm trước khi thấy bùi an sắp không kìm nổi nàng cũng chủ động đẩy hắn ra nhắc nhở triệu viêm nói chân thành bùi an cũng không đẩy hắn ra khỏi xe bình tĩnh nói hôm nay dưỡng thương một ngày sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi trở về lấy bản lĩnh của ngươi chỉ cần khóc trước mặt bệ hạ vài tiếng vương gia sẽ không muốn mạng ngươi đâu bùi huynh về đó làm gì chứ ta vẫn sẽ bị đánh chỉ là đổi cách chết chậm rãi bị tra tấn đến chết mà thôi nể tình năm đó chúng ta còn từng cùng nhau đào tổ chim bùi huynh ngươi mang ta đi đi vân nương không nghĩ tới triệu viêm ở vương phủ cũng thê thảm như thế bị hắn dây dưa suốt đường đến khi xe ngựa đến quan trọ lỗ tai mới yên tĩnh chút công chúa đã đi rồi không cần phải ở quán trọ nữa vân nương đi theo bùi an lên lầu thu dọn đồ đạc vừa mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy hình phong đang đi lên lầu một thân áo trắng đứng ở cuối hành lang dài khuôn mặt có tinh thần hơn lúc trước rất nhiều hoàn toàn không để ý bùi an ở một bên ánh mắt chỉ nhìn chầm chằm về phía vân nương thấp giọng nói có thể nói mấy câu hay không không biết lần chia tay này đến bao giờ mới có thể gặp lại hẳn là nên tạm biệt đàng hoàng vân nương nhìn về phía bùi an còn chưa mở miệng mặt bùi an đã quay sang một bên có chuyện gì cứ nói ở chỗ này vân nương nói trước mặt cũng khá tốt lúc trước hình phong tránh vân nương là bởi vì hắn là người mang tội không muốn gây thêm phiền phức cho nàng lúc này đã khôi phục thanh danh đương nhiên không bận tâm nữa sự tranh cường hiếu thắng trong xương cốt đàn ông dù là ai cũng có cho dù lúc trước là mình chủ động chấp tay nhường nhị lúc này muốn hình phong có hảo cảm cảm kích bùi an hắn làm không được bùi an muốn nghe thì nghe đi hình phong xem bùi an như không tồn tại ánh mắt nhìn về phía vân nương rồi dịu dàng hỏi dự định đi đâu vân nương biết cái nào không nên nói cái nào nên nói đáp ta vào nam với lang quân một tiếng lang quân này giống như dao cắt vào tim hình phong làm cho nó máu chảy đầm đìa hắn có thể vì an nguy của nàng nhẫn tâm thoái hôn với nàng nhưng trong lòng yêu nàng sao có thể ít đi ngày đó sau khi nàng rời đi hắn một mình dầm trong mưa nhớ lại tất cả cảnh tượng mấy năm của bọn họ ngược giống như bị dao cắt đau đến mất ý thức hắn nhìn nàng lớn lên từ trẻ sơ sinh cho đến bây giờ trưởng thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều cho rằng cuối cùng có thể cưới nàng trở về cùng nàng trải qua những điều mới lạ của thiên hạ từ nay về sau làm bạn đời nhưng không nghĩ tới lại bị người ngoài làm khó dễ chia rẽ bọn họ chỉ dựa vào điểm này hắn vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho minh dương mặc dù nàng ấy bị đưa đến bắc quốc hỏa thân nhưng chỉ cần hình phong nhìn thấy vân nương đứng ở bên cạnh bùi an hắn chỉ biết mình càng hận minh dương nhiều hơn ngược quá đau đôi mắt hình phong chậm rãi hồng lên nhưng khóe môi lại cong lên ôn hòa cười với nàng rồi nói rất tốt nếu có cơ hội đi quả châu cũng tốt đi thăm viếng ông ngoại nàng một lần hiểu rõ tâm nguyện mấy năm nay của nàng vân nương không biết giữa hình phong và minh dương rốt cuộc là có gút mắc gì nhưng lúc này nhìn hắn như vậy trong lòng nàng cũng không dễ chịu nếu nói nàng không còn để ý thì cũng là để lừa tên lòng dạ hẹp hòi nào đó hai người cùng nhau lớn lên người đàn ông đầu tiên nàng tiếp xúc chính là hình phong hơn hai tháng trước đúng là trong lòng nàng đã coi hắn là phu quân tương lai của mình trong lòng trong mắt đều là hắn, nhưng tạo hóa trêu người, hắn có nỗi khổ tâm không thể cưới nàng, nàng cũng có quyền tính toán tương lai cho mình. Hai người không có khả năng trở lại như trước kia, ngày đó hình phong trả lại ngọc bội cho nàng thì nàng đã biết. Tiệc tùng trong thiên hạ không thể không tan, mặc dù hai người quen biết nhau 16 năm nhưng cả đời này, còn có vài cái 16 năm, hai người còn gặp được rất nhiều người khác nhau. Hiện giờ nàng có Bùi An, hắn cũng sẽ gặp được người cùng mình đi suốt cuộc đời, đợi đến khi thời gian trôi qua, quay đầu lại nhìn lại chẳng qua hai người cũng chỉ là một hồi ức trong thời thơ ấu. So với thế cục, vận mệnh, duyên phận, tình cảm thật sự quá nhỏ bé. Tình cảm có thể được nuôi dưỡng, nhưng số phận không thể khống chế. Nàng tin số phận, hai người đều nên nhìn về phía trước, Vân Nương không còn rối rắm quá khứ trước kia của bọn họ nữa, những chuyện đã từng xảy ra nàng cũng không có cách nào xóa đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Hình Phong, thoải mái cười cùng với hắn, ừm, sau này Hình ca ca cũng phải sống thật tốt. Mặc dù không thể quên, cũng nên buông bỏ bùi an xoay mặt qua mí mắt chợt nhảy dựng lên được nàng giỏi lắm lúc này chỉ sợ cỏ dưới sân cũng chưa chắc đã xanh bằng bùi an hắn trong lòng vân nương lại rất bình thản từ lúc nàng có ký ức nàng đã gọi hình phong là hình ca ca ngược lại sau này lớn lên sau khi biết được ý nghĩa hôn ước nàng mới sửa lại gọi hắn là hình công tử lúc này nàng gọi một tiếng hình ca ca cũng là ám chỉ cho hình phong biết giữa bọn họ đã không còn tình cảm nam nữ hú chi là tình cảm thân mật khác từ khi hai người từ hôn đến nay đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau như vậy hình phong lại không thấy vui vẻ từ nụ cười kia của nàng đáng lẽ nàng nên là của mình bùi an không nhịn nổi không đợi hình phong lại ấp ủ ra tiết mục cậy góc tường nào nữa quay đầu ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên mặt hắn nói xong chưa hình đại nhân đã khôi phục chức vụ như cũ vẫn nên quay về sớm đi trở về lâm an chia sẻ ưu phiền với bệ hạ nói xong bùi an bắt lấy cổ tay vân nương kéo nàng đi về phía trước đi vài bước lại chợt dừng chân Vân Nương không vững chân đụng đầu vào người Bùi An. Bùi An kéo nàng sát người mình, cũng không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm bóng dáng Hình Phong, nói: "Lần sau Hình đại nhân nhìn thấy phu nhân ta, kính xin thu hồi cặp mắt như hổ rình mồi kia đi, bản quan biết nàng đẹp, không cần ngươi nói cho ta biết. Không thèm quan tâm tâm trạng lúc này của Hình Phong là gì." Bùi An lôi kéo Vân Nương xuống cầu thang, lúc đi tới trước xe ngựa đột nhiên buông tay, không nói một lời mà một mình chui vào trước. Vân Nương, lúc Vân Nương dẫm lên băng ghế rồi vén rèm lên, Bùi An đã cầm một quyển sách, xoay mặt qua một bên, không thèm liếc nàng một cái nào. Như vậy mà còn dám nói mình bao dung rộng lượng. Nếu hôm nay nàng có thể thẳng thắn ôn chuyện với hình phong trước mặt Bùi An, Vân Nương đã nghĩ đến hậu quả. Hai người cùng nhau ngồi xe ngựa ba ngày, lần đầu tiên Vân Nương chủ động dựa vào, nói nhẹ bên cạnh Bùi An, Lang Quân, lát nữa ta định đi mua chút sách, Lang Quân có đề nghị gì không? Trang sách trong tay Bùi An nhanh chóng lật một cái, giọng nói không cảm xúc, tùy nàng. À, Vân Nương nhìn sắc mặt hắn một chút, vậy lát nữa chọn rồi mua. Lại hỏi tiếp, Lang Quân, chúng ta đi đâu đây? Viện Chính Phong, là nơi ở lúc trước của Lang Quân sao? Ừ, vừa rồi ta nghe đồng nghĩa nói Lang Quân ở Kiến Khang 2 năm, cuộc sống của dân chúng rất tốt, chắc chắn Lang Quân hao phí rất nhiều tâm tư phải không? Bùi An ngẩng đầu, Vân Nương lập tức cong môi, cho hắn một nụ cười sán lạn. Bùi An nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nhìn một hồi rồi trực tiếp chọc thủng thủ đoạn vuốt mông ngựa của nàng. Đừng nói nhảm nữa, toàn là lời nói dối không có câu nào là thật nói ra ta cũng không tin đừng có nói nữa xem ra Bùi An đã nhìn ra nếu muốn gạt bỏ tình cảm của nàng và Hình Phong từ miệng là điều không dễ dàng gì đêm tân hôn uống nước chanh làm hắn bận rộn một phen xong việc hai người còn tranh cãi một trận nàng còn hết mũi lên mặt còn lợi hại hơn hắn rồi lánh đi một lần nữa nàng và Hình Phong còn có thể như thế nào chẳng lẽ nàng còn dám hồng hạnh xuất tường mình đúng là rảnh đến hoảng hốt lo chuyện tình sử nàng vân nương câm nín kể từ lần trước đến giờ hai người vẫn luôn chung sống hòa hợp thậm chí có thể gọi là cầm sắt hòa minh nhất là hôm kia hai người ở trong trạng thái tỉnh táo điên cuồng một phen hai người dần dần trở nên quen thuộc với nhau một khi đã thân quen hiển nhiên thể diện cũng giảm bớt vân nương nghe bùi an diễu cợt cũng không tức giận biết lòng dạ hắn lớn đến chừng nào mà nàng tiến lên phía trước hơi nghiêng đầu nhìn mặt bùi an to gan nhưng dịu dàng hỏi hắn lang quân chàng để ý sao không phải lòng dạ chàng lớn lắm sao Bùi An cảm thấy cô nương trước mặt có một đôi mắt đẹp nhưng lại chả biết nhìn người. Là một người đàn ông, có thể không hại vợ mình gọi tình nhân cũ một tiếng ca ca ở trước mặt mình à. Hình ca ca, thân mật biết bao. Vân nương bị Bùi An nhìn chằm chằm, gương mặt anh Tuấn gần trong gang tấc làm nàng quên mất mình định nói gì, ban đầu cũng cảm thấy không có gì để giải thích. Nàng cũng thản nhiên cho rằng mình hoàn toàn không sai nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến nói, lang quân, trước khi gặp chàng, ta chỉ biết một mình huynh ấy, Hôm nay tạm biệt, ngày sau sợ khó gặp lại, cũng chỉ là nói lời từ biệt mà thôi, thật ra không có gì cả. Đúng vậy, không có gì cả. Bùi An cũng nhếch môi với nàng, cười đến độ chói sáng, một câu ca ca mà thôi, nói như vậy Tiêu tiểu thư cũng từng gọi ta như vậy, ta cũng chưa bao giờ để ý. Hết phần 3.